Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 31. Quyển 9, chương 49. Triệu Quốc Đống đúng là không có thời gian đâu mà quan tâm tới bọn họ. Sau khi công ty Quốc Điện đã có chỉ đạo mang tính phương hướng xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện ở khu khai phát Ninh Lăng, một loạt công ty cũng bắt tay vào ký kết hợp đồng với khu khai phát, tiến hành quy hoạch đất chờ xây dựng. Nhiều công ty vốn có thái độ đứng ngoài xem sau lần Ninh Lăng tổ chức thu hút đầu tư ở Thượng Hải, bây giờ cũng đã gửi văn bản đến Ban Quản lý Khu Khai phát Ninh Lăng nói rằng muốn đến khảo sát đầu tư. Ban Quản lý Khu Khai phát cũng rất nhiệt tình chào đón. Tháng 4, Triệu Quốc Đống gần như bị công việc này chiếm trọn hết thời gian. Gần như ngày nào cũng có một nhà máy đến khảo sát. Triệu Quốc Đống và Lý Trạch Hải đều hiểu đợt sóng đầu tiên này phải nắm chặt. Nhóm công ty đầu tiên này thành công thì mới hình thành được trụ cột ngành sản xuất thiết bị ngành điện ở khu khai phát, anh mới có thể tạo cơn sóng tiếp theo, khu khai phát mới có thể duy trì tính liên tục của nó. Hiểu rõ tình hình các công ty, nắm rõ ý đồ của bọn họ, chuẩn bị phương án tiếp đón, mỗi một hạng mục công việc đều được Triệu Quốc Đống và Lý Trạch Hải tự mình kiểm tra. Như Lý Trạch Hải nói, nếu muốn mỗi nhà đầu tư tới khảo sát rồi ký hợp đồng thì anh phải nhiệt tình tiếp đón, chuẩn bị tỉ mỉ, đảm bảo làm cho bọn họ có ấn tượng tốt về khu khai phát Ninh Lăng, phải để bọn họ cảm thấy khu khai phát Ninh Lăng khác hẳn các khu khai phát khác. Chỉ trong vòng nửa tháng, khu khai phát Ninh Lăng đã tiếp đón hơn 30 công ty, trong đó có 5 công ty đã nói rõ sẽ đầu tư, các công ty khác nói cần khảo sát thêm. Chủ tịch Tăng, Bí thư Triệu, chỗ các anh đúng là bận rộn. Tổ công tác chúng tôi đến Tây Giang gần tuần mà chỉ gặp y không đến 2 lần. Ngoài lần đầu gặp mặt ra, nhân viên tổ công tác chúng tôi gần như không thấy y. Trương Việt Xuyên là người làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, quen với các công tác điều tra. Nếu như không phải do chủ tịch tỉnh tự mình phê vào văn bản, y sẽ không dẫn đoàn tới. Khi đến thị xã y còn được thị trưởng, phó thị trưởng phụ trách tiếp đón, thi thoảng còn gọi điện hỏi tình hình, hỏi xem có cần giải quyết vấn đề gì không. Nhưng không ngờ đến Tây Giang thì lại được đối xử lạnh nhạt. Mặc dù không đến mức đó, Tây Giang phối hợp khá tốt, cũng không tạo khó khăn trong công việc, nhưng vị bí thư quận ủy Triệu Quốc Đống không hề tỏ vẻ nhiệt tình gì. Trưởng phòng Trương, đúng là phải xin lỗi. Khi tổ công tác tới thì bí thư Triệu lại đang bận nhất. Có thể anh cũng biết bí thư Triệu còn kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng. Thời gian này quốc gia đã xác định khu khai phát Ninh Lăng sẽ thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu vực Trung Tây. Một loạt các công ty của khu vực Trường Tam Giác phía Đông đã đến Ninh Lăng chúng tôi khảo sát. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Ninh Lăng chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Nhâm đã gọi điện yêu cầu thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng phải nắm bắt cơ hội này, xúc tiến kinh tế Ninh Lăng phát triển. Bí thư Triệu là thường vụ thị ủy, lại là bí thư đảng ủy khu khai phát nên gần như mỗi đoàn khảo sát đều cần tiếp đón. Vì thế tuần này bí thư Triệu ủy quyền tôi phối hợp với tổ công tác. Nếu như Tây Giang có điểm nào làm không tốt thì mong anh bỏ qua. Thái độ của Tăng Lệnh Thuần làm Trương Việt Xuyên bớt bực bội hơn. Y có chút tò mò nói. Bí thư Triệu này nhìn qua thì chưa đầy 30, y là thường vụ thị ủy kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang còn không nói, sao còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Trước đây y làm ở đâu? Bí thư Triệu năm trước từ chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm lên làm thường vụ thị ủy rồi kiêm nhiệm bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát. Năm 94, bí thư Triệu là cán bộ được phái xuống từ sở giao thông. Tăng Lệnh Thuần nói. Ồ, cán bộ từ sở giao thông phái xuống. Trương Việt Xuyên lập tức nhớ lạ xem năm 94 ai làm giám đốc sở giao thông. Lúc ấy giám đốc sở giao thông là trợ lý chủ tịch tỉnh Thái Chánh Dương. Nhưng sau đó Thái Chánh Dương rất nhanh điều lên Bắc Kinh làm phó bộ trưởng bộ thương mại, mà khi ấy người phụ trách mảng giao thông của tỉnh lại là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tần Hảo Nghiên. Trương Việt Xuyên suy nghĩ một chút và thấy khó trách, Thái Chánh Dương bây giờ đã làm bộ trưởng bộ năng lượng, mà Tần Hảo Nghiên cũng làm phó chủ tịch thường trực. Triệu Quốc Đống này lên nhanh như vậy nhất định là có quan hệ với hai người kia. Chủ tịch Tăng, tổ công tác chúng tôi đã ở Ninh Lăng 5 ngày, cũng điều tra cụ thể về mấy nhà máy tiến hành cải cách của Tây Giang. Căn cứ chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, chúng tôi đối chiếu tài liệu liên quan nên tình hình cơ bản đã được nắm giữ. Bây giờ chúng tôi muốn trao đổi ý kiến với lãnh đạo quận. Hơn nữa hỏi rõ ý kiến của các anh. Không biết anh có thể liên lạc với Bí thư Triệu, xem lúc nào anh ta rảnh. Được, tôi lập tức liên lạc với Bí thư Triệu. Chẳng qua nghe theo ý của anh thì cuộc điều tra đã kết thúc. Tăng Lệnh Thuần hỏi như vậy làm Trương Việt Xuyên có chút khó hiểu. Sao vậy,
chẳng lẽ Tây Giang còn hy vọng tổ công tác ở lại đây? Y lần đầu gặp việc này. Sao, Chủ tịch Tằng, anh hy vọng chúng tôi ở đây thêm vài hôm nữa sao? Trương Việt Xuyên vừa cười vừa nói. Ha ha, trưởng phòng Trương, Bí thư Triệu đã nói với tôi rằng lần này trưởng phòng Trương tới nhất định là do lãnh đạo cấp trên có chỉ thị, mà nguyên nhân chỉ thị chính là có người phản ánh chúng tôi không làm tốt công việc. Chúng tôi chào mừng tổ công tác đến chỉ ra vấn đề để chúng tôi sửa sai. Tằng Lệnh Thuần cười nói. Bí thư Triệu đã nói với tôi và tổ lãnh đạo cải cách các nhà máy Tây Giang, đó là tích cực phối hợp với tổ công tác. Bí thư Triệu là lãnh đạo cao nhất Tây Giang, nếu xảy ra chuyện thì không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên trước khi vấn đề được tra rõ thì không tiện tiếp mấy vị lãnh đạo. Nhưng sau khi cuộc điều tra kết thúc, Bí thư Triệu nhất định sẽ gặp mặt tổ công tác có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi. Bí thư Triệu tuyệt đối không né tránh. Ồ, xem ra Bí thư Triệu rất tự tin. Trương Việt Xuyên cười nói. Ha ha, anh chờ chút, tôi lập tức liên lạc với Bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tằng Lệnh Thuần thì hắn vừa từ hiện trường của khu khai phát về. Bây giờ cũng đã đến lúc hắn ra mặt. Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống là đổi địa điểm tọa đàm thành Ninh Uyển đã được Trương Việt Xuyên đồng ý. Triệu Quốc Đống qua đó cũng biết kết quả lần này coi như mỹ mãn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Quyển 9, chương 50. Triệu Quốc Đống biểu hiện có thể nói rất quy củ. Quyển sổ da màu đen được đặt trước mặt, bút viết như bay. Trương Việt Xuyên có chút khó hiểu đối phương có phải là đang chép vấn đề mà tổ công tác đưa ra hay không. Đây là cuộc hội đàm mang tính trao đổi, tính chất cũng không quá nghiêm túc. Chẳng qua biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm cho cán bộ bên Tây Giang gồm cả Tằng Lệnh Thuần và Hoắc Vân Đạt đều lấy bút ra và chăm chú ghi chép vấn đề mà tổ công tác phản ánh. Chẳng qua dù như thế nào thì tư thế của Triệu Quốc Đống cũng làm tổ công tác hài lòng đôi chút. Mặc dù mấy hôm trước Triệu Quốc Đống không ra mặt nhưng người ta cũng có lý do. Thân kiêm hai chức đúng là rất bận, lại gặp cơ hội ngàn năm có một để thị xã Ninh Lăng phát triển thì cũng không thể trách được. Bây giờ có thể thể hiện như vậy nói rõ tên Triệu Quốc Đống này tôn trọng mình. Lần điều tra này của tổ công tác đã tiến hành rất tỉ mỉ. Ngoài mấy vấn đề không phù hợp thực tế, các điểm khả nghi đều được tìm hiểu. Nhưng Trương Việt Xuyên và bên thanh tra tỉnh, Ủy ban Kinh tế đã bàn với nhau, chính xác mà nói việc cải cách của Ninh Lăng coi như đều thông qua nghiên cứu, phù hợp trình tự. Cải cách từng nhà máy đều có thảo luận, mặc dù tranh cãi kịch liệt nhưng đúng là được 2/3 đại biểu đồng ý. Coi như vấn đề trình tự không có chuyện gì. Mỗi một chính sách đều được Hội nghị Thường trực Ủy ban quận và Hội nghị Thường vụ quận ủy nghiên cứu, cũng đưa ra quyết định cụ thể. Đương nhiên ở vài chính sách thiếu căn cứ pháp luật, chẳng qua Hoắc Vân Đạt có nói rất nhiều thứ không có tiền lệ, pháp luật cũng không nêu rõ, hoàn toàn là dựa theo tìm hiểu, vận dụng kinh nghiệm khu vực Duyên Hải. Nó giống như thưởng cổ phần cho nhân viên quản lý vậy, cấp bao nhiêu là thích hợp, làm như thế nào phân rõ cống hiểu của bọn họ nhiều hay ít, đây đều là vấn đề. Tất cả đều phán định theo tính chủ quan, có thể lấy hình thức quyết định tập thể thì coi như là nghiêm túc. Hai đồng chí Ủy ban Kinh tế tỉnh đưa ra vài giới thiệu, sau đó hai đồng chí thanh tra tỉnh cũng đưa ra những phân tích và kiến nghị đối với vấn đề họ hiểu rõ, chỉ ra vài điểm còn tồn tại và không đủ. Sau đó do Trương Việt Xuyên đại biểu tổ công tác đưa ra vài vấn đề tổng hợp, yêu cầu Tây Giang giải thích mấy vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng khá phục trình độ của tổ công tác này. Trương Việt Xuyên này cũng có bản lĩnh, chỉ vài ngày đã có thể đưa ra các chi tiết, điểm này làm hắn có chút ngạc nhiên. Mặc dù Tây Giang rất phối hợp NSNG có những thứ không phải chính quyền phối hợp là làm ra được. Đám người này đúng là có năng lực. Hoắc Vân Đạt đại biểu quận Tây Giang tiến hành giới thiệu chi tiết quá trình cải cách từng nhà máy. Từ tình hình các nhà máy trước cải cách, đến ý đồ của quận, đến các công tác chuẩn bị. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trương Việt Xuyên có ý muốn dừng lại cuộc điều tra, chẳng qua hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Vương Phủ Mỹ khi gọi đã nói Ứng Đông Lưu đã phê vào văn bản kia, trong đó mặc dù là muốn điều tra nhưng câu nói tổng kết kinh nghiệm làm cho Triệu Quốc Đống thấy có chuyện. Lần điều tra này chủ yếu là xem trong khi cải cách có tồn tại vấn đề vi phạm pháp luật hay không. Tổ công tác đến Ninh Lăng vài ngày nên về cơ bản xác định có vài điểm không phù hợp quy định, cũng có một số nhân viên không hài lòng, nhưng từ tổng thể mà nói vấn đề không lớn, nói cách khác không vi phạm pháp luật, không ai lấy quyền mưu lợi riêng, vậy là đủ. Chỉ cần điều này được xác định cũng có nghĩa phương hướng cải cách nhà máy của Ninh Lăng là chính xác. Nếu không có vấn đề lớn, như vậy sẽ không bị xử lý, như vậy Triệu Quốc Đống cũng cần có một số hành động khác. Vậy có thể tổng kết kinh nghiệm. Việc thí điểm cải cách nhà máy ở Ninh Lăng có thể toàn diện áp dụng,
hơn nữa đã có 5 nhà máy cải cách, trong đó chẳng lẽ không có kinh nghiệm tốt đáng giá tham khảo sao? Triệu Quốc Đống không cho rằng như vậy. Trưởng phòng Trương, các vị thành viên tổ công tác, vừa nãy Phó Chủ tịch Vân Đạt đã nói về ý tưởng cải cách nhà máy của Tây Giang chúng tôi, trong quá trình cải cách cũng đạt được thành tích. Tôi cũng nghe trưởng phòng Trương đưa ra một vài đề nghị với việc cải cách nhà máy của Tây Giang, tôi cũng có một ý kiến muốn báo cáo với anh. Trương Việt Xuyên khẽ gật đầu, có lẽ cũng đến lúc tổng kết, chẳng qua tên Triệu Quốc Đống này có vẻ chưa hết ý, không biết còn dự định làm gì. Vừa nãy tôi nghe trưởng phòng Trương đưa ra mấy vấn đề, trong đó có một vấn đề đó là tại sao nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện đang làm ăn có lãi lại cải cách. Vậy trong quá trình cải cách có vấn đề gì không? Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc ấy Phó Chủ tịch Vân Đạt cũng nói về vấn đề này. Tại sao cần cải cách gấp như vậy, sao không chờ? Tôi nói không thể chờ, chúng ta không thể vì sợ nghi ngờ bên ngoài mà mất cơ hội cải cách. Làm cán bộ lãnh đạo thì không được sợ người hiểu lầm, chỉ cần trong lòng anh vô tư là được. Vừa nãy các anh cũng nghe thấy trước khi cải cách, chúng tôi đã phân tích rõ tình hình kinh doanh của hai nhà máy. Hai nhà máy thoạt nhìn có lãi, nhưng tổng thể mà nói hàng năm kinh doanh đều kém hơn, điều này quan hệ trực tiếp với quy mô và thể chế của hai nhà máy. Một là quy mô nhỏ, bọn họ muốn cải tiến dây chuyền sản xuất cũng không thể, ngân hàng cũng không chấp nhận cho bọn họ vay thêm, chính quyền quận bây giờ cũng không thể tiếp tục đầu tư. Cho nên quy mô không thể tăng. Thứ hai là do cơ chế, bởi vì là nhà máy do quận quản lý, điều này làm nhân viên có cảm nhận bát cơm sắt, tính tích cực không cao, chất lượng không thể đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhà máy. Triệu Quốc Đống từ từ mà nói. Có người nói khi cải cách sẽ làm tổn thất tài sản quốc gia, tôi không hiểu bọn họ dựa vào gì mà nói như vậy. Hai nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện cải cách đều được định giá tài sản một cách công bình, khách quan, khoản nợ và tài sản đều được xác minh rõ ràng. Rút khỏi nhà máy, chính quyền nhận được hơn 1 triệu tiền mặt. Nếu không cải cách, có lẽ sang năm nhà máy lỗ thì 1 triệu này sẽ bốc hơi. Có thể có người nói sang năm nhà máy phát triển lên thì sao, 1 triệu thành 2, 3 triệu thì sao? Tôi dám nói nếu không cải cách, hai nhà máy này không thể phát triển, thậm chí không thể tiếp tục kinh doanh. Từ báo cáo tài chính mấy năm qua là chứng minh xu thế này. Triệu Quốc Đống nói, trên thực tế 1 triệu không phải là tiền lãi của chính quyền, thuần túy là từ số tàn tích còn lại do tiền chính quyền đầu tư trước đó. Trương Việt Xuyên lặng lẽ ghi mà không nói xen vào. 1 triệu ủy ban quận thu được dự định làm gì? Không làm gì khác mà là dùng 1 triệu này cho các nhà máy cải cách. Chẳng những thế tiền thu được từ cải cách 4 nhà máy khác, chúng tôi còn trích 3 đến 4 triệu của ủy ban quận vào phương diện này để thành lập một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, dùng để đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của nhân viên các nhà máy sau khi cải cách. Ồ, Trương Việt Xuyên có chút giật mình, y lập tức nhạy cảm nhận ra điểm mới mẻ phù hợp hứng thú chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu. Là người ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhiều năm, Trương Việt Xuyên có thể lên chức trưởng phòng thì không phải là người chỉ dựa vào việc vùi đầu công tác, cũng biết xem ý cấp trên. Bí thư Triệu, anh có thể giới thiệu rõ về điểm này không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Hắn biết mình đã thành công làm đối phương có hứng thú. Trương Việt Xuyên rất khôn khéo, Vương Phủ Mỹ đã gọi và nói qua về người này đối với hắn. Đương nhiên có thể, trưởng phòng Trương không phải đến Ninh Lăng điều tra vấn đề, tổng kết kinh nghiệm sao? Chúng tôi không có vấn đề gì lớn nhưng có vài kinh nghiệm. Tôi cũng hy vọng anh có thể đối đãi khách quan khi tổng kết về thành tích và điểm chưa đủ khi Tây Giang cải cách các nhà máy. Sau khi về phản ánh chi tiết với lãnh đạo, Triệu Quốc Đống thay mặt thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng và quận ủy, ủy ban quận Tây Giang rất cảm kích. Quyển 9, chương 51. Lời Triệu Quốc Đống làm đám người Trương Việt Xuyên càng lúc càng kinh ngạc. Tây Giang là nơi có điều kiện kinh tế tốt nhất Ninh Lăng, vậy các nơi khác thì sao? Ninh Lăng xếp cuối trong bảng danh sách các thành phố, thị xã toàn tỉnh, lực lượng tài chính yếu kém mà sao Tây Giang dựa vào gì mà dám tham vọng như vậy? Thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội là một mục tiêu lớn mà mấy năm trước quốc gia đã đề xuất. Năm nay tỉnh An Nguyên và các tỉnh khác mới bắt đầu lục lọi thành lập. Nhất là hệ thống bảo đảm an sinh xã hội dành cho nhân viên các công ty, nhà máy càng là VDDE khó khăn. Rất nhiều thị xã tỏ vẻ hiện nay khó có thể toàn diện đẩy mạnh công việc này. Chỉ có thể chia thành giai đoạn phổ biến. Không ngờ Tây Giang lại dám can đảm dùng tiền thu được để thành lập. Mặc kệ ý đồ của đối phương là như thế nào nhưng đây là một con đường mới đối với các nơi. Trương Việt Xuyên cũng nghĩ đến không biết tên Triệu Quốc Đống này có phải là nhận ra ý đồ của Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu nên mới nói như vậy, còn đâu không làm.
chẳng qua y lại thấy không đúng, đối phương nói ra như vậy thì chắc không phải chỉ nói suông. Như vậy chỉ có thể nói tư tưởng người này vượt qua thời đại, về phần Tây Giang có năng lực làm hay không lại là chuyện khác. Trưởng phòng Trương, thực ra tôi sở dĩ vội vàng cải cách các nhà máy cũng là có một ý. Đó là các nhà máy của Tây Giang chúng tôi hầu hết đều có quy mô nhỏ, không thuộc ngành kinh tế huyết mạch của quốc gia, cởi bỏ trói buộc là có thể giúp bọn họ tiến vào nền kinh tế thị trường. Ngoài ra còn có mấy nhà máy kinh doanh quá kém, chúng tôi dự định dùng hình thức nửa bán nửa cho để đưa ra ngoài. Nhưng nhiều công nhân mất việc lại là điều chúng tôi lo lắng. Tôi nghĩ bây giờ Ninh Lăng đã được xác định thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia, bây giờ đã có một số nhà máy khu vực Duyên Hải đến Ninh Lăng xây dựng nhà máy. Bọn họ cũng cần nhiều công nhân có tay nghề, tôi đã tiến hành trao đổi với các công ty này. Chính quyền có thể đưa ra chính sách ưu đãi, nhưng bọn họ phải chia sẻ gánh nặng công nhân mất việc với chính quyền. Ồ, Trương Việt Xuyên nhíu mày nói. Vậy các nhà máy này có chấp nhận điều kiện của chính quyền không? Đây không phải vấn đề chấp nhận hay không. Các công ty thiết bị ngành điện đến đây xây dựng nhà máy, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành thuê công nhân và tập huấn. Như vậy bên Tây Giang có thể tổ chức dạy nghề cho các công nhân mất việc để bọn họ được nhận. Về phương diện khác bọn họ sẽ trực tiếp nhận nhân viên đã thông qua trình độ. Có một số lớn công nhân mất việc sau khi cải cách các nhà máy ở Tây Giang có thể đến các công ty kia làm việc, coi như hai bên cùng có lợi. Nếu như ngành nghề không phù hợp thì chính quyền Tây Giang sẽ miễn phí tập huấn cho các công nhân mất việc theo đúng ngành nghề của các công ty tiến vào. Triệu Quốc Đống nói làm Trương Việt Xuyên phải ghi vào sổ. Y phải thừa nhận đầu óc Triệu Quốc Đống đúng là nhanh nhạy, ít nhất kết hợp việc cải cách các nhà máy với việc thu hút đầu tư với nhau, đây coi như là một điểm sáng. Cả cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hòa hợp, bữa ăn tối cũng khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống ân cần mời bọn họ ở lại làm đoàn người Trương Việt Xuyên khó có thể từ chối. Hơn nữa hai hôm nữa sẽ là cuối tuần, vừa nghỉ ngơi vừa tổng kết cũng được. Mọi người đều là người, không phải làm từ sắt thép, làm việc xong nghỉ ngơi một chút cũng không có gì mà. Cuộc điều tra việc cải cách các nhà máy của Tây Giang đã đến lúc kết thúc, đúng là không có vấn đề gì, chính xác mà nói là có vài kinh nghiệm đáng để nhân rộng. Trương Việt Xuyên tin rằng mình chỉ cần hơi viết sắc sảo một chút trong báo cáo là lãnh đạo cấp trên sẽ coi trọng. Trong vòng 2 ngày sau, Triệu Quốc Đống phái Bành Nguyên Hậu, Ngô Ứng Cương cùng tổ công tác đến Hoa Lâm nghỉ ngơi, còn gọi điện cho khu du lịch Hoa Lâm nhiệt tình tiếp đón. Bành Nguyên Hậu cũng rất chú tâm trong hoạt động này. Triệu Quốc Đống đã nói rõ với y rằng đây là lợi dụng việc tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Tây Giang điều tra việc cải cách các nhà máy, biến bị động thành chủ động, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, làm cho việc cải cách ở Tây Giang thành điển hình tiên tiến. Công tác giai đoạn 1 đã kết thúc, sau đây là công tác bồi dưỡng tình cảm. Bành Nguyên Hậu dẫn theo Vương Lệ Mai cùng Phan Xảo, thêm một vị phó chánh văn phòng Ủy ban quận Khúc Hiểu Yến cùng đi, đoàn người thêm mấy người phụ nữ xinh đẹp khiến không khí thoải mái hơn. Ai cũng nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nam nữ phối hợp nghỉ ngơi càng làm người ta vui vẻ. Hai hôm có thể nói chủ khách đều vui. Đến trưa thứ 6 Triệu Quốc Đống lại bày tiệc tiếp đón tổ công tác, các loại đặc sản nhét đầy sau hai xe của đoàn. Trương Việt Xuyên thậm chí còn trao đổi số điện thoại với Triệu Quốc Đống, hẹn lúc nào lên An Đô thì ngồi uống rượu. Nguyên Hậu, Ứng Cương, lần này thiêu chắc không ít phải không? Triệu Quốc Đống mệt mỏi nói. Thời gian này đúng là hắn rất bận. Chỉ riêng bên khu khai phát đã mệt, bên Tây Giang cũng không dám thả lỏng. Chủ tịch Tằng đã nói đáng tiêu thì phải tiêu, để bọn họ đỡ gây phiền cho chúng ta là được. Ngô Ứng Cương trước mặt Triệu Quốc Đống khá câu nệ, không được thoải mái tự nhiên như Bành Nguyên Hậu. Y mặc dù đã dần đi vào hệ thống của Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng biết mình chỉ là đứng ở vòng ngoài, muốn chính thức đi vào vòng tròn trung tâm của Triệu Quốc Đống thì cần cố gắng nhiều. Tôi thực ra tự tin không sợ bọn họ có thể gây chuyện gì. Tâm chính thì có gì phải sợ. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Chẳng qua dù nói như thế nào thì lần này tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Tây Giang điều tra là có ý mà tới, vui vẻ mà về, đó là chuyện tốt. Như vậy coi như Tây Giang chúng ta đã thoải mái trải qua đợt kiểm tra này. Bí thư Triệu, tôi thấy vị trưởng phòng Trương kia khá hài lòng với công việc của chúng ta, nếu không bọn họ cũng không dám đến Hoa Lâm nghỉ hai hôm như vậy. Bành Nguyên Hậu mặc dù tự xưng là thân tín của Triệu Quốc Đống, nhưng trước mặt Triệu Quốc Đống thì y cũng không dám quá tùy tiện. Y biết Triệu Quốc Đống hy vọng mình đặt tâm trí vào công việc, tìm ra điểm sáng tạo. Nhưng đây là khuyết điểm của y chỉ có thể lấy trung thành bù lại. Ừ, Lão Bành, anh nói với Vương Lệ Mai và Phan Xảo một câu,
nói cần phải đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách các nhà máy của quận, phải dùng cách tuyên truyền làm sao để dân chúng thích xem, thích nghe, đồng thời tăng cường tuyên truyền việc quận sẽ tập huấn và tìm việc mới cho công nhân, điểm này càng quan trọng hơn. Tôi lập tức yêu cầu Vương Lệ Mai làm tốt việc này. Bành Nguyên Hậu gật đầu nói. Coi như đã qua được việc này. Bí thư Triệu, tôi thấy năm nay Tây Giang không ít việc, lượng công việc tăng lên, tác phong làm việc được cải thiện. Ban dự định tổ chức đêm diễn văn nghệ để khích lệ tinh thần anh em. Ngài xem có thể ủng hộ nhiều một chút hay không, ngoài ra có thể mời lãnh đạo thị ủy tham gia không? Vấn đề kinh phí thì anh đừng tìm tôi, anh tìm lão Tằng đi, nhiều chút cũng không sao, chỉ cần đạt được mục đích là ổn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Về phần thị ủy thì anh mời trưởng ban Mao, tôi mời bí thư Nghiêm. Ba người đang nói chuyện, Tiếu Chiêu Quý đi tới thấy ba người liền nói. Bí thư Triệu vẫn đang nghiên cứu công việc. Anh ngồi đi, cũng không có gì, công việc đã xong. Anh không thấy ba người chúng tôi toàn mùi rượu sao? Đây là công việc đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, thử thách về rượu chính là tố chất của đảng viên. Tiếu Chiêu Quý cười nói. Bí thư Triệu, tôi vừa nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thị ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưởng ban qua thứ hai tới sẽ đến Ninh Lăng, sáng tham gia lễ khởi công nghi thức động thổ nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, chiều sẽ đến thị ủy kiểm tra công tác xây dựng đảng tại các cơ quan ngoài nhà nước. Ý của ban tổ chức cán bộ thị ủy là muốn Tây Giang chuẩn bị hai điểm tham quan. Ồ, trưởng ban qua thật sự sẽ tới. Tôi vốn tưởng đó chỉ là câu nói đùa trên bàn ăn. Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban qua là người tỉnh Tô, mà công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên lại là công ty của tỉnh Tô. Tôi lúc mời trưởng ban qua dùng cơm đã nói tới việc này. Trưởng ban qua đã đồng ý. Quyển 9, chương 52. Dù là Tiếu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu hay Ngô Ứng Cương đều vô thức có phản ứng theo câu nói này của Triệu Quốc Đống. Tiếu Chiêu Quý là người mẫn cảm nhất, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tính vốn là trưởng ban tuyên giáo, nghe nói rất được bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp coi trọng. Triệu Quốc Đống tháng trước đột nhiên đưa ra chỉ thị ban tổ chức cán bộ quận ủy nên coi trọng công tác xây dựng đảng của khối phi nhà nước, cũng đưa ra điểm sáng của công tác xây dựng đảng của ban tổ chức cán bộ Tây Giang chính là thành lập chi bộ đảng ở các đơn vị dây này. Tiếu Chiêu Quý còn nghĩ Triệu Quốc Đống đột nhiên có ý tưởng này. Nhưng bây giờ nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thị ủy, Tiếu Chiêu Quý có chút kinh ngạc vì ý tưởng của Triệu Quốc Đống lại trùng với ý đồ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Xem ra Triệu Quốc Đống đã sớm tạo được quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hơn nữa có quan hệ không bình thường với trưởng ban tổ chức cán bộ. Điểm này càng làm Tiếu Chiêu Quý coi trọng năng lực của Triệu Quốc Đống hơn. Đám người Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ dựa vào gì mà đấu với hắn? Dù Triệu Quốc Đống là kẻ bất lực thì đám người kia cũng không thể so sánh. Đừng nói là Nghiêm Lập Dân, dù là Kỳ Dư Hồng nếu qua tĩnh nói một câu thì cũng phải suy nghĩ. Bành Nguyên Hậu càng thêm chấn động, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hàn Độ đến Ninh Lăng kiểm tra công việc, Nghiêm Lập Dân và Mao Bình đi cùng cả lộ trình. Lúc ấy Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải thu hút đầu tư, Bành Nguyên Hậu ở bên nghe thấy Hàn Độ hỏi về Triệu Quốc Đống. Điều này nói rõ Hàn Độ có ấn tượng tốt về Triệu Quốc Đống, có vẻ như còn có quan hệ cá nhân. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại nhắc tới trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tính thì cũng có vẻ quen thuộc. Chỉ bằng nói một câu này đã đủ làm người ta phải suy nghĩ. Ngô Ứng Cương càng không cần nói. Thường vụ tỉnh ủy đối với là quá xa vời, đó gần như là truyền thuyết. Có thể ngồi ăn cơm với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, điều này không phải một cán bộ cấp phó giám đốc sở có thể làm được. Phải biết rằng cả tỉnh có 14 thành phố, thị xã, chỉ riêng phó bí thư, phó thị trưởng và thường vụ đã 200-300, đó còn chưa tính các cán bộ cấp phó giám đốc tại cơ quan trực thuộc tỉnh, các xí nghiệp, ít ra cũng phải 500. Thêm cả các cán bộ cấp phó chủ tịch, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cấp thành phố, thị xã thì hơn ngàn cũng là bình thường. Có thể để trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy biết tên đã khó, có thể quen thuộc thì càng khó. Về phần ăn cơm, nói chuyện thì sợ chỉ khoảng 20 người. Triệu Quốc Đống chẳng lẽ nằm trong số đó? Triệu Quốc Đống có vẻ không để ý mấy người kia suy nghĩ, hắn nói. Trưởng ban qua đến tham gia lễ khởi công thì tôi nghĩ thị trưởng Thư cùng bí thư Nghiêm sẽ tới tham gia, trưởng ban Trương cũng không thoát, có lẽ trưởng ban thư ký Vưu cũng không thoát. Lễ khởi công có mấy lãnh đạo tham gia, xem ra cần phải chuẩn bị nhiều sẻng thêm mới được. Ba người kia nhìn nhau, đây là việc gì chứ? Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tham gia mà Triệu Quốc Đống còn nghĩ đến việc nhỏ nhặt này ư?
Bí thư Triệu, có thể thêm lãnh đạo tham gia là vinh dự của khu khai phát, ban quản lý khu khai phát tìm còn không được. Tiếu Chiêu Quý không nhịn được nên nói. Lão Tiếu nói đúng, đây coi như lần tiếp đón lãnh đạo cấp cao nhất của khu khai phát, đủ để cho khu khai phát lộ mặt trên đài truyền hình tỉnh. Triệu Quốc Đống cười nói, khu khai phát Ninh Lăng trước đây không có hạng mục gì ra hồn, càng không có lãnh đạo tỉnh đến khảo sát, đây chủ yếu là do thị xã không thể không biết xấu hổ mà mời lãnh đạo tỉnh ủy tới. Bí thư Triệu, trưởng ban qua đến lần này có phải chỉ riêng hai việc này không? Bí thư thị ủy chúng ta vẫn chưa quyết định là ai, chẳng lẽ trưởng ban qua đến không vì việc này? Tiếu Chiêu Quý nói. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Sợ là bí thư thị ủy là ai cũng không phải do trưởng ban qua quyết định được. Bên trên còn có ba lãnh đạo chủ yếu, chẳng qua việc này không liên quan tới chúng ta. Lão Tiếu, anh mau xác định điểm tham quan. Khi trưởng ban qua tới thì cũng phải có gì đó để xem chứ. Qua tính đến làm cho Ninh Lăng xôn xao. Dù là Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân hay Lục Kiếm Dân, Trương Thiên Phóng đều cân nhắc ý đồ của vị trưởng ban qua này. Ninh Lăng vẫn chưa quyết định xem ai làm bí thư thị ủy, trên tỉnh cũng có ý kiến bất đồng, lời đồn tung trời. Ngoài Thư Chí Cao trực tiếp kiêm chức bí thư thị ủy, còn nói một vị phó trưởng ban thư ký nào đó của tỉnh ủy đến làm bí thư thị ủy. Có người nói giám đốc sở nông nghiệp đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, còn nói vị thị trưởng của thị xã nào đó đến làm bí thư thị ủy. Đúng là lạ, sao trưởng ban qua lại đến tham gia lễ khởi công ở khu khai phát. Tên Triệu Quốc Đống này đúng là có chút bản lĩnh. Mã Nguyên Sinh hút một hơi thuốc rồi nói. Vưu Liên Hương và Lam Quang gọi điện tới tăng cường bảo vệ, muốn dựa theo cấp bậc bên trên mà đưa ra phương án bảo vệ, mẹ nó chứ, không phải là một cán bộ cấp phó tỉnh sao? Có cần làm như vậy không? Lão Mã, anh là như vậy sao? Nghiêm Lập Dân có chút tức giận nói. Anh còn không biết là vì việc gì sao? Qua tính chỉ vì tham gia lễ khởi công ư? Cậu cho rằng đây là hạng mục trọng điểm quốc gia ư? Triệu Quốc Đống có mặt mũi lớn như vậy sao? Tôi thấy bí thư thị ủy đã được xác định. Bí thư Nghiêm, ngài nói là trưởng ban qua đến tuyên bố người làm bí thư thị ủy. Mã Nguyên Sinh có chút giật mình. Lần này không thể tuyên bố được. Tôi thấy tỉnh muốn an ủi Thư Chí Cao. Nghiêm Lập Dân thở dài một tiếng, mặc dù là cười nhạo Thư Chí Cao nhưng sao không phải tự cười nhạo y. Thư Chí Cao nếu lên, như vậy y là người có thể lên làm thị trưởng nhất. Trên tỉnh dù suy nghĩ từ góc độ nào cũng sẽ không điều thị trưởng từ nơi khác tới. Thị trưởng Thư không có hy vọng nào sao? Tông Kiến ngồi một bên có chút tò mò nói. Sau khi Kỳ Dư Hồng rời khỏi Ninh Lăng, Tông Kiến cảm thấy cuộc sống của mình không tốt. Thư Chí Cao và Vưu Liên Hương đều khó chịu với y. Tông Kiến đang suy nghĩ mình mặc dù thích chơi gái nhưng đã bao giờ gây chuyện với Vưu Liên Hương đâu, sao Vưu Liên Hương lại có ấn tượng không tốt về mình đến thế? Có thể làm gì được chứ? Nếu làm được đã sớm làm rồi. Lão Thư sợ sớm cũng biết mình không có hy vọng, đừng thấy y bề ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng rất khó chịu. Nghiêm Lập Dân cười cười một tiếng. Nếu đã biết như vậy thì trưởng ban qua cần gì phải tới? Trực tiếp dẫn người tới là được mà. Mã Nguyên Sinh lắc đầu nói. Chẳng qua lão thư cũng không thể làm bí thư thị ủy được, mới lên làm thị trưởng bao lâu chứ? Anh biết gì chứ? Nghiêm Lập Dân tức giận nói. Cả Ninh Lăng chỉ sợ chỉ mình Nghiêm Lập Dân dám mắng Mã Nguyên Sinh như vậy. Cứ theo ý anh thì thế giới này sớm loạn rồi. Ngài đoán bí thư thị ủy sẽ từ đâu tới? Tông Kiến quan tâm điểm này hơn cả, y là tránh văn phòng thị ủy. Ai đến làm bí thư thị ủy sẽ quyết định vận mệnh của y. Mặc dù bây giờ y dựa vào Nghiêm Lập Dân, nhưng Tông Kiến biết quan hệ của mình và Nghiêm Lập Dân không thể nhưng được. Cái này thì tôi không rõ, tôi thấy cơ quan thuộc tỉnh là có thể nhất. Dù sao năm 98 mới hết một quý, điều từ nơi khác tới sẽ không có lợi cho triển khai công việc. Quyển 9, chương 53. Qua tỉnh đến tham gia lễ khởi công của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên làm nhiều người chú ý. Tuy Qua Tĩnh là người tỉnh Tô, nhưng công ty tỉnh Tô tới tỉnh An Nguyên đầu tư là rất nhiều nhưng Qua Tĩnh chưa tham gia lần nào. Lần này là lễ khởi công xây dựng nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, Qua Tĩnh tham gia khiến nhiều người tò mò. Chẳng qua chỉ có mình tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, Hứa Tĩnh Giang là hiểu rõ đây là do Triệu Quốc Đống mời, trưởng ban qua chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền thực hiện mà thôi. Bữa trưa bố trí ở Ninh Uyển. Trong các lãnh đạo thị ủy thì ngoài Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân, Lục Kiếm Dân, Trương Thiên Phóng, Chu Xuân Tú, Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống cũng tham gia. Qua Tĩnh trông khá thân thiện.
ăn trưa xong, Qua Tĩnh nghỉ một tiếng rồi nói chuyện với Thư Chí Cao nửa tiếng, sau đó lại nói chuyện với hai người Nghiêm Lập Dân và Trương Thiên Phóng nửa tiếng. Buổi chiều Qua Tĩnh từ chối việc Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân đi cùng, chỉ đồng ý Trương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống đi cùng đến khảo sát ở Tây Giang. Cô đến kiểm tra công tác xây dựng đảng ở một công ty cổ phần của Tây Giang, cũng khẳng định công tác xây dựng đảng của Tây Giang đã đạt thành tích, đồng thời yêu cầu Ninh Lăng phải phát huy kinh nghiệm này. Qua Tĩnh đến nhanh, đi cũng nhanh, 5 giờ liền về An Đô, Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân tìm cách giữ lại nhưng cô từ chối. Nhà hàng Ngư Yến nằm sát bờ sông Lưu Hoa, Vĩnh Lương, Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương đi xe Camry đã sớm tới nơi này. Nhà hàng Ngư Yến không nằm trong nội thành Vĩnh Lương mà nằm ở ngoại ô cách Vĩnh Lương 20 km, đây là nơi quốc lộ 915 chạy qua. Do khẩu vị của Qua Tĩnh nên Triệu Quốc Đống đặt một bàn với cá là món chính. Qua Tĩnh là người tỉnh Tô nhưng ba người cùng đi với cô lại là người tỉnh An Nguyên vì thế thích ăn cay. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ tới điều đó nên bố trí Quế Toàn Hữu tới trước để đặt món. Khi Triệu Quốc Đống gọi Vưu Liên Hương không biết Triệu Quốc Đống làm gì. Ở trên xe Triệu Quốc Đống mới nói với Vưu Liên Hương rằng trưởng ban Qua thích yên tĩnh nên chọn nhà hàng Ngư Yến Vĩnh Lương mà ăn. Vưu Liên Hương lúc này mới vui mừng và nghĩ không ngờ Triệu Quốc Đống này sớm tạo được quan hệ với trưởng ban Qua. Hai người đều biết Thư Chí Cao không hy vọng làm bí thư. Bí thư thị ủy Ninh Lăng do Hoàng Lăng thị trưởng thị xã Tân Châu đảm nhiệm. Qua Tĩnh lần này đến chính là lộ tin trước. Triệu Quốc Đống không biết Thư Chí Cao có sớm biết kết quả này không, nhưng hắn tin Qua Tĩnh sẽ trao đổi với Thư Chí Cao. Vưu Liên Hương cũng không hy vọng mình sẽ được điều chỉnh vị trí, nhưng Triệu Quốc Đống gọi cô đi cùng làm cô có nhiều hy vọng. Lần này không có cơ hội thì chỉ cần trưởng ban Qua có ấn tượng tốt, tạo được quan hệ thì sau này có cơ hội mà. Không khí bữa tối tùy tiện hơn chưa? Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh nói chuyện ăn ý làm mấy thành viên ban tổ chức cán bộ và Vưu Liên Hương, Quế Toàn Hữu đều than thở. Bọn họ nhìn ra trưởng ban Qua khá thưởng thức vị thường vụ thị ủy trẻ tuổi này của Ninh Lăng. Vưu Liên Hương còn có một chút khen tị, tên này sao đi đâu cũng được chào đón như vậy. Triệu Quốc Đống hôm nay có mục đích chính là đẩy Vưu Liên Hương lên. Hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Qua Tĩnh, bây giờ hắn cần là để Qua Tĩnh có ấn tượng về Vưu Liên Hương. Theo tình hình thì thấy khá tốt, Qua Tĩnh cũng đánh giá cao sự khôn khéo của Vưu Liên Hương. Chẳng qua quan hệ cấp trên cấp dưới mà anh muốn nhanh chóng kéo gần là không dễ, nhất là giữa phụ nữ càng khó hơn. Đây coi như bước đi đầu tiên. Đưa mắt nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, Triệu Quốc Đống ưỡn lưng mà nói. Đi thôi Vưu tỷ, chúng ta về Ninh Lăng chứ, hay là về An Đô? Về An Đô. Vưu Liên Hương tối uống mấy chén nên mặt đỏ lên, chẳng qua đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi thấy mấy hôm nay đúng là rất bận. Ha ha. Chúng ta lại nghênh đón một sếp mới, lại phải thích ứng với người mới. Triệu Quốc Đống cười nói. Bao giờ đến lượt người khác thích ứng với chúng ta? Hừ, Quốc Đống, cậu phải thấy đủ chứ? Cậu mới bao nhiêu, Vưu tỷ này bao tuổi? Bây giờ đi đến nước này, cậu cho rằng Qua Tĩnh không cần thích ứng sao? Phó Bí Thư Yến Nhiên Thiên cũng là người cứng rắn, nếu không Thư Chí Cao sao lại vô vọng trong việc lên làm Bí Thư Thị ủy? Tôi thật ra cảm thấy đây không hoàn toàn là do trưởng ban Qua hay là thị trưởng Thư. Thị trưởng Thư đến Ninh Lăng quá ngắn, bầu làm thị trưởng mới mấy tháng, nếu làm bí thư thị ủy ngay thì hơi gấp một chút. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Trên tỉnh cũng cần phải suy nghĩ nhiều lý do mà. Ừ, nghe nói Hoàng Lăng là người mạnh mẽ, y làm thị trưởng Tân Châu không lâu mà thoáng cái đã điều tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, xem ra cũng là người có năng lực. Vưu Liên Hương lần này có chút thất vọng. Kỳ Dư Hồng coi trọng cô và Trương Thiên Phóng là hai cánh tay của Kỳ Dư Hồng. Bây giờ Kỳ Dư Hồng đi làm cô thấy mình thế cô lực bạc. Ừ, khó mà nói. Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng xấu đối với Hoàng Lăng này. Trước đây khi Trường Xuyên và Đức Sơn mua nhà máy dược Tân Châu thì bị Hoàng Lăng cản trở, sau đó nhận 200 ngàn. Mặc dù tập đoàn Thương Lãng dùng thủ đoạn hợp pháp nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống nhớ kỹ. Chẳng qua sau đó Đức Sơn lại có ấn tượng tốt đối với Hoàng Lăng. Ngoài việc to gan dám lấy tiền thì nghe nói Hoàng Lăng này là người táo bạo trong phát triển kinh tế, không sợ đắc tội người, quan hệ khá căng thẳng với bí thư thị ủy Tôn Nghĩa Phu. Về phần người này tính cách là như thế nào thì phải tiếp xúc mới biết. Thực ra chị không cần quá lo lắng. Chị là thường vụ thị ủy, Thư Chí Cao cũng là người có tính cách, lần này bị thiệt thì sợ sau đó y sẽ không e ngại nhiều. Tôi đoán sau khi bí thư thị ủy mới tới, thị trưởng Thư sẽ đưa ra ý kiến trong công việc của mình.
Mặc kệ Hoàng Lăng mạnh mẽ như thế nào thì dù sao y mới tới, thư chí cao nhất định muốn nhân cơ hội này thực hiện ý đồ trong công việc của mình ra. Hai bên đều mạnh gặp nhau thì nhất định sẽ chạm trán. Chị là trưởng ban thư ký thị ủy thì sẽ có tác dụng làm dịu, đó là cơ hội chị phát huy sở trường. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu tâm trạng của Vưu Liên Hương lúc này. Trưởng ban thư ký thị ủy không thể so sánh với hắn là bí thư quận ủy. Mặc dù cũng là thường vụ thị ủy nhưng Vưu Liên Hương là quân bài trong quan hệ của lãnh đạo. Chẳng qua Vưu Liên Hương cũng có ưu thế của mình. Cô là nữ trưởng ban thư ký nên bình thường nam lãnh đạo ít làm khó cô, hơn nữa chỉ cần có năng lực, phong cách cứng rắn một chút, lại có kinh nghiệm công tác ở An Đô thì sẽ dễ được cấp trên coi trọng. Hơn nữa bây giờ từ trên xuống dưới đều đề cao sử dụng nữ cán bộ. Nữ cán bộ có tài dễ được đề bạt hơn nam cán bộ nhiều. Quốc Đống, cậu nói thì nhẹ nhưng kẹp giữ bí thư thị ủy và thị trưởng thì có dễ phối hợp công việc như vậy sao? Hơn nữa còn cả Nghiêm Lập Dân nhìn chằm chằm ở bên. Nghiêm Lập Dân lần này không làm gì được thì có lẽ đang rất tức giận mà muốn tìm nơi phát tiết. Tôi thấy không khí thị xã rất không tốt, chỉ có cậu là sướng, không có việc là không phải lên thị xã, cứ trốn ở Tây Giang và khu khai phát là được. Vưu Liên Hương thở dài nói. Chị đừng bi quan như vậy chứ. Chị nếu thấy khó thở thì đến Tây Giang ngồi chơi, không khu khai phát cũng được. Triệu Quốc Đống thấy Quế Toàn Hữu đi ra liền mở cửa xe ra hiệu Vưu Liên Hương lên. Tôi đã hỏi trưởng ban qua thì có lẽ cuối năm sẽ điều chỉnh một chút, chị vẫn còn cơ hội mà. Quyển 9, chương 54. Ba hôm sau Hoàng Lăng được phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hạ Thiết Trụ dẫn đến Ninh Lăng. Thị ủy đầu tiên triệu tập hội nghị thường vụ thị ủy chào đón bí thư thị ủy mới tới, sau đó triệu tập hội nghị cán bộ từ cấp phó huyện trở lên. Trong hội nghị Hạ Thiết Trụ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Thư chí cao thay mặt thị ủy Ninh Lăng tỏ vẻ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, nhiệt liệt chào đón đồng chí Hoàng Lăng đến Ninh Lăng công tác. Hoàng Lăng sau đó cũng nói mấy câu khiêm tốn, nói nhất định đoàn kết thị ủy dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Toàn tâm toàn ý làm tốt công việc, cố gắng phát triển kinh tế, xã hội Ninh Lăng. Hoàng Lăng làm hắn có ấn tượng không tốt, chuyện tập đoàn Thương Lãng mua nhà máy dược Tân Châu là một vết gợn trong lòng hắn. Tiền là việc nhỏ, vấn đề nằm ở chỗ nó khiến người ta nhìn ra bản chất cán bộ lãnh đạo. Có lẽ người này có năng lực, có thể khiến một nơi giàu lên nhưng nó phải có điều kiện kiên quyết, một khi có cơ hội thu tiền vào túi thì tên Hoàng Lăng này sẽ tuyệt đối không thò tay về. Mà khi lợi ích dân chúng, lợi ích quốc gia xung đột với lợi ích cá nhân, y sẽ chọn như thế nào? Điều này có lẽ không cần trả lời. Triệu Quốc Đống không tin quan chức ăn tiền đen sẽ chủ động thu tay. Có lần đầu sẽ có vô số lần tiếp theo. Có cảnh giác nên Triệu Quốc Đống nói mình phải giữ khoảng cách nhất định. Hoàng Lăng không phải Nghiêm Lập Dân. Nếu như nói Nghiêm Lập Dân và hắn có mâu thuẫn, như vậy Hoàng Lăng đến sẽ mang tới nhiều nguy hiểm. Mà hắn làm bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát sẽ có thể là người đứng mũi chịu sào. Không gây chuyện, cần làm gì thì làm đó, đây là mục tiêu mà Triệu Quốc Đống xác định trong một năm nay. Hoàng Lăng mới tới, lại có thư chí cao kiềm chế nên tạm thời không có khả năng bận tâm tới bên dưới. Khi Hoàng Lăng đã đứng vững thì Triệu Quốc Đống muốn làm theo ý đồ có lẽ không thể không xem xét phản ứng của Hoàng Lăng. Sau khi ra khỏi văn phòng thư chí cao, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi thấy nên đến văn phòng Hoàng Lăng. Mặc dù địa điểm tổ chức hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh không diễn ra ở Ninh Lăng chỉ là điểm tham quan. Nhưng Hoàng Lăng mới tới thì nhất định không bỏ qua cơ hội lộ mặt này. Hơn nữa thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong rất có thể sẽ dẫn đoàn đến các điểm tham quan. Triệu Quốc Đống nói sẽ tới văn phòng Hoàng Lăng, Tăng Lệnh Thuần cũng đồng ý và thấy cần báo cáo công việc với Bí Thư Hoàng một chút. Thư ký quan, Bí Thư Hoàng có nhà không? Thế giới này đúng là nhỏ. Trước đó Quế Toàn Hữu giới thiệu Quan Kỳ và Lệnh Hồ Triều làm thư ký cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống chọn Lệnh Hồ Triều. Quan Kỳ có lẽ thông qua quan hệ của Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã mà lên đến văn phòng thị ủy. Sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng thì lại chọn Quan Kỳ làm thư ký. Bí Thư Triệu, Chủ tịch Tăng, Bí Thư Hoàng đang ở phòng. Chẳng qua Cục trưởng Tần Cục Tài chính đang báo cáo công việc. Mời hai vị ngồi. Quan Kỳ nói. 15 phút sau, Triệu Quốc Đống và Tăng Lệnh Thuần cũng có cơ hội vào văn phòng Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tóc ngắn trông khá tinh thần, ánh mắt có thần, mặt chữ điền, tai lớn. Y mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, người cao hơn 1m8 điển hình của người phương Bắc.
Triệu Quốc Đống rất khó có thể tưởng tượng đây là một người mò tiền đen. Nhưng đó lại là sự thật mà tập đoàn Thương Lãng gặp được, hắn không thể không tin. Hoàng Lăng có tuổi tương đương thư chí cao. Chẳng qua hai người này một phát triển từ thành phố Lam Sơn, một đến từ cơ quan trực thuộc tỉnh, tính cách hai người cũng có điểm đặc biệt. Thư chí cao bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại cứng rắn, ở vấn đề mấu chốt khó có thể thỏa hiệp. Hoàng Lăng lại bá đạo, lúc ở Tân Châu đã cứng đối cứng với bí thư thị ủy, nửa bước không lùi. Triệu Quốc Đống đang đánh giá Hoàng Lăng cũng đang đánh giá hắn. 27 tuổi đã làm thường vụ thị ủy, ở tỉnh An Nguyên này gần như không có. Hoàng Lăng mơ hồ biết lý lịch của Triệu Quốc Đống, cũng biết ai hò hét sau lưng hắn, đều là người có chỗ dựa mạnh. Hơn nữa bản thân Triệu Quốc Đống cũng không ngu, có thể làm việc, lên chức là tất nhiên. Tăng Lệnh Thuần bắt đầu báo cáo về việc cải cách các nhà máy nhà nước của quận Tây Giang cùng với công tác chuẩn bị cho hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh. Quốc Đống, Lão Tăng, chuyện cải cách các nhà máy thì tôi biết rõ một chút. Ừ, tôi đã xem bản tổng kết của tỉnh về các vấn đề xuất hiện khi cải cách các công ty nhà nước. Trên tỉnh khá hài lòng với công tác này ở Tây Giang, cũng liệt vào điểm điển hình tiên tiến. Nhưng tỉnh cũng phê bình Vinh Sơn về việc cải cách ở công ty máy tiện. Việc cải cách ở công ty này đã tạm thời dừng lại, vấn đề dính dáng là khá nhiều. So sánh hai bên làm tôi là bí thư thị ủy cũng thấy nở mày nở mặt. Hoàng Lăng nói, tôi ở Tân Châu đã nói các thì phải cải cách, anh không vượt gió đi lên, anh không đi trước thì còn gọi gì là cải cách. Theo tôi thấy chỉ cần có lợi cho công ty, nhà máy phát triển, chỉ cần có lợi cho kinh tế, chỉ cần tăng sức cạnh tranh thì tất cả các con đường đều có thể thử, sai lầm có thể sửa lại. Dù xảy ra chuyện vấn đề nhỏ thì thị ủy cũng phải đứng ra bảo vệ cán bộ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Hoàng Lăng này đúng là có khí phách. Y mới tới, người bình thường thì khiêm tốn không tỏ thái độ, nhưng tên này thì hay rồi, vừa gặp đã nổ pháo ầm ầm. Bí thư Hoàng, có lời này của ngài, tôi và Chủ tịch Lệnh Thuần yên tâm hơn. Hầu hết các nhà máy trực thuộc quận đều có quy mô nhỏ, nếu muốn đưa các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường thì biện pháp duy nhất là để nó sớm vật lộn trong mưa gió. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng luôn có một số cán bộ trong chúng ta không thấy vấn đề này, cảm thấy nếu chính quyền rời khỏi nhà máy thì có nghĩa là không còn quyền điều khiển kinh tế, như vậy sẽ đi ngược con đường phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc Đống, đối với những người như vậy cần kiên nhẫn giải thích, phải để bọn họ hiểu, nhưng lại không được thỏa hiệp mà kiên trì đi theo mục tiêu mình đã đặt ra, không được vì mấy người ở bên chỉ tay chỉ chân mà lùi bước. Nếu như có vị lão đồng chí nào không nhìn ra, anh có thể để người đó tới tìm tôi sẽ làm công tác tư tưởng với bọn họ. Cảm ơn Bí Thư Hoàng đã ủng hộ. Tăng Lệnh Thuần nói. Bây giờ thiếu lãnh đạo như Bí Thư Hoàng, vừa hy vọng anh có thể làm việc, vừa lại sợ anh gây chuyện, lúc nào cũng cột chặt người thì sao cấp dưới có thể mạnh dạn triển khai công việc. Cải cách thì không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ anh rút tay về sẽ làm chậm thời cơ. Khi tất cả đã có sẵn và anh làm theo thì kinh tế nơi anh phụ trách chỉ có thể xếp sau. Cuộc sống nhân dân muốn tăng lên chỉ là nằm mơ. Hoàng Lăng cười phá lên nói. Ở điểm này tôi không hề e ngại, phạm sai lầm cũng phải xem anh phạm vào điểm gì, cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm mà có thể làm việc thì tốt hơn nhiều so với cán bộ lãnh đạo chỉ ngồi đó mà hưởng thụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 9, chương 55. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận tài ăn nói của Hoàng Lăng này làm cho người ta phải tin tưởng hơn là Kỳ Dư Hồng trước đây. Mới thoáng tiếp xúc mà hai người đã bị đối phương hấp dẫn. Ăn nói dứt khoát, sảng khoái, hơn nữa từ lời nói làm người ta cảm thấy y coi mình như là bạn, mặc dù đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn đủ để hấp dẫn người. Bí thư Hoàng, bây giờ chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước ở Vĩnh Lương, điểm tham quan ở Ninh Lăng chúng ta đã được xác định chưa? Tăng Lệnh Thuần tươi cười nói. Ừ, tôi thấy Hoa Lâm, Tào Tập, Tây Giang đều là điểm có thể tới tham quan. Trên tỉnh chỉ tới thăm Ninh Lăng một ngày, ngoài buổi trưa bày tiệc chiêu đãi ở Ninh Lăng, như vậy tôi thấy thời gian còn lại chỉ tối đa xem được hai điểm. Hoàng Lăng ngửa đầu vào ghế rồi nói. Hai người nói xem Tây Giang có điểm đặc sắc gì. Triệu Quốc Đống và Tăng Lệnh Thuần không ngờ lúc trước Kỳ Dư Hồng đã xác định thăm Tây Giang và Hoa Lâm, bây giờ không ngờ lại thêm Tào Tập. Có phải là Sử Chí Hòa đang muốn tranh lộ mặt không? Thấy Tăng Lệnh Thuần nhìn tới, Triệu Quốc Đống biết chuyện có bao giờ nên nói. Bí thư Hoàng, nếu như ngài nói tới sản xuất công nghiệp thì Tây Giang đúng là không có điểm sáng.
Nhưng chúng tôi vừa thu hút được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo cùng với khu công nghiệp Lâm Cảng tuyệt đối là điểm đáng xem. Quốc gia cũng đang đề cao việc bảo vệ môi trường, công ty Neo nước Đức là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực này, khoản đầu tư là trên 8 triệu USD, nó có thể tạo sức ảnh hưởng đến cả khu vực Trung Tây. Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia cũng đã phái người đến Ninh Lăng tìm hiểu tình hình hạng mục, cũng tỏ vẻ muốn xúc tiến ngành bảo vệ môi trường là ngành kinh tế đặc sắc của Ninh Lăng. Bảo vệ môi trường là ngành có tương lai tốt, công ty nước Đức đầu tư 8 triệu USD, số lượng lớn như vậy cũng là hiếm có ở Ando. Nếu Ninh Lăng có thể nhân cơ hội này xác định ngành sản xuất bảo vệ môi trường là sản nghiệp trụ cột thì đó là việc tốt có lợi cho quốc gia, dân chúng. Hoa Lâm gật đầu nói. Chẳng qua số tiền kia đã được xác thực rõ ràng chưa? Người nước Đức đầu tư lớn như vậy vào Ninh Lăng thì bọn họ muốn đạt mục đích gì? Sự khôn khéo của Hoàng Lăng làm Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần thầm gật đầu. Chúng tôi mới đầu cũng lo lắng, nhưng người nước Đức đúng là càng khôn khéo hơn. Ninh Lăng chúng ta có hệ thống đường thủy thuận tiện, vị trí địa lý tốt, các khu vực xung quanh đều là thị trường lớn cho các thiết bị bảo vệ môi trường. Nhất là khi ý thức bảo vệ môi trường ở khu vực Duyên Hải tăng lên, ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm môi trường đang dần tiến vào phía Trung Tây. Mà chính quyền địa phương các nơi đều chào đón các công ty trong mấy làm việc này tiến vào, cùng lúc chúng ta cũng không thể lo phát triển kinh tế ảnh hưởng đến môi trường. Bây giờ dù các công ty kia chỉ mua vài thiết bị để đối phó chính quyền thì đó cũng là thị trường rất khả quan. Hơn nữa theo sự phát triển kinh tế của quốc gia thì yêu cầu bảo vệ môi trường cũng LCC cao, thị trường không ngừng mở rộng. Người Đức hy vọng có thể xây dựng nhà máy sản xuất sớm một bước, nhanh chóng chiếm thị trường. Ừ, Quốc Đống, cậu nói có lý. Nhưng tôi chỉ hỏi một câu khoản tiền 8 triệu USD kia đã xác thực chưa? Tôi không muốn khi đi họp trên tỉnh mà nói ra hạng mục này. Cuối cùng hạng mục không thành sẽ là trò cười cho thiên hạ. Bí thư Hoàng đã nói như vậy thì tôi sẽ liên lạc với đại biểu của công ty này ở Thượng Hải. Bọn họ dự định sẽ chính thức khởi động đầu tư trước tháng 6, tôi thấy có thể để bọn họ làm sớm một chút. Chỉ cần tài chính đủ thì công trình có thể tiến hành khởi công sớm. Công tác chuẩn bị của bọn họ coi như đã xong, nếu cần tôi có thể bay lên Thượng Hải. Được, Quốc Đống, tôi thích thứ rõ ràng. Được là được, không được là không được. Không cần phải che đậy, dùng mưu mô. Cậu lập tức đi chứng thực đi. Hoàng Lăng rất hài lòng về thái độ này của Triệu Quốc Đống. Ngoài ra tình hình hai điểm khác là như thế nào? Một là siêu thị Phúc Mãn Đường, đây là công ty thương mại, ông chủ lập nghiệp từ tiệm tạp hóa sau đó từng bước lớn mạnh, bây giờ đã có 3 siêu thị ở Ninh Lăng chúng ta, hơn nữa các huyện đều có chi nhánh của nó. Năm ngoái cũng bắt đầu xây dựng siêu thị ở Tân Châu, Thông Thành, Vĩnh Lượng. Chỉ riêng 3 siêu thị ở Ninh Lăng đã thu hút hơn 100 lao động. Cả hệ thống siêu thị có hơn 400 công nhân, là một công ty tư nhân khá thành công. Ngoài ra là hạng mục nông nghiệp của Tây Giang chúng tôi. Ngành trồng cây giống ở thị trấn Thái Ất đã hình thành quy mô, bên xã Vân Đầu Câu thì phát triển ngành tre trúc. Sau khi Triệu Quốc Đống nói xong, Hoàng Lăng nói. Siêu thị Phúc Mãn Đường rất bình thường, nhưng năm nay trên tỉnh lại rất coi trọng đến cuộc sống dân chúng. Hệ thống siêu thị có tác dụng lớn đối với cuộc sống quần chúng nhân dân, thứ hai thu hút nhiều lao động, bên trong có công nhân về hưu hay không? Tôi nghĩ nhất định là có, như vậy giới thiệu điểm tham quan này thì tỏ vẻ các công ty thương mại, dịch vụ sẽ có tác dụng tạo công việc cho công nhân mất việc, về hưu. Về mảng nông nghiệp thì trồng cây giống không có đặc sắc, có thể bỏ. Nhưng về hợp tác xã tre trúc kia thì đó là ý tưởng mới. Bây giờ loại hình kinh tế mới này đang được chú ý. Các hợp tác xã chuyên nghiệp có thể tập trung các hộ nông dân lại với nhau, phát huy ưu thế, xúc tiến phát triển ngành sản xuất trong khu vực, đáng làm điểm tham quan. Quốc Đống, xem ra Tây Giang cũng đã chuẩn bị nhiều, ít nhất ở quan niệm đã có tiến bộ. Hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thực ra không phải chỉ là hội nghị phát triển công tác kinh tế. Cậu làm như thế nào để người ta chú ý? Ninh Lăng không có ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, muốn lộ rõ bản thân thì phải đưa được sở trường của mình lên. Bí thư Hoàng nói đúng, chúng tôi mới đầu cũng suy nghĩ như vậy, kinh tế phi nhà nước không chỉ là kinh tế tư nhân. Nếu so sánh về kinh tế tư nhân thì chúng ta không thể so sánh với Ando, Kiến Dương, Nguyên Châu. Cho nên chỉ có thể đi con đường khác, đưa ra điểm sáng tạo. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi hy vọng khi tỉnh tới Ninh Lăng có thể thấy điểm mới mẻ. Tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Lâm rất nhanh, nhưng tôi đã xem tài liệu về Hoa Lâm. Ngoài công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân ra,
cũng chỉ có một nhà máy chế biến thực phẩm của tập đoàn Trần Thị là công ty tư nhân, ngoài ra còn có khu công nghiệp thuộc gia. Quốc Đống, đây đều là thứ cậu làm ra khi còn ở Hoa Lâm phải không? Theo tôi biết khu du lịch đó năm ngoái là điểm sáng trong hội nghị du lịch toàn tỉnh. Quy mô khu công nghiệp thuộc gia không nhỏ, nhưng các nhà máy khá phân tán, hơn nữa đây là nhà máy ô nhiễm môi trường cao, không nên tuyên truyền quá. Nói cách khác cả Hoa Lâm chỉ có nhà máy chế biến thực phẩm của tập đoàn Trần Thị. Công ty Đại Hoa và Tam Điệp, Dụ Thái đều là công ty do nhà nước khống chế cổ phần, không thuộc mảng phi nhà nước. Ha ha, tôi đang muốn hỏi Hoàng Côn và Đường Diệu Văn là chẳng lẽ nói Hoa Lâm cứ thế ăn vốn sao? Triệu Quốc Đống không biết sao Hoàng Lăng lại dùng lời lẽ sắc bén như vậy mà nói với mình. Là khen thành tích của hắn ở Hoa Lâm, hay là khó chịu vì biểu hiện nửa năm qua của Hoa Lâm? Hắn chỉ cười cười không lên tiếng. Tăng Lệnh Thuần và Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Hoàng Lăng liền thở dài một tiếng. Vị bí thư thị ủy Hoàng Lăng này không dễ lừa, khôn khéo hơn Kỳ Dư Hồng. Đây là cảm nhận của hai người. Huyện Hoa Lâm thực ra có tốc độ phát triển kinh tế không kém, nhưng lại bị Hoàng Lăng phê bình. Đương nhiên Hoàng Lăng nói cũng đúng, không có thứ gì mới, toàn bộ dựa vào các công ty vốn có chống đỡ. Khu công nghiệp thuộc gia mặc dù khởi sắc, nhưng khi quy mô càng lớn thì áp lực bảo vệ môi trường cũng càng lớn. Chẳng qua Tào Tập cũng đâu có gì đáng nói. Ngoài một thị trường giao dịch thuốc mới được đầu tư thì các phương diện khác thiếu trầm trọng. Có lẽ Hoàng Lăng cảm thấy đây là điểm đáng xem do thị trường kia được thành lập khi y làm bí thư thị ủy. Bí thư Triệu, tôi thấy sau này các quận, huyện bên dưới không thoải mái rồi. Bí thư Hoàng yêu cầu bên dưới cao hơn bí thư Kỳ. Tăng Lệnh Thuần cười khổ một tiếng mà nói. Chỉ tăng tốc cũng không được, còn phải có điểm sáng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bí thư Hoàng ở Tân Châu nổi tiếng về việc cải cách dứt khoát. Bây giờ đến Ninh Lăng lạc hậu hơn thì sẽ không quen nhìn. Anh muốn đi bộ thì y sẽ không đồng ý. Cũng may mấy hạng mục bên Tây Giang chúng ta cũng làm bí thư Hoàng hài lòng, nếu không hai ta cũng bị quát. Tăng Lệnh Thuần thở dài một tiếng. Tôi nghe nói hai hôm trước Hoàng Côn và Đường Diệu Văn bị mắng té tát trong văn phòng bí thư Hoàng. Ồ, Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà nói. Anh nghe ai nói? Văn phòng thị ủy đang đồn ầm chuyện này. Bí thư Hoàng rất nóng, lúc khảo sát công việc ở Thương Hóa đã không khách khí phê bình huyện ủy. Ủy ban huyện là đi như đàn bà, ánh mắt hẹp hòi, chỉ biết nhìn chằm chằm mảnh đất dưới chân. Huyện ủy, ủy ban huyện thiếu tính sáng tạo khí phách, yêu cầu bọn họ đưa ra quy hoạch phát triển trình lên hội nghị thường vụ thị ủy nghiên cứu. Tôi đúng là sợ hôm nay chúng ta bị mắng một trận ở văn phòng bí thư Hoàng. Xem ra bí thư Hoàng là người thẳng tính, không thích vẻ ngoài. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Nhưng có vài huyện lại thích chơi trò hư vinh, tính cách bí thư Kỳ trước đây khá ôn hòa. Hoặc có người ỷ mình có quan hệ tốt với lãnh đạo nên lừa được người. Bây giờ thì hay rồi. Quyển 9, chương 56. Sau khi Triệu Quốc Đống và Tăng Lệnh Thuần rời đi, Hoàng Lăng đứng trước cửa sổ nhìn hai người từ trụ sở đi ra. Hoàng Lăng đến Ninh Lăng chưa lâu. Trong thời gian này đi các nơi, y phát hiện tình hình Ninh Lăng đúng là không thể làm người ta lạc quan. Theo y thấy kinh tế lạc hậu là một vấn đề, nhưng một điểm quan trọng hơn đó lãnh đạo địa phương có tự tin thay đổi bộ mặt lạc hậu. Có cố gắng thay đổi hay không? Nhưng Hoàng Lăng lại có chút thất vọng. Lúc ở Tân Châu y thường xuyên rất tức giận vì tư tưởng chậm tiến bộ của lãnh đạo các quận, huyện bên dưới. Lần này đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng nhưng y lại phát hiện không khí như vậy ở đây càng thịnh hành, càng sung túc. Cả thị xã có 9 quận, huyện thì y đã đi được 2/3, nhưng những gì tiếp xúc, gặp được đều không như ý. Nhất là mấy huyện Phong Đình, Thương Hóa, Vân Lĩnh đúng là quá thất vọng. Y gần như cố nhịn cơn tức giận mà đi khảo sát cho xong, nhưng càng khảo sát cẩn thận càng thấy không ổn. Trong mấy huyện đi xem chỉ có mình Hoa Lâm làm được chút. Nhưng làm y rất buồn bực và nuối tiếc đó là trụ cột kinh tế của Hoa Lâm lại được tạo ra khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy. Mà Hoàng Côn bây giờ gần như không có động tác gì mới. Điểm này làm y nghi ngờ và coi thường cách dùng người của Kỳ Dư Hồng. Ai cũng nói Kỳ Dư Hồng do dự khi dùng người. Kẻ như Hoàng Lăng chỉ ngồi chờ hưởng thành quả mà được điều từ ban quản lý khu khai phát đến làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, đây đúng là không ra gì, đây là phá vỡ cục diện tốt đẹp của Hoa Lâm. Hoàng Lăng không biết sao Kỳ Dư Hồng lại bố trí người như vậy làm bí thư huyện ủy. Làm bí thư thị ủy có thể không biết kinh tế, văn hóa không cao, thậm chí có thể tham một chút trong phạm vi nhất định, nhưng có một điểm y cần nắm chắc là dùng tốt cán bộ lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm mà Hoàng Lăng đúc rút ra.
Dùng tốt cán bộ lãnh đạo thì anh mới có thể vững vàng tạo được quyền uy của bí thư, anh mới có thể khống chế cả địa phương, anh mới có thể làm cả địa phương đi theo phương hướng mà anh đã xác định. Dùng tốt một cán bộ lãnh đạo thì nó có thể làm sống dậy cả bàn cờ. Bàn cờ tập hợp từ nhiều quân cờ, anh cần nắm chắc cả thế trận. Dùng cán bộ gì cũng cần nghiên cứu. Cán bộ có tinh thần sáng tạo, cán bộ chỉ ngồi im mà hưởng thụ, cán bộ ngồi cho có, Hoàng Lăng chia cán bộ ra làm vài loại như vậy. Theo y thấy Hoàng Côn điển hình là cán bộ không có năng lực, chỉ ngồi cho có. Mà kẻ như vậy thì nhất định sẽ bị đào thải. Cán bộ có tính sáng tạo, tư tưởng tiến bộ nó có thể xúc tiến các quân cờ khác trong bàn cờ, khiến một bộ máy trở nên đoàn kết, hài hòa. Khi bí thư thiếu năng lực chính trị thì có đôi khi cần một cán bộ trung bình có uy tín ở một trình độ nhất định sẽ làm hòa quan hệ giữa bí thư và chủ tịch, làm cho bộ máy càng thêm ngưng tụ. Mà loại cán bộ này giỏi nắm rõ tình hình trước mắt, căn cứ thực tế đơn vị mà triển khai công việc. Hoàng Lăng tự nhận mình là một cán bộ có tinh thần cầu tiến, sáng tạo. Y cũng cố gắng làm một cán bộ có thể phát triển, mặc dù muốn hoàn thành thì không dễ dàng. Cách dùng người của Kỳ Dư Hồng đúng là đáng lên án. Hoàng Lăng đến Ninh Lăng chưa lâu nhưng đã nghe có người nói như vậy. Lúc trước y còn chưa tin nhưng sau khi chạy một vòng các quận, huyện làm y không thể không thừa nhận lời đồn có đôi khi đáng tin, nó còn đáng tin và chính xác hơn là những lời nói tâng bốc của lãnh đạo. Chẳng qua Hoàng Lăng cũng không cho rằng Ninh Lăng không có cán bộ làm y để mắt tới. Ít nhất khi khảo sát công việc ở tàu tập, y cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Bí thư huyện ủy Sử Chí Hòa và chủ tịch huyện Trang Tấn Vi làm y rất hài lòng. Huyện ủy, ủy ban huyện Tào Tập cũng có ý tưởng rõ ràng về phương hướng phát triển của Tào Tập, hơn nữa cũng đưa ra phương án quy hoạch có tính thực tiễn cao. Làm cho Hoa Lâm có chút kinh ngạc đó là Sử Chí Hòa vốn được thị ủy đề cử lên tỉnh ủy làm thường vụ thị ủy nhưng vị trí ấy lại bao giờ Triệu Quốc Đống lúc đó là bí thư huyện ủy Hoa Lâm đánh bật ra. Điều này càng làm y thêm tò mò về Triệu Quốc Đống. Hoàng Lăng vốn cho rằng Triệu Quốc Đống dựa vào quan hệ sau lưng mà lên chức. Nhưng y rất nhanh cảm thấy mình nhận xét còn thiếu một mặt. Khi tới khảo sát Hoa Lâm, y càng thêm tò mò về Triệu Quốc Đống. Huyện Hoa Lâm có thể nói là huyện có sức sống nhất trong mấy huyện mà Hoàng Lăng đi kiểm tra ở Ninh Lăng. Dù là công nghiệp, nông nghiệp hay sản nghiệp thứ ba đều có điểm đáng xem. Nhưng làm Hoàng Lăng có chút ngạc nhiên đó là khi y đến mỗi một nhà máy kiểm tra thì người phụ trách các nhà máy đó đều cố tình nhắc tới tên Triệu Quốc Đống, đều không tự chủ nói tới Triệu Quốc Đống. Cuối cùng trưởng ban thư ký thị ủy Vưu Liên Hương đi cùng trong cuộc khảo sát đã thích hợp nói xen vào là các hạng mục này đều do Triệu Quốc Đống thu hút đầu tư khi còn làm chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Sử Chí Hòa làm Hoàng Lăng có ấn tượng tốt, không ngờ Triệu Quốc Đống này lại có năng lực đè Sử Chí Hòa, điều này cũng làm Hoàng Lăng mong chờ vào Triệu Quốc Đống hơn. Mặc dù Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nhưng bình thường hắn ít xuất hiện trong thị ủy. Y hầu hết ở quận ủy Tây Giang hoặc ban quản lý khu khai phát. Tên Triệu Quốc Đống này khá im hơi lặng tiếng. Trong hai lần hội nghị thường vụ thị ủy thì Triệu Quốc Đống cũng ít lên tiếng, chỉ khi dính tới khu khai phát hoặc quận Tây Giang thì y mới có thể mở miệng, ví dụ giới thiệu thoáng qua về việc cải cách các nhà máy do quận Tây Giang quản lý. Mà mảng này vốn là mảng dễ dẫn đến tranh cãi lại được tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, điều này làm cho Nghiêm Lập Dân vốn nghe nói mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống đã không còn gì để nói. Chẳng qua hôm nay Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần đến nói chuyện làm Hoàng Lăng một lần nữa có cơ hội quan sát hai người đứng đầu quận Tây Giang. Tằng Lệnh Thuần có tính cách khá bình thản, nói chuyện không nhanh không chậm nhưng có đầy đủ lý lẽ, từng vấn đề đều có thể nói tóm tắt một cách rõ ràng. Mà Triệu Quốc Đống lúc này không còn rụt rè như trong hội nghị thường ủy mà lại rất giỏi nói chuyện. Nhất là đối với hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thì càng nói không ngừng. Triệu Quốc Đống này khá thú vị, đáng để quan sát tiếp. Đây là kết luận đầu tiên của Hoàng Lăng, mặc dù Tằng Lệnh Thuần kia cũng làm cho Hoàng Lăng có ấn tượng tốt. Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần về quận liền triệu tập Ngụy Hiểu Lam, Hoắc Vân Đạt, Quế Toàn Hữu và Ngô Ứng Cương để phân công công việc. Mảng nông nghiệp liền loại bỏ trụ sở cây giống ở thị trấn Thái Ất, như vậy càng lộ rõ sự đặc sắc của hợp tác xã Tre Trúc xã Vân Đầu Câu. Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần đều cho rằng Hoàng Lăng có hứng thú với hợp tác xã chuyên nghiệp này. Vì thế hắn dặn Ngụy Hiểu Lam nhất định phải chứng thực, yêu cầu xã Vân Đầu Câu làm tốt công việc, đảm bảo các đại biểu đến xã Vân Đầu Câu chẳng những có cái xem, cái nghe mà còn có ấn tượng tốt. Mảng công nghiệp, dịch vụ thì Hoắc Vân Đạt phụ trách liên lạc với công ty Neo, nếu cần Triệu Quốc Đống sẽ tự mình ra mặt để công ty này nhanh chóng khởi công, tốt nhất là khởi công trước khi hội nghị diễn ra. Dù chỉ là lễ động thổ tượng trưng cũng được.
Siêu thị Phúc Mãn Đường nhận công nhân mất việc và người khó khăn vào làm việc cũng cần phải tuyên truyền mạnh để mọi người thấy ưu thế của nó đối với cuộc sống quần chúng nhân dân và đóng góp của nó đối với xã hội. Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm nay tiếp xúc với Hoàng Lăng chỉ là để hai bên dò xét lẫn nhau. Mặc dù Hoàng Lăng là bí thư thị ủy nhưng hắn cũng là thường vụ thị ủy, Triệu Quốc Đống không cho rằng mình phải tận lực lấy lòng đối phương. Có những lãnh đạo nếu anh quá lấy lòng thì có khi lại phản tác dụng. Quyển 9, chương 57. Bốn chiếc xe Toyota Coaster mang biển Ano từ từ dừng trong trụ sở chính quyền thị xã Ninh Lăng. Bí thư thị ủy Hoàng Lăng, thị trưởng Thư Chí Cao vốn sớm chờ trong sân vội vàng đi lên trước cửa xe đầu tiên, nghênh đón lãnh đạo đến thăm. Từ trên xe đi xuống là Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu, Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong. Hội nghị này vốn chỉ có Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong tham gia. Nhưng sau đó Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu cũng quyết định tham gia khiến quy cách thoáng cái tăng vọt lên. Ninh Lăng vốn chỉ xác định do Phó Thị trưởng phụ trách mảng kinh tế, thương mại, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã tham gia nhưng bây giờ lại tạm thời phải có một trong hai vị bí thư thị ủy hoặc thị trưởng tham gia. Phó Chánh Văn phòng quận Tây Giang Khúc Hiểu Yến có chút khẩn trương đứng ở hiện tường xây dựng nhà máy của công ty Neo. Một tuần trước nhà máy được khởi công xây dựng, bây giờ đang có 3 máy xúc, 2 máy đẩy hoạt động. Tường đã được xây lên, cánh cổng cũng được dựng. Một tấm biển cao 3 mét, rộng 5 mét được đặt một bên cổng. Lần đầu Khúc Hiểu Yến gánh vác nghiệp vụ lớn như vậy. Toàn tỉnh bao gồm cả chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, hơn 10 vị bí thư thị ủy, thị trưởng và lãnh đạo cấp sở của các cơ quan cấp tỉnh đến Ninh Lăng, điểm tham quan đầu tiên là nhà máy nước Đức ở Tây Giang. Cô là người phụ trách giới thiệu tình hình hạng mục. Triệu Quốc Đống, Tăng Lệnh Thuần, Hoắc Vân Đạt và Ngô Ứng Cương đứng cạnh nhau đợi các đại biểu tới. Chánh văn phòng Khúc, tôi thấy chị có vẻ khẩn trương. Triệu Quốc Đống thấy Khúc Hiểu Yến có vẻ không được tự nhiên nên cố ý làm cô thả lỏng một chút. Không có gì đâu, hầu hết đại biểu đều đến xem mà thôi. Chị chỉ cần nhớ mấy điểm là được, đầu tư bao nhiêu, sau khi xây dựng xong sẽ lãi bao nhiêu, nộp thuế bao nhiêu, sản phẩm chủ yếu là gì. Tôi đoán chị nói con số nào thì các vị đại biểu cũng không biết. Bí thư Triệu, ngài nói thì dễ, ngài là lãnh đạo nên không thấy gì. Nhưng tôi chẳng may lỡ miệng tạo ra ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh Ninh Lăng, Tây Giang. Đến lúc đó ngài và chủ tịch Tằng bị thị xã mắng thì còn không chút giận lên người tôi sao? Triệu Quốc Đống thầm suy nghĩ Ninh Lăng này hình như có một đặc điểm đó là nữ cán bộ hình như đều có sắc đẹp. Ví dụ Hoa Lâm, Giản Hồng, La Băng, Vương Lệ Mai, Phan Xảo, còn có Khúc Hiểu Yến này nữa đều đẹp. Ngay cả trưởng ban tuyên giáo Mao Bình cũng không kém, chỉ là tuổi hơi cao nên mới vậy. Có lẽ chỉ riêng Ngụy Hiểu Lam là ngoại lệ. Theo Triệu Quốc Đống thấy có lẽ lãnh đạo đầu tiên chú ý đến nữ cán bộ là do phải đẹp một chút, thêm vào cô có chút năng lực, làm ra chút thành tích là tự nhiên sẽ lên. Chị đừng nghĩ tôi và chủ tịch Tằng như hung thần ác sát như vậy chứ. Chúng tôi đã bao giờ lấy ai ra mà chút giận chứ. Muốn chút giận thì chủ tịch Tằng chỉ có thể tìm Ngô Ứng Cương. Chỉ có thể nói Ngô Ứng Cương không cho chị đủ thời gian, không để chị quen thuộc tình hình. Triệu Quốc Đống nhìn Ngô Ứng Cương đứng bên mà cười nói. Bí thư Triệu, trách nhiệm này tôi không chịu nổi đâu. Chẳng qua chị Yến An nói rất tốt, nhiệm vụ này chỉ là chuyện vặt mà thôi. Ngô Ứng Cương cười cười nói. Đây chẳng qua chỉ là giới thiệu qua về hạng mục, chỉ 10 phút là xong. Hiểu Yến, không cần khẩn trương như vậy. Người ta đứng ra phát biểu đều là các cô gái trẻ, chỉ có Tây Giang là mời một bà già ra nói chuyện. Bí thư Triệu, chủ tịch Tằng như vậy hình như hơi quá. Đừng để bí thư Hoàng cùng thị trưởng Thư phê bình hai vị đó. Khúc Hiểu Yến cười hì hì nói. Ha ha, tôi thấy bí thư Hoàng cùng thị trưởng Thư phải sáng mắt lên mới phải. Cán bộ Tây Giang chúng ta đều có trình độ như vậy, tôi thấy thị ủy ban thị xã khi lựa chọn cán bộ phải nghiêng về Tây Giang mới đúng. Tây Giang chúng ta chỉ cần có cơ hội là có thể thường xuyên biểu diễn mình trước mặt lãnh đạo. Nếu không ở Tây Giang này thì có tác dụng gì, có bản lĩnh thì phải phát sáng. Cũng phải thể hiện Tây Giang chúng ta có nhiều nhân tài, đi đâu cũng đều có thể làm tốt công việc. Lời nói của Triệu Quốc Đống làm mọi người xung quanh phải suy nghĩ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống từng bước một được cán bộ Tây Giang tin tưởng và tôn trọng. Phát triển kinh tế, đề cao địa vị của Tây Giang trong thị xã, điểm này Triệu Quốc Đống đã làm quá tốt và được người trong bộ máy khâm phục. Bộ máy bao gồm cả Tăng Lệnh Thuần cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống có suy nghĩ, quan điểm, công tác thực tế hơn xa Trương Thiệu Văn trước đây.
chỉ trong mấy tháng tuy không nói làm Tây Giang sống lại nhưng ít nhất làm các cán bộ thấy hy vọng Tây Giang một lần nữa trở lại. Mà làm các cán bộ nguyện ý dựa vào Triệu Quốc Đống đó là hắn luôn đề cử cán bộ, nhất là cán bộ từ cấp phó huyện trở lên. Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm đã dốc sức đề cử cán bộ đi ra. Ví dụ như Quế Toàn Hữu cũng chính là phó chánh văn phòng khi Triệu Quốc Đống tới, bây giờ đã thành thường vụ quận ủy Tây Giang. Điều này làm người Tây Giang lúc ấy không phục. Không ngờ sau khi Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ thị ủy còn kéo được Giản Hồng lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Tin này làm chấn động nhiều người ở thị ủy, ủy ban thị xã. Bao người nhìn chằm chằm vào vị trí mà Hoàng Côn bỏ trống, bao người hoạt động nhưng kết quả lại bị vị trưởng ban tuyên giáo huyện Hoa Lâm Giản Hồng đoạt lấy. Giản Hồng lên chức chính là do Triệu Quốc Đống ở sau hoạt động. Nếu không cô bị nhét ở vị trí trưởng ban tuyên giáo Hoa Lâm nhiều năm không động tĩnh gì thì sao có thể nhảy lên chức phó trưởng ban thư ký thị ủy ngay như vậy. Đúng thế Hiểu Yến, hôm nay trước mặt lãnh đạo phải thể hiện phong thái của cán bộ Tây Giang chúng ta, làm cho bí thư Triệu trong hội nghị thường vụ thị ủy cũng có thể ưỡn lưng mà nói chuyện. Tăng Lệnh Thuần hùa theo. Tây Giang là nơi địa linh nhân kiệt, đó là long mạch của Ninh Lăng. Cán bộ Tây Giang chúng ta về tố chất phải hơn các quận, huyện khác. Đúng. Lời này của Chủ tịch Tăng nói rất đúng. Lúc này có 3 điểm, chị ở đây, siêu thị Phúc Mãn Đường là Vương Lệ Mai, Vân Đầu Câu là Phan Xảo, đều là nữ cán bộ của quận, biểu hiện xuất sắc thì cũng có thể làm Tây Giang chúng ta thêm vẻ vang. Tôi cũng có thể vỗ ngực trước mặt Bí Thư Hoàng cùng Thị trưởng Thư. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ và thấy cũng nên tới. 4 xe Toyota Coaster xuất hiện trong tầm mắt, Triệu Quốc Đống và Tăng Lệnh Thuần sớm đứng ở cửa. Xe đầu tiên vừa dừng. Xuống xe trước tiên là Hoàng Lăng và Thư Chí Cao, sau đó là một người đàn ông trung niên mặc khá gầy, sau đó là người đàn ông trung niên hơi béo. Người này Triệu Quốc Đống đã có duyên gặp vài lần, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong. Chủ tịch ứng, vị này là thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Triệu Quốc Đống. Hoàng Lăng ở bên ân cần giới thiệu. Hạng mục này là do lúc trước cậu ta và thị trưởng thư đến Thượng Hải thu hút đầu tư mà đạt được. Triệu Quốc Đống cảm thấy Ứng Đông Lưu nhìn trên người mình, sau đó mới đưa tay ra bắt tay hắn. Tiểu Triệu đúng là còn trẻ, làm cho chúng tôi cảm thấy mình già đi nhiều. Triệu Quốc Đống vốn tự hào về miệng lưỡi nhưng lúc này không tìm ra lời thích hợp mà nói chuyện. Cũng may không đợi Triệu Quốc Đống lúng túng đáp lại thì Ứng Đông Lưu đã bỏ tay Triệu Quốc Đống ra, y đi tới trước rồi nói. Bí thư Hoàng, thị trưởng Chí Cao, Tiểu Triệu, hạng mục này đã được xác định xong chưa? Chủ tịch. Khoản tài chính đầu tiên đã đến, tuần trước hạng mục chính thức khởi công. Chúng tôi đã mời Phó Chủ tịch Vi Phong và Tổng lãnh sự nước Đức ở Thượng Hải Tham Tán Hô Mần đến tham gia nghi thức khởi công. Dự tính công trình sẽ xây xong vào tháng 10 và tiến vào giai đoạn lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, dự tính năm sau bắt đầu sản xuất. Thư Chí Cao giới thiệu. Quyển 9, chương 58. Nhâm Vi Phong rất quen với hạng mục này. Tuần trước y được thị ủy Ninh Lăng mời tới tham gia lễ khởi công. Tiểu Triệu, Chủ tịch Đông Lưu yêu cầu tiến hành báo cáo về việc cải cách nhà máy của Tây Giang, không ngờ tổ công tác lại đánh giá cao việc cải cách Tây Giang. Tôi vẫn lo Tây Giang làm lớn như vậy thì có thể bị loạn hay không? 12 nhà máy liên tục cải cách, các cậu làm lớn đó. Nhâm Vi Phong và Triệu Quốc Đống đã gặp mặt vài lần. Từ lần trước bắt đầu gặp Hoa Lâm ở cầu Quế Khê, chỉ là hai người chỉ tiếp xúc về công việc mà thôi. Đợt Tết Triệu Quốc Đống cũng đã lên tỉnh thành và chào y. Mang biếu đặc sản Ninh Lăng, rượu bích ngọc nhũ của Hoa Lâm, trà Vân Lĩnh. Chỗ Nhâm Vi Phong thì Triệu Quốc Đống tự mình tới. Chỉ là Nhâm Vi Phong không ở nhà, chỉ có người thân ở nhà, Triệu Quốc Đống cũng đưa tâm ý tới, nói tới coi như làm xong một việc. Phó Chủ tịch Nhâm, các nhà máy Tây Giang chúng tôi đều là nhà máy quy mô nhỏ, số lượng mặc dù nhiều nhưng không đáng kể mấy. Có thể nói ngoài hai nhà máy lớn thì mấy cái còn lại không đáng là nhà máy, không thay đổi không được. Thông qua công tác chuẩn bị cẩn thận của chúng tôi, nhân viên các nhà máy cũng ý thức được cứ kéo dài thì tình hình cơ quan càng lúc càng kém. Triệu Quốc Đống một bên đi một bên quan sát động tĩnh đám người Ứng Đông Lưu. Tiền thu được từ việc cải cách nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện cùng với 3 nhà máy thương mại thì quận gần như dùng toàn bộ để thành lập quỹ dành cho hệ thống bảo đảm an sinh xã hội cho công nhân mất việc và chuyển nghề cho bọn họ. Đầu tư giai đoạn đầu là 5 triệu để giải quyết di chứng khi cải cách. Nhâm Vi Phong đúng là có chút ngạc nhiên khi một quận của Ninh Lăng dám đầu tư lớn như vậy để giải quyết vấn đề cuộc sống cho công nhân mất việc sau khi cải cách. Làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng công nghiệp,
có thể nói sau khi phụ trách mảng này y chưa có ngày nào thoải mái. Vấn đề cải cách công ty nhà nước làm y luôn đau đầu, mỗi ngày nhìn các khoản nợ của các công ty nhà nước trong toàn tỉnh, y thấy có hòn đá tảng đặt trong lòng mình. Cải cách công ty nhà nước là xu thế bắt buộc, Trung ương và Quốc vụ viện đã đưa ra kế hoạch cải cách công ty nhà nước trong 3 năm, làm cho công ty nhà nước thoát nghèo, đây như vòng kim cô trên đầu y. Tình hình cải cách là rất phức tạp, làm cho người phụ trách công việc này đều sợ hãi. Tránh cho tài sản quốc gia tổn thất, phương thức cải cách các công ty, đường ra cho các ngành sản xuất, tính đường lui cho số công nhân mất việc, tất cả đều phải được thực hiện. Nhâm Vi Phong cảm thấy mình từ phụ trách mảng nông nghiệp sang công nghiệp thì không được yên hôm nào. Nhất là bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp càng yêu cầu tỉnh An Nguyên phải cải cách công ty nhà nước thật nhanh, muốn đi trước cả nước. Yêu cầu sản xuất công nghiệp của tỉnh An Nguyên đứng đầu khu vực Trung Tây, đó là trọng trách lớn đặt trên vai Nhâm Vi Phong. Tiến từng bước một cách ổn định, tích cực cổ vũ và thúc đẩy kinh tế phi nhà nước phát triển. Đây là yêu cầu và nguyên tắc của Chủ tịch Ứng Đông Lưu khi mới nhận chức đưa ra cho Nhâm Vi Phong. Mấy câu kia làm Nhâm Vi Phong phải suy nghĩ, trong đó còn cả việc làm cho Nhâm Vi Phong khi có mỗi động tác đều phải cân bằng ý kiến của Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh. Tiểu Triệu, tài chính của Tây Giang đúng là sung túc, lần đầu đã đầu tư nhiều như vậy, hiếm có. Nhâm Vi Phong cười cười mà nói. Phó Chủ tịch, không phải Tây Giang chúng tôi có nguồn tài chính phong phú, mà khoản tiền này chính quyền thu được từ cải cách. Nếu chúng tôi dùng tiền này vào việc khác, như vậy sẽ mang ảnh hưởng xấu ảnh hưởng tới ổn định của quận Tây Giang và Ninh Lăng. Cho nên chúng tôi không thể không làm như vậy. Triệu Quốc Đống cảm thấy Nhâm Vi Phong có vẻ muốn nghe nên thuận tiện nói ra quan điểm của mình. Ổn định xã hội là phải đảm bảo kinh tế một địa phương phát triển, nhất là đối với thành thị tập trung nhiều công ty nhà nước, trách nhiệm này càng nặng nề hơn. Giải quyết vấn đề lịch sử sẽ giúp chính trị, xã hội của Tây Giang được ổn định. Tôi thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương chính là làm cho các công ty, nhà máy thoát cửa ải khó khăn. Quận ủy, ủy ban Tây Giang chúng tôi cũng có tranh luận ở vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng thống nhất tư tưởng, quyết tâm đầu tư khoản tài chính này vào quỹ hệ thống bảo đảm an sinh xã hội và tập huấn cho công nhân mất việc. Nhâm Vi Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Triệu, nếu như lãnh đạo các quận, huyện khác đều thấy được xa như cậu thì tôi nghĩ công tác của chúng ta dễ triển khai hơn nhiều. Bây giờ rất nhiều huyện nội thành đang chờ, tôi không rõ bọn họ chờ gì. Nếu như nói gánh nặng lịch sử là quá lớn, bọn họ làm từng bước một thì tôi có thể hiểu. Nhưng bọn họ ngồi im một chỗ quan sát thì tôi không hiểu. Phương hướng cải cách đã xác định, càng kéo dài càng khó khăn, chính quyền phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại sao bọn họ không làm sớm? Phó Chủ tịch, mỗi nơi đều có khó xử của mình. Tây Giang chúng tôi có ưu thế là quy mô các nhà máy nhỏ, số lượng nhân viên không nhiều. Các công ty, nhà máy có quy mô lớn thì thị xã đã nhận quản lý. Hơn nữa còn có hai nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt, sau khi cải cách chính quyền cũng thu được một khoản tài chính. Ngoài ra ba nhà máy thương mại cũng có vị trí tốt, điều này cũng thu được một khoản tài chính. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi có thể hăng hái đẩy ra toàn diện. Còn nếu không để chính quyền bỏ ra toàn bộ tiền giải quyết vấn đề thì tài chính không thể chống đỡ. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, Tiểu Triệu, cậu nói rất thực tế, bảo sao Chủ tịch Đông Lưu lại hài lòng với thí điểm cải cách ở Tây Giang. Tôi cũng không ngờ Tây Giang lại thí điểm thành công như vậy. Mặc dù có điều kiện khách quan nhưng tôi tin ít nhất cải cách ở mấy nơi nơi Miên Châu, Kiến Dương, Lam Sơn cũng không khó khăn hơn đây mà. Cũng không chắc, Phó Chủ tịch, đây chỉ là thí điểm ở Tây Giang, chính thức đến lượt thị xã cải cách các công ty thì tôi đoán khó khăn không nhỏ. Nhất là ba công ty lớn của Ninh Lăng gần như phá sản, nhân viên đến mấy ngàn người. Muốn giải quyết vấn đề cuộc sống cho công nhân mất việc thì khó khăn là rất lớn. Triệu Quốc Đống rất sợ Nhâm Vi Phong có ấn tượng ở Tây Giang khiến cho khi thị xã Ninh Lăng cải cách gặp khó khăn thì sẽ bị chỉ trích. Hoàng Lăng và Thư Chí Cao biết nguyên nhân là do hắn thì sẽ có cái nhìn đối với hắn. Nhâm Vi Phong nhìn Triệu Quốc Đống đầy ẩn ý, đầu óc tên này đúng là nhanh, cũng không bởi vì mình khen vài câu đã quên mất tất cả. Tên Triệu Quốc Đống này đúng là phân tích một cách khách quan, bảo sao ngay cả Chủ tịch Đông Lưu cũng cho rằng kinh nghiệm thí điểm cải cách của Tây Giang là đáng tham khảo. Thấy các vị đại biểu đằng trước dừng lại, Nhâm Vi Phong cũng biết đã đến lúc nghe giới thiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo là tập đoàn nổi tiếng thế giới trong ngành sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bây giờ bọn họ có chi nhánh kinh doanh ở Thượng Hải, Quảng Châu, ở Quảng Đông cũng có một công ty liên doanh. Bây giờ các vị lãnh đạo đang thấy đây là nhà máy của công ty được xây dựng ở tỉnh An Nguyên. Quy mô đầu tư của hạng mục là 8 triệu USD,
chiếm diện tích 150 mẫu đất, dự tính tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành xây dựng, trước tháng 2 sẽ lắp thiết bị, tháng 3 năm sau sẽ tiến hành sản xuất. Sau khi nhà máy xây dựng xong sẽ đạt lợi ích hơn 200 triệu, nộp thuế trên 40 triệu. Quyển 9, chương 59. Ứng Đông Lưu rất có hứng thú nghe người phụ trách hợp tác xã Tre Trúc đồng thời là bí thư chi bộ đảng thôn Trúc Hoa giới thiệu tình hình kinh doanh của hợp tác xã. Các trình tự từ trồng, chặt, phơi nắng, trẻ nan đến đan thành sản phẩm, hợp tác xã chuyên nghiệp này đã tạo ra một cơ chế phân công có hiệu quả, nó khiến cho hiệu suất làm việc được tăng cao. Mà ngoài hợp tác xã thì cũng còn có vài hộ gia đình làm riêng với các sản phẩm đặc sắc và có thị trường riêng biệt. Làm Ứng Đông Lưu có chút ngạc nhiên đó là hợp tác xã Tre Trúc nhỏ như thế này mà cũng có nhà thiết kế riêng. Mặc dù đó là do con gái của người phụ trách hợp tác xã kiêm nhiệm nhưng người có ý thức như vậy đã là một tiến bộ hiếm có. So sánh với các tổ chức kinh tế bán ra sản phẩm thô sơ, có thể làm được bước này đã là tăng vọt về chất. Từ hạng mục thiết bị bảo vệ môi trường đến hệ thống siêu thị, lại tới hợp tác xã chuyên nghiệp Tre Trúc đầy đặc sắc này, Ứng Đông Lưu đúng là hứng thú với một loạt địa điểm tham quan của thị xã Ninh Lăng. Hạng mục thiết bị bảo vệ môi trường đã đại biểu cho một xu thế phát triển, nhất là khi tình hình ô nhiễm môi trường ở khu vực Trung Tây càng lúc càng nặng nề, hạng mục này có thị trường rất khả quan. Mà hệ thống siêu thị khổng lồ kia là loại hình công ty thương mại chẳng những phục vụ tốt cho cuộc sống nhân dân, hơn nữa còn có thể nhận nhiều sức lao động không yêu cầu trình độ văn hóa và kỹ năng cao, cũng là một điểm sáng giúp chính quyền giảm bớt áp lực đối với những công nhân mất việc khi cải cách. Cuối cùng là hợp tác xã Tre Trúc này cũng đại biểu hình thức kinh tế mới xuất hiện. Phân công hợp tác, cùng chung thành quả, phương thức này ít nhất vào lúc này là đáng khen ngợi. So sánh với mấy điểm tham quan ở Tây Giang thì điểm tham quan ở Tào Tập là quá bình thường. Thị trường dược liệu lớn nhất hai tỉnh An, Tương có vẻ được nói hơi quá. Mặc dù quy mô đã bắt đầu được xây dựng nhưng Ứng Đông Lưu rất nghi ngờ thị trường dược liệu này có thể đạt quy mô và hiệu quả như dự tính hay không. Chẳng qua câu hỏi này y không nói ra ngoài. Vi Phong, thấy sao? Lần này Ứng Đông Lưu đưa ra quan điểm lựa chọn điểm tham quan ở các nơi có kinh tế tốt, bình thường và kém, vì thế điểm tham quan được lựa chọn ở Kiến Dương, Vĩnh Lương cùng với Ninh Lăng. Chủ tịch, tôi nói một câu đó là phát triển không cân bằng, tốt thì tốt, kém thì kém, giữa các nơi chênh lệch quá nhiều. Nhâm Vi Phong dựa lưng vào ghế rồi nói. Kiến Dương có trụ cột tốt hơn các nơi khác. Kinh tế phi nhà nước đã hình thành một không khí khá tốt đẹp. Từ cơ quan nhà nước đến cơ sở đều chú trọng phát triển kinh tế. Hơn nữa từ một góc nào đó có thể nói từ sự phát triển kinh tế tư nhân là biết nơi đó phát triển hay không. Ví dụ như nói Kiến Dương rất thịnh hành việc vay tiền trong dân, từ góc độ này có thể thấy kinh tế Kiến Dương phát triển khá tích cực. Ứng Đông Lưu nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ lời của Nhâm Vi Phong. Vĩnh Lương cũng đang có xu thế phát triển một cách rõ ràng. Mặc dù còn chênh lệch khá lớn so với Kiến Dương Miên Châu nhưng đã vượt qua Đường Giang, Lô Hóa. Vĩnh Lương phát triển nhanh như vậy là do kinh tế tư nhân thúc đẩy. Tốc độ công nghiệp hóa và xây dựng ở đây khá nhanh, cũng xuất hiện mấy công ty hàng đầu trong làm việc. Nhâm Vi Phong cũng đã nghiên cứu kỹ về sự phát triển kinh tế của Vĩnh Lương. Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Thạch Tiến Bảo đã được điều đến làm bí thư thị ủy thành phố Kiến Dương, người đang giữ chức bí thư thị ủy Vĩnh Lương Trần Kính Tùng bây giờ vốn trước đây là thị trưởng. Vĩnh Lương có thể phát triển tốt như vậy là do hai người kia cùng công tác chung trong 4 năm. Hai người này đều kiên quyết ủng hộ quan điểm phát triển kinh tế của Ninh Pháp. Vĩnh Lương có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh nhưng mâu thuẫn xã hội cũng lộ rõ. Hàng năm người từ Vĩnh Lương kiện lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao. Công nhân mất việc và nông dân mất đất chiếm chủ yếu trong số này. Tốc độ phát triển kinh tế của Vĩnh Lương mấy năm nay là ở nhóm đầu toàn tỉnh. Nhưng làm như thế nào vừa phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo ổn định xã hội, điểm này bọn họ làm không tốt. Trong một hội nghị công tác kinh tế tôi đã nhắc nhở lãnh đạo các thành phố, ta, phát triển kinh tế không thể thay thế tất cả. Muốn biết rõ ý nghĩa phát triển kinh tế ở đâu thì đó là nâng cao cuộc sống Nam Điền, bảo đảm an sinh xã hội, đó mới là mục đích phát triển. Ứng Đông Lưu thản nhiên nói. Nhâm Vi Phong thở dài một tiếng, quan điểm giữa Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp càng lúc càng khác nhau. Ninh Pháp luôn nhấn mạnh phát triển kinh tế là công tác quan trọng nhất hiện nay của tỉnh An Nguyên, tất cả các công việc khác cần phục tục phát triển kinh tế. Mà Ứng Đông Lưu lại chủ trương không thể vì phát triển kinh tế mà bỏ qua các công việc xã hội khác. Chính quyền chỉ có thể đưa ra các chính sách ủng hộ chứ không phải là can thiệp quá sâu vào, phải dành tâm trí vào việc phát triển sự nghiệp xã hội. Nhâm Vi Phong cho rằng quan điểm hai người không sai,
chỉ là dù bí thư và chủ tịch hiểu quan điểm của đối phương nhưng chỉ sợ vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Ở điểm này tôi thấy quận Tây Giang thị xã Ninh Lăng đã xử lý rất tốt. Việc cải cách các nhà máy của Tây Giang theo tôi thấy đã đạt tới mục đích, vừa có thể thành công giúp chính quyền thoát khó khăn, vừa có thể đảm bảo cuộc sống cho công nhân mất việc. Nhâm Vi Phong cố ý tránh khỏi đề tài nhạy cảm kia. Ừ, cải cách ở Tây Giang đúng là làm rất tốt. Bí thư quận ủy Tây Giang mặc dù còn trẻ nhưng tôi thấy không hồ đồ, không duy ý chí, làm công việc đều có sự phán đoán riêng, điểm này rất khó được. Ứng Đông Lưu gật đầu khen. Ở việc phát triển kinh tế phi nhà nước thì tôi thấy bọn họ làm cũng tốt, cũng không phải như một số nơi khác nói quá lên. Nhâm Vi Phong cảm thấy Triệu Quốc Đống đã lưu lại ấn tượng tốt trong mắt Ứng Đông Lưu. Điều này đối với Ứng Đông Lưu là rất hiếm có. Điểm này làm cho y đánh giá cao Triệu Quốc Đống vài phần. Một thường vụ thị ủy có thể được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đánh giá như vậy đúng là hiếm có. Triệu Quốc Đống lúc này không biết mình đã lưu lại ấn tượng trong mắt Ứng Đông Lưu, thậm chí cũng làm Nhâm Vi Phong có ấn tượng nhiều hơn với hắn. Theo hắn thấy chỉ cần Hoàng Lăng và Thư Chí Cao hài lòng là đủ. Hiểu Lam, Cục Thủy Lợi đã kiểm tra xong hệ thống đê điều sông Việt Tú chưa? Triệu Quốc Đống đứng trên bờ đê Ô Giang mà nói. Việc gia cố hệ thống đê điều đã diễn ra gần tháng nhưng tiến độ quá chậm. Cứ tiếp tục như vậy thì một tháng nữa xây xong có mà nằm mơ. Ngụy Hiểu Lam có lẽ cảm thấy Triệu Quốc Đống mất hứng nên vội vàng nói. Bí thư, Ô Giang bình thường đều đến tháng 8, tháng 9 mới có lũ. Bây giờ mới tháng 5, 2 tháng là đủ để hoàn thành công trình. Ngụy Hiểu Lam rất khó hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại cố chấp và coi trọng hệ thống đê điều sông Việt Tú như vậy. Theo cô thấy hệ thống đê điều là công trình trọng điểm do Cục Thủy Lợi thị xã phụ trách. Phòng Thủy Lợi quận chỉ có trách nhiệm trông coi mà thôi. Nhưng Triệu Quốc Đống lại coi trọng đoạn đê Ô Giang hơn bình thường, 3 lần tự mình lên kiểm tra công trình, còn có 2 lần kéo cả Cục trưởng Cục Thủy Lợi Uông Đạo Lộc tới, cùng nhau đội nắng đi kiểm tra công trình gia cố hệ thống đê điều. Điểm này làm Uông Đạo Lộc và Ngụy Hiểu Lam rất khó hiểu. Ngụy Hiểu Lam thậm chí nghi ngờ có phải Triệu Quốc Đống khi còn bé bị kích thích về lũ lụt hay không. Uông Đạo Lộc cũng vì thấy Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nên miễn cưỡng cùng hắn lên đê, nhưng 2 lần như vậy cũng làm Uông Đạo Lộc oán giận, không biết mắng Triệu Quốc Đống sau lưng bao lần. Quyển 9, chương 60. Hiểu Lam, tôi yêu cầu chị không phải là tháng 8, tháng 9 mà là giữa tháng 6. Triệu Quốc Đống sa sầm mặt lại, ánh mắt hắn lóe lên làm Ngụy Hiểu Lam cảm thấy đối phương sợ rằng không chỉ là mất hứng. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Ngụy Hiểu Lam vẫn lập tức nhận sai. Bí thư Triệu, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi tưởng rằng chỉ cần có thể đảm bảo gia cố công trình trong tháng 6 là được. Nếu ngài không hài lòng thì tôi sẽ lập tức bố trí đội ngũ thi công tăng tiến độ. Triệu Quốc Đống cũng biết mình làm có hơi quá một chút. Dù sao cơn đại hồng thủy năm 1998 là cơn lũ lụt lớn nhất năm 14 năm qua, rất nhiều người cả đời không gặp khí hậu cực đoan như vậy. Mưa lớn liên tục làm cho hệ thống sông Trường Giang bị uy hiếp lũ lụt. Tổn thất của nó là rất lớn mà tiền tài không thể tính toán nổi. Ai cũng nói chuyện không liên quan tới mình thì không cần lo. Nhưng nếu hắn đã ngồi trên vị trí đó thì hắn phải làm chút việc có ích cho dân chúng khu vực hắn phụ trách. Hiểu Lam, tôi không phải có ý phê bình chị. Từ lý thuyết mà nói thì cách làm của chị không sai, nhưng bây giờ đã khác. Triệu Quốc Đống nói rất rõ ràng. Hắn mượn cơ hội mà sửa đổi suy nghĩ, xem làm như thế nào có thể tìm một lý do thích hợp cho mình. Lần trước tôi lên Bắc Kinh và tới Bộ Thủy Lợi gặp Bộ trưởng Dương, cũng chính là nguyên phó bí thư tỉnh ủy Dương trước đây của tỉnh ta. Bây giờ bí thư Dương đã là Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi. Bộ trưởng Dương đã nói chuyện với tôi về khí hậu năm nay. Căn cứ mấy chuyên gia Bộ Thủy Lợi phán đoán thì năm nay hệ thống lưu vực sông Trường Giang và Tùng Hoa sẽ xuất hiện thời tiết khí hậu cực đoan nhất từ khi thành lập Trung Quốc đến nay, rất có thể sẽ có cơn mưa rất lớn đổ xuống lưu vực sông Trường Giang. Mà Ninh Lăng chúng ta lại có dòng Ô Giang nằm ở Trung Hạ Du, lại là nơi tập hợp của nhiều con sông nên nếu thời tiết cực đoan xuất hiện mà hệ thống đê điều của chúng ta chưa được gia cố đầy đủ thì sẽ gây tổn thất rất lớn về tài sản và tính mạng người dân, khi đó chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Ngụy Hiểu Lam có chút giật mình, cô nhìn thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nên cảm thấy đối phương không phải là nói láo. Lúc này Ngụy Hiểu Lam mới cẩn thận nói. Bí thư Triệu. Nếu là như vậy tại sao ngài không chính thức đề xuất trong hội nghị thường vụ thị ủy? Như vậy cũng có thể khiến cả thị xã cảnh giác cao độ, có thể triển khai việc chống lũ lụt trong phạm vi toàn thị xã, hoàn thiện hệ thống đê điều cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề Ninh Lăng chúng ta, toàn tỉnh,
thậm chí cả lưu vực Trường Giang, Tùng Hoa cũng cần phải cảnh giác cao độ mới đúng. Triệu Quốc Đống ra vẻ bất đắc dĩ, hắn lắc đầu nói. Tiểu Lam, tin tôi nhận được cũng không phải qua con đường chính thức. Mấy vị chuyên gia kia chỉ là căn cứ một số kinh nghiệm và những gì nắm được để đưa ra phán đoán, thiếu chứng cứ cụ thể về khí tượng. Cho nên suy đoán này đã khiến Bộ Thủy Lợi có tranh luận, cũng không chính thức thông báo xuống các địa phương. Dù sao tin này một khi chính thức đưa ra sẽ có thể ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Khi không có chứng cứ xác thực, chính quyền chỉ có thể dựa theo hình thức bình thường gia cố hệ thống đê điều phòng chống lũ lụt mà thôi. Thì ra là như vậy. Chẳng qua Bí thư Triệu, ngài cảm thấy mấy chuyên gia đó dự đoán có thể tin được sao? Ngụy Hiểu Lam vẫn có chút khó hiểu. Nếu là như vậy Triệu Quốc Đống dựa vào cái gì mà phản ứng quá khích đến thế? Cái này khó nói, nhưng cá nhân tôi thì khá tin vào nó. Hơn nữa nói thật hệ thống thủy lợi của thị xã Ninh Lăng chúng ta quá yếu, nhất là hệ thống đê điều phòng chống lụt bão chỉ làm cho có hình thức khiến tôi rất lo lắng. Có một số việc chúng ta thà tin là có, không dám tin là không. Thà chấp nhận cùng nhiều tiền để nâng cấp, gia cố, dù sao hệ thống đê điều cũng cần được đầu tư, chỉ là đi trước một bước mà thôi. Nếu như thật sự gặp chuyện kia thì coi như chúng ta làm hết khả năng của mình. Nếu không gặp cũng là việc tốt, coi như là chúng ta cẩn thận mà thôi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Ngụy Hiểu Lam trầm ngâm một chút, cô cũng khá khó xử ở vấn đề này. Tài chính Tây Giang mặc dù là tốt nhất trong 9 quận, huyện Ninh Lăng, nhưng so sánh với các quận phát triển khác trong tỉnh thì không đáng nhắc tới. Đầu tư lớn về thủy lợi sẽ ảnh hưởng đến tài chính đầu tư cho các hạng mục khác. Chỉ riêng công trình gia cố hoàn thiện đoạn đê sông Ô Giang, mặc dù Triệu Quốc Đống lấy mặt mũi cá nhân thuyết phục Cục Thủy Lợi bỏ ra một phần tài chính, nhưng Tây Giang vẫn phải bỏ ra không ít. Điều này cũng làm Tằng Lệnh Thuần và Hạ Đồng rất khó chịu. Hạ Đồng còn đỡ một chút, dù sao biết là do Triệu Quốc Đống tự mình nói chuyện thì y không dám ngang nhiên phản đối. Nhưng Tằng Lệnh Thuần lại khác, Tằng Lệnh Thuần và Triệu Quốc Đống có quan hệ khác so với Hạ Đồng, rất nhiều chuyện dám công khai tranh luận với Triệu Quốc Đống. Điều này làm Ngụy Hiểu Lam bị kẹp ở giữa rất khó xử. Nếu là người khác thì nhất định sẽ cân nhắc có phải Triệu Quốc Đống muốn thò tay vào ăn chặn ở công trình này hay không. Nhưng Ngụy Hiểu Lam lại biết Triệu Quốc Đống ngoài việc chú ý tiến độ công trình ra thì các vấn đề khác mặc kệ. Tất cả công trình từ đấu thầu đến đầu tư xây dựng thì đều do Ngụy Hiểu Lam phụ trách. Thấy Ngụy Hiểu Lam không trả lời, Triệu Quốc Đống cũng biết chỗ khó xử của cô. Chẳng qua chuyện khác còn có thể nói. Chỉ riêng chuyện này không thể nào có cửa để hắn nhường bước. Hắn thà mang tiếng trên lưng cũng phải làm việc này. Triệu Quốc Đống cũng biết Tằng Lệnh Thuần rất khó chịu với mình vì việc này. Dù sao dự toán của Tây Giang đã sớm có, Triệu Quốc Đống bây giờ lại đầu tư nhiều vào lĩnh vực thủy lợi như vậy, vượt xa so với dự toán, Tằng Lệnh Thuần làm chủ tịch đương nhiên không thể đáp ứng. Nếu Triệu Quốc Đống ngồi trên vị trí đó cũng không thể đáp ứng. Hiểu Lam, tình hình kiểm tra hệ thống đê điều phòng chống lụt bão sông Tú Hà thế nào rồi? Ngụy Hiểu Lam thở dài một tiếng rồi cười khổ nói. Bí thư Triệu, đê sông Tú Hà và trước đây không khác gì nhau, bình thường đều không bị ảnh hưởng mấy, thậm chí chúng tôi cũng tiến hành chỉnh đốn qua. Nhưng nếu xuất hiện thời tiết cực đoan như ngài nói thì đê sông Tú Hà nhất định có chuyện. Chẳng qua nếu như muốn gia cố toàn bộ đê sông Tú Hà, thứ nhất thời gian khá gấp, thứ hai vấn đề tài chính là tương đối lớn. Đê sông Tú Hà theo bình thường do tài chính quận phụ trách, nhưng không thể không lên Cục Thủy Lợi xin tiền. Mảng này nếu muốn gia cố theo tiêu chuẩn cao như ngài đề ra thì ít nhất cũng phải là mấy triệu. Cá nhân tôi cho rằng điều này là không cần, hơn nữa hoàn toàn có thể là ngài đoán sai. Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì. Hắn biết chỉ riêng công trình gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang đã mang tới vài câu nghi vấn. Đây vốn là công trình của thị xã, Cục Thủy Lợi còn không ý kiến. Tây Giang muốn làm như vậy làm gì? Bây giờ nếu như lại mạnh mẽ gia cố hệ thống đê điều sông Tú Hà mà không ai chú trọng, Triệu Quốc Đống nghĩ mình nhất định bị Ủy ban Kỷ luật thị xã, thậm chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng phải nhìn chằm chằm hắn, nghi ngờ hắn có phải muốn ăn chặn từ việc này không? Quyển 9, chương 61. Hiểu Lam, tôi biết mọi người có lẽ cho rằng tôi thần kinh. Dù sao ý kiến của các chuyên gia Bộ Thủy Lợi cũng không phải thông tin chính thống. Nhưng tôi đã xem vị trí địa lý của Tây Giang, sông Tú Hà, Ô Giang đã bao lấy khu vực trung tâm của Tây Giang chúng ta vào giữa. Dù là hệ thống đê điều Ô Giang hay sông Tú Hà gặp chuyện thì đó đều là tai ương quá lớn đối với Tây Giang, đối với thị xã Ninh Lăng cũng là hậu quả không thể thừa nhận nổi. Cho nên tôi đồng ý bị mắng là đưa ra quyết sách mù quáng thì cũng muốn xác minh công trình này. Trong hội nghị thường vụ quận ủy ngày mai,
tôi hy vọng chị có thể ủng hộ tôi. Theo trình tự khoản chi tài chính lớn do các phòng ban bỏ ra thì cần lãnh đạo phụ trách mảng đó đưa ra trong hội nghị thường trực ủy ban, sau khi nghiên cứu xong liền đưa ra hội nghị thường vụ quận ủy vỗ bàn quyết định. Mà thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận nếu như đưa ý kiến của mình ra trong hội nghị thường trực ủy ban không được thông qua, như vậy có thể đề xuất trong hội nghị thường vụ quận ủy, nhưng việc này có chút mạo hiểm đó là không thể làm mất lòng chủ tịch quận. Lời của Triệu Quốc Đống chính là hy vọng Ngụy Hiểu Lam có thể đưa vấn đề này ra tranh luận trong hội nghị thường ủy. Ngụy Hiểu Lam hít sâu một hơi rồi nói: "Bí thư Triệu, điều này sợ là không ổn. Tôi cho rằng tình hình hệ thống đê điều sông Tú Hà đang rất tốt, có thể đối phó cơn bão 30 năm mới gặp, đây đều là có chứng minh cụ thể về mặt khoa học. Bây giờ mà gia cố thì chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Trừ khi bí thư Triệu có thể đưa ra chứng cứ xác thực nói năm nay sông Tú Hà gặp cơn lũ lụt 50 năm, thậm chí 100 năm khó gặp. Tôi mặc dù không phụ trách mảng tài chính nhưng nếu như đầu tư tài chính vào hạng mục này thì tôi cảm thấy nó không quá thích hợp." Ngụy Hiểu Lam gần như là uyển chuyển từ chối đề nghị của Triệu Quốc Đống. Điểm này lại làm Triệu Quốc Đống vui, ít nhất Ngụy Hiểu Lam không phải người cúi đầu trước quyền thế, là người có chủ kiến. Hắn cũng biết đề nghị này khá gượng ép, xem ra phải bắt tay từ chỗ Tằng Lệnh Thuần mới được. "Hiểu Lam, như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tằng và Hạ Đồng. Chị thấy sao?" Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị. Ngụy Hiểu Lam sau khi nói xong câu kia thì có chút hối hận. Cô lo Triệu Quốc Đống thẹn quá hóa giận, chẳng qua Triệu Quốc Đống hình như không giận, còn đưa ra một câu nói coi như giải thích cho cô. Điểm này làm Ngụy Hiểu Lam có chút cảm động. "Bí thư Triệu, không phải tôi không ủng hộ ngài mà là hạng mục này do ngài đưa ra đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngài có thể thuyết phục Chủ tịch Tằng và Phó Chủ tịch Hạ, bọn họ cảm thấy tài chính không có vấn đề gì thì tôi đương nhiên không nói gì khác." "Hiểu Lam, tính cách của chị đúng là đặc biệt." Triệu Quốc Đống cười nói. "Nếu tôi đứng ở vị trí của chị thì cũng khó tránh khỏi làm như chị." "Bí thư Triệu, tôi cũng biết tính cách của ngài nên mới dám nói như vậy. Nếu là người khác tôi sẽ không nói, đánh chết tôi cũng không nói. Cứ như vậy đi, ngài muốn làm gì thì làm." Ngụy Hiểu Lam cũng thả lỏng tâm trạng mà nở nụ cười. Ngụy Hiểu Lam không biết Triệu Quốc Đống làm như thế nào thuyết phục Tằng Lệnh Thuần. Theo cô biết thì ở chuyện này muốn thuyết phục Tằng Lệnh Thuần là gần như không thể. Tằng Lệnh Thuần là người mặc dù biểu hiện hòa nhã, nhưng chuyện y nhận định thì tuyệt đối không nhường bước, cúi đầu. Trong hội nghị thường vụ quận ủy mặc dù y vẫn thường đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống, nhưng cũng có một hai chuyện y thấy không thỏa đáng thì kiên trì với ý kiến của mình. Khi đó Triệu Quốc Đống không thể không thỏa hiệp. Việc như thế này thì Ngụy Hiểu Lam không cho rằng Tằng Lệnh Thuần sẽ vui vẻ mà đồng ý. Nhưng trong hội nghị thường vụ quận ủy quyền chủ động là của Triệu Quốc Đống. Lần đó khi đề nghị thực hiện công trình gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, Vương Ích và Lăng Tiêu đều phản đối mãnh liệt, chẳng qua do Triệu Quốc Đống chủ động đưa ra yêu cầu Ủy ban Kỷ luật quận ủy chuyên môn tiến hành giám sát toàn bộ quá trình thi công công trình mới khiến cho Vương Ích buồn bực không còn gì để nói. "Anh cảm thấy trong này có chuyện sao?" Trên trán Lục Kiếm Dân xẹt qua một tia mây đen. "Chuyện này tôi tuyệt đối nắm chắc." Vương Ích không thèm để ý đến chén trà đang bốc khóc trước mặt mình, y chỉ nhẹ nhàng lắc lắc nó. "Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ, không có thù hận vô cớ, không có yêu vô cớ. Tôi cảm thấy bây giờ hắn đã bắt đầu thò đuôi cáo ra rồi. Anh nói chuyện phải chú ý một chút, không có căn cứ thì không được nói lung tung." Lục Kiếm Dân có chút buồn bực. Vương Ích là một cán bộ tuy chăm chú nhưng lại cố chấp. Tên này ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật thì đúng là người phát huy được tác dụng. Nhưng Vương Ích lại nhằm thẳng vào Triệu Quốc Đống thì đúng là làm Lục Kiếm Dân có chút do dự. "Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng tôi cũng căn cứ lẽ thường mà phán đoán." Vương Ích thở dài một tiếng rồi nói tiếp. "Tôi đã hỏi qua các nhân viên có liên quan trên tỉnh, thị xã về hệ thống đê điều sông Ô Giang và sông Tú Hà. Bọn họ đều cho rằng hệ thống đê điều của sông Ô Giang và sông Tú Hà đều rất bình thường, không cần phải tiến hành gia cố thêm, cũng không hề có nguy hiểm gì. Nhưng hai công trình này tiêu tốn trên hơn 2 triệu, Cục Thủy Lợi thị xã bỏ ra 800 ngàn, tài chính Tây Giang bỏ ra 1,6 triệu. Một khoản chi lớn như vậy đối với tài chính của Tây Giang có thể nói là cắt một miếng thịt. Nhưng Triệu Quốc Đống lại mạnh mẽ thông qua trong hội nghị thường ủy. Tôi cũng không biết Triệu Quốc Đống đã thông tư tưởng Tằng Lệnh Thuần như thế nào. Nhưng tôi và Lăng Tiêu kiên quyết phản đối. Chẳng qua cuối cùng vẫn không có kết quả. Đây là chuyện rất bình thường.
Nếu như một việc mà bí thư quận ủy và chủ tịch quận đã đồng ý, anh là phó bí thư kiêm nhiệm cùng một phó bí thư khác có phản đối cũng không làm lên trò trống gì. Hơn nữa có mấy người công khai phản đối khi bí thư và chủ tịch đã bắt tay với nhau. Tôi cũng đã hỏi Hạ Đồng và Ngụy Hiểu Lam. Hạ Đồng từ chối cho ý kiến, Ngụy Hiểu Lam nói ấp úng. Theo tôi thấy hai người này đều có ý kiến về hạng mục đó. Hai hạng mục này người trúng thầu xây dựng đều là công ty xây dựng Cường Thịnh Ninh Lăng. Đây là một công ty xây dựng tư nhân, tốc độ thầu và tốc độ thi công cũng khá nhanh. Tôi nghe nói phải làm kịp tiến độ theo như Triệu Quốc Đống yêu cầu, cần phải đảm bảo chất lượng công trình nhưng hoàn thành đúng người hạn. Hừ, đúng là có vấn đề. Vương Ích khinh thường hừ một tiếng. Theo Vương Ích giới thiệu, Lục Kiếm Dân cũng hiểu trong này có đôi chút vấn đề. Như hệ thống đê điều Ô Giang do Cục Thủy Lợi Thị xã phụ trách, sao Tây Giang lại chủ động bỏ tiền góp vốn để sửa đoạn đê này? Triệu Quốc Đống mặc dù không hẹp hòi nhưng tuyệt đối không thể nào hào phóng đến như vậy, trừ khi có ý đồ khác. Về công trình đê sông Tú Hà cũng là như vậy, không cần thiết phải khởi động công trình này vào bây giờ. Mà tài chính Tây Giang cũng không phải có nhiều đến mức không có chỗ tiêu, điểm này đúng là làm người ta rất khó hiểu. Chẳng qua sau một thời gian tiếp xúc, trực giác nói cho Lục Kiếm Dân biết Triệu Quốc Đống không phải người như Vương Ích nói. Nhưng bây giờ y lại không tìm được lý do thích hợp để giải thích. Ngoài việc Triệu Quốc Đống muốn từ công trình xây dựng này kiếm tiền thì đúng là khó tìm ra lời giải thích. Biết người biết mặt không biết lòng, trực giác có đôi khi không chính xác. Ngoài hai công trình gia cố hệ thống đê điều này ra, anh còn có điểm nào khác không? Chỉ vào điểm này thì không thể nói rõ vấn đề gì. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự kiếm tiền đen từ đó thì hắn cũng sớm nghĩ đến các thủ đoạn rửa tay. Lục Kiếm Dân biết Triệu Quốc Đống là người rất thông minh, khó đối phó. Hơn nữa đối phương là thường vụ thị ủy, ủy ban kỷ luật thị ủy dù nghi ngờ cũng không tiện có hành động. Còn một chuyện hình như trước đây Triệu Quốc Đống không đeo đồng hồ, nhưng sau Tết tôi thấy trên tay hắn có một chiếc đồng hồ, số lần đeo không nhiều, sau đó lại đổi một chiếc khác. Bây giờ Triệu Quốc Đống đeo đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng chiếc trước đó làm tôi có ấn tượng rất sâu. Mới đầu tôi không nhận ra thương hiệu, chỉ là thấy chiếc đồng hồ này rất tinh xảo, đẹp mắt. Sau đó tôi thông qua một vài người bạn chuyên môn nghiên cứu về đồng hồ thì biết đồng hồ đó rất đắt tiền, là đồng hồ Patek Philippe. Bạn tôi nói rằng ở Trung Quốc căn bản không có loại đồng hồ này, nếu đó là thật thì cả nhà tôi không ăn không uống cả đời cũng không mua được. Vương Ích nhấp ngụm nước rồi nói. Theo tôi nghĩ với thân phận của Triệu Quốc Đống thì không đến mức đeo đồng hồ giả. Mà nếu là thật thì với thu nhập của Triệu Quốc Đống, hắn sao có thể mua nổi chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy? Vương Ích nhìn Lục Kiếm Dân đang trầm ngâm suy nghĩ. Nếu không phải do hắn mua vậy ai đưa cho hắn? Tại sao phải tặng hắn chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy? Trong đó có giao dịch quyền tiền không? Vương Ích nói với giọng điệu đầy nghi ngờ làm Lục Kiếm Dân nhíu mày. Y trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống bây giờ có đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe mà anh nói không? Không đeo nữa, bây giờ là một chiếc đồng hồ khác nhưng giá cũng không hề rẻ. Chẳng qua so sánh với Patek Philippe thì đúng là nông dân và quốc vương. Vương Ích gật đầu nói. Tôi vốn nghe nói qua hắn ở Hoa Lâm không kiêng nể cải tạo thành cũ và làm đường. Huyện thành Hoa Lâm đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, tài chính liên quan tới các công trình phải vài chục triệu, có khi lên tới trăm triệu. Thời buổi này có không ít quan chức ngã ngựa vì xây dựng, tôi nghi ngờ hắn có phải là. Không có chứng cứ thì không thể kết luận. Lục Kiếm Dân hít sâu một hơi mà nói. Nhưng nếu như hắn thật sự đeo đồng hồ Patek Philippe như anh nói thì đúng là cần phải làm rõ ràng nguồn gốc. Ngoài ra hắn còn có quan hệ với Phó trưởng Phòng Thông tin huyện Hoa Lâm Trình Nhược Lâm, cũng có quan hệ với trưởng Phòng Thông tin Tây Giang Vương Lệ Mai. Vương Ích định nói thêm đã bị Lục Kiếm Dân cắt ngang. Được rồi Lão Vương, quan hệ nam nữ thì không đáng nhắc tới. Anh nếu như có ý thì phải tìm trên đường chính. Chú ý quan sát, tìm hiểu. Bây giờ không được có động tác gì khác. Tôi sẽ trao đổi vấn đề này với lãnh đạo liên quan. Mắt Vương Ích sáng lên, y chờ câu nói này của Lục Kiếm Dân. Lục Kiếm Dân là người có nhiều cửa. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ mình sớm bị người nhìn chằm chằm vào, hơn nữa nó còn đến từ nội bộ. Hắn lúc này đang suy nghĩ xem làm như thế nào để đề nghị trong hội nghị thường vụ thị ủy về việc thành lập hệ thống phòng chống lụt bão. Theo lý thuyết công tác phòng chống lụt bão này do Phó Thị trưởng phụ trách nông nghiệp Mạnh Nguyên lo. Thị xã khác quận. Hắn là bí thư quận ủy nên có thể chèn ép tất cả. Dù Tằng Lệnh Thuần hay Ngụy Hiểu Lam thấy không đúng nhưng cũng không thể công khai làm hắn mất mặt. Nhưng trên thị xã thì hắn chỉ là hàng tiểu bối,
ý kiến của hắn nhất định sẽ bị đặt câu hỏi và bác bỏ. Ở quận Tây Giang có thể thuận lợi thông qua như vậy là do hắn hứa với Tằng Lệnh Thuần, đó chính là nếu như năm nay không có thời tiết cực đoan thì hắn sẽ chịu trách nhiệm thông qua con đường khác bù lại 1,6 triệu trả cho tài chính Tây Giang. Có lời hứa này của hắn làm Tằng Lệnh Thuần vui vẻ. Dù sao tiền cũng tiêu vào việc chính nghĩa, chẳng qua chỉ là thoáng cái đề cao tiêu chuẩn hệ thống đề điều từ việc phòng chống lụt bão 30 năm lên 100 năm, khoản tiền này đúng là tiêu hơi nhiều một chút. Hắn cũng đã tìm Mạnh Uyên để trao đổi về việc này. Chẳng qua Mạnh Uyên mặc dù biểu hiện khách khí, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được đối phương không thèm để ý. Nghĩ lại cũng đúng, hắn dựa vào cái gì mà nói đến bộ thủy lợi một chuyến là chắc chắn năm nay có lũ lụt rất lớn. Nếu dự đoán chính xác như vậy thì cả nước không sớm tổng động viên ư. Triệu Quốc Đống thông qua quan hệ với Dương Thiên Minh đã cố hết sức làm được những gì có thể. Bộ Thủy lợi và Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia cũng đã lập tổ công tác đến kiểm tra hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang, cũng điều tra ra không ít vấn đề. Ít nhất cũng chứng minh lời nói của Triệu Quốc Đống không phải hư vô. Hệ thống đê điều trong các nhánh sông thuộc lưu vực sông Trường Giang đều có các sơ hở không đồng nhất. Thông qua tổ công tác điều tra cũng đã đốc thúc chính quyền địa phương gia cố thêm. Lúc trước đê sông Ô Giang cũng là mượn cơn gió này mà làm. Nếu không Uông Đạo Lộc dù có tôn trọng Triệu Quốc Đống hơn nữa cũng không thể đột nhiên bỏ ra 800 ngàn để mà làm một công trình mà bọn họ cho rằng không cần thiết. Để Triệu Quốc Đống lo lắng chính là công trình hệ thống đê điều sông Thúy Hà. Cả thị xã Ninh Lăng trên thực tế nằm ở giữa ba dòng sông chảy qua. Thị xã bị ba con sông chia cắt thành bốn mảnh nhỏ. Sông Ô Giang chảy từ Nam sang Bắc và vào Trường Giang. Sông Tú Hà lại từ Tây Nam sang Đông Bắc rồi chảy vào Ô Giang. Cách chỗ Tú Hà và Ô Giang hội hợp 3.000 mét là chỗ giao của Thúy Hà và Ô Giang. Thúy Hà chảy từ Đông Nam tới Tây Bắc và hòa vào dòng Ô Giang. Phía Tây Ô Giang chính là địa giới quận Tây Giang. Trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng, bốn bộ máy quận Tây Giang cùng với khu tài chính, thương mại, văn hóa đều nằm ở khu vực thành cũ phía Bắc. Phía Đông Ô Giang chính là địa phận quận Đông Giang. Nhưng sông Thúy Hà, Ô Giang đã hình thành một khu đất bằng phẳng rộng 30 km vuông. Đó là khu khai phát Ninh Lăng. Ô Giang, Tú Hà, Thủy Hà, ba con sông chia cắt cả thị xã Ninh Lăng, đồng thời mang tới nguồn nước sung túc cho nội thành Ninh Lăng cùng với cảnh quan đẹp mắt. Nhưng nó cũng là tai họa ngầm không nhỏ cho nội thành Ninh Lăng. Bỏ qua việc Ô Giang là nhánh sông lớn nhất của Trường Giang, sông Tú Hà cùng Thúy Hà đều bắt nguồn từ vùng núi Vũ Lăng. Do núi Vũ Lăng có nhiều mưa khiến cho cứ tầm tháng 7 hàng năm đến tháng 9 là lượng nước của hai con sông này khá lớn. Cũng may thị ủy, Ủy ban thị xã Ninh Lăng vẫn rất coi trọng hệ thống đê điều, trong các công trình gia cố hệ thống đê điều cũng không xuất hiện vấn đề gì. Vì thế khiến cho cán bộ địa phương Ninh Lăng bắt đầu giảm sự đề phòng, đây là điểm Triệu Quốc Đống lo nhất. Triệu Quốc Đống không thể nhớ nổi chuyện mà Ninh Lăng gặp phải trong cơn lũ lụt. Nhưng hắn nhớ như in cả tỉnh An Nguyên vào năm 98 đã gặp trận lũ lụt lớn nhất 100 năm qua, gần như tất cả các thành phố, thị xã đều bị mưa to. Nhất là An Đô, Lam Sơn. Đường Giang càng nghiêm trọng, Ninh Lăng cũng không tốt hơn là bao. Triệu Quốc Đống biết ý kiến của mình trong hội nghị thường vụ thị ủy sẽ bị phản đối. Thư Chí Cao và Kim Vĩnh Kiện rõ ràng có ý kiến với việc hắn quản việc trên thị xã, tất nhiên Mạnh Uyên đã trao đổi với bọn họ, cho rằng Triệu Quốc Đống việc bé xé ra to. Mà Nghiêm Lập Dân càng nhìn chằm chằm nói Triệu Quốc Đống chú ý mảng công việc của mình. Triệu Quốc Đống còn thấy Lục Kiếm Dân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Nói tóm lại đây là hội nghị thường ủy khó khăn nhất của Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ. Gần như hắn không được ai ủng hộ, ngay cả Trương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương và Lam Quang đều không ủng hộ hắn. Chẳng qua hắn rất thản nhiên, hắn đã làm hết những gì có thể. Chẳng qua Hoàng Lăng lại tỏ vẻ hiểu cho lo lắng của Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn không biết đây là Hoàng Lăng có ý gì, nhưng hắn tin trong mắt Thư Chí Cao hoặc Nghiêm Lập Dân đó là một tín hiệu. Quốc Đống, cậu đang lo gì? Tôi thấy hôm nay cậu khá mất bình tĩnh, có vẻ không yên lòng. May mà tâm trạng bí thư Hoàng hôm nay khá tốt. Việc phòng chống lụt bão của thị xã không phải do cậu phụ trách, cậu phải chú ý việc của mình mới đúng. Vưu Liên Hương đứng phía sau Triệu Quốc Đống rồi có chút lo lắng mà nói. Cơn gió sông thổi bay quần áo của cô, càng làm tôn thêm đường cong cơ thể của cô. Triệu Quốc Đống biết ý trong lời của Vưu Liên Hương. Hôm nay Hoàng Lăng tỏ thái độ đúng là làm người ta phải suy đoán. Hoàng Lăng đến Ninh Lăng lâu như vậy, mặc dù lượng công việc lớn nhưng thái độ mạnh. Mấy vị bí thư huyện ủy đều mắng cho một trận,
Y mặc dù nhằm vào việc không nhằm vào người nhưng hôm nay lại rất rộng lượng với Triệu Quốc Đống, điều này sẽ làm người ta phải suy nghĩ. Với tính cách của Hoàng Lăng thì sẽ không khách khí vì hắn là thường vụ thị ủy. Ngay cả Vưu Liên Hương cũng bị Hoàng Lăng nhắc khóe làm cô rất xấu hổ. Chị nói sao, có một số việc trong lúc nhất thời tôi không thể nói rõ. Tôi chỉ thấy Ninh Lăng nằm giữa ba con sông, nếu sơ sẩy trong công tác phòng chống lụt bão thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Triệu Quốc Đống cũng biết lời này của mình hơi miễn cưỡng nhưng đúng là không thể tìm được lý do nào thích hợp hơn để giải thích. Quốc Đống, cậu sao vậy? Đề nghị này của cậu chính là chỉ trích chính quyền thị xã không làm tốt công việc đó. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống như bừng bỉnh nên có chút tức giận nói. Cậu cho rằng mình là ai? Là bí thư thị ủy ư? Hay là phó chủ tịch tỉnh phụ trách phòng chống lụt bão? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Bỏ đi, hôm nay cứ coi như tôi mất bình tĩnh, cảm ơn chị đã phê bình. Hừ, tôi thấy cậu sau hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước toàn tỉnh liền bắt đầu thất thần, không biết cậu bị bệnh gì, hay nghĩ đến gái đến điên rồi. Quan hệ giữa Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống càng lúc càng thân thiết, lên tiếng cũng không e ngại nhiều. Cô dừng một chút rồi nhỏ giọng nói. Quốc Đống, cậu không có gì ở công trình gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang và Tú Hà đó chứ? Chị nói gì vậy, chị cảm thấy tôi sẽ phạm sai lầm ở việc này sao? Tôi dù phạm sai lầm gì thì cũng không dính vào tiền. Chị yên tâm. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua tôi thấy thời gian này tên Vương Ích hay lên thị xã. Hai lần tôi gặp Vương Ích ở Ủy ban Kỷ luật thị xã. Sao, Tây Giang chẳng lẽ lại sắp có chuyện? Vậy ư, tôi lại thấy Tây Giang trong thời gian này rất bình tĩnh. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Trong thời gian này Vương Ích rất bình tĩnh, chẳng qua hắn rõ ràng cảm nhận Vương Ích đang nghi ngờ mình. Xem ra Vương Ích này đang lén điều tra hắn. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, Vương Ích là một cán bộ Ủy ban Kỷ luật đủ tư cách, nhưng không phải lãnh đạo đủ tư cách. Thiếu cái nhìn đại cuộc, thiếu sự quan sát chính trị. Làm một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, anh nên phụ trách ai, giám sát ai thì Vương Ích này có lẽ không biết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quốc Đống, cậu suy nghĩ một chút đi. Tôi nghe người quen trên ủy ban kỷ luật tỉnh nói thị trường xây dựng đang rất loạn, có vẻ có cán bộ lãnh đạo dính vào. Tôi tin cậu, nhưng mấy phó chủ tịch quận của cậu thì cũng nên nhắc nhở một chút, đừng có mà để bị liên lụy. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng rồi nói. Chủ nhiệm Hùng tuần này sẽ về Ando, chúng ta về ngồi một chút. Quyển 9, chương 62. Anh có tâm sự. Trình Nhược Lâm từ bên dưới Triệu Quốc Đống nhô đầu ra trông thật quyến rũ. Ừ, có chút chuyện phiền lòng. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ cặp mông vểnh cao của Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm biết ý cuộn người vào lòng hắn. Xảy ra chuyện gì ư? Trình Nhược Lâm tò mò hỏi. Cô quan hệ với hắn lâu như vậy, nhưng cô ít khi thấy hắn có biểu hiện như thế này. Cũng không có gì, chỉ là thấy công việc thời gian này không quá thuận theo ý mình. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Nếu nói thì cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là thấy không thoải mái. Không thoải mái, không có tinh thần. Trình Nhược Lâm áp má mình vào mặt Triệu Quốc Đống rồi nũng nịu nói. Em thấy anh vừa nãy có sức hơn bất cứ lúc nào, nếu không sao em biết anh có tâm sự. Ồ, có sức hơn ư, vậy anh thử lại. Triệu Quốc Đống cười hì hì đầy xấu xa. Hai tay đã túm lấy cặp vú mềm mại của đối phương. Mặt Trình Nhược Lâm đỏ lên, ai cũng nói phụ nữ khi động tình là đẹp nhất, lời này không sai. Triệu Quốc Đống khẽ hôn môi cô, tách răng, tiến vào. Tiếng thở hổn hển của cô làm hắn lại thấy ham muốn. Nhược Lâm, em cứ định như vậy cả đời sao? Một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống từ từ hỏi. Sao, chúng ta vốn trước đó không phải nói không nhắc đến sau này ư? Cứ... Anh có thể không nghe không hỏi nhưng chúng ta vẫn phải đối diện sự thật mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có lẽ mới đầu chúng ta chỉ là quan tâm nhau nên ở bên nhau, nhưng chúng ta thật sự sẽ lạnh nhạt đối diện với tất cả đời ư. Chuyện sau này để sau này nói. Chúng ta không nên nói chuyện mất hứng lúc như thế này chứ. Nếu như em thật sự cảm thấy cần nói chuyện với anh, em sẽ tìm cơ hội. Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Em có tư tưởng, cũng rất lý trí. Triệu Quốc Đống chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vậy nếu em không thích nói chuyện này thì đổi chuyện khác đi. Bên em bây giờ thế nào? Không tốt mấy, băng tả bị Trần Đại Lực gây khó dễ, cả ngày phải đối diện với khuôn mặt xấu xa kia, bảo sao tâm trạng băng tả không được tốt. Chẳng qua trong thời gian này cũng tốt hơn, có lẽ tâm trạng bí thư Hoàng Côn không tốt,
không cho Trần Đại Lực mặt mũi. Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Trần Đại Lực cũng phải thu mình lại, nghe nói bí thư Hoàng Côn bị tiểu thư Hoàng phê bình đã truyền khắp thị xã, có phải có chuyện này không? Ồ, bên Hoa Lâm cũng biết chuyện này ư? Triệu Quốc Đống không khỏi phục sức truyền tin. Chỉ là công việc thôi mà, không có gì. Hừ, em thấy trong thời gian này mặt bí thư Hoàng toàn sa sầm, mấy trưởng phòng toàn bị ăn mắng. Trình Nhược Lâm cũng thấy hứng thú với tin này. Hoàng Côn và Đường Diệu Văn bây giờ gặp áp lực không nhỏ. Bí thư Hoàng Lăng yêu cầu về công việc rất cao, cái loại người mong làm việc qua loa rồi hy vọng lên chức là không thể ngồi im được. Thời gian này Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy áp lực, Hoàng Lăng rất cứng rắn, đến Ninh Lăng chưa đầy tháng đã bắt đầu vào tiến độ, hơn nữa rất đương nhiên nắm giữ vị trí của y. Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với hắn, điều này Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được. Có lẽ do tác phong làm việc của hắn giống Hoàng Lăng. Hoàng Lăng rất không quen nhìn đám cán bộ không có sáng tạo trong công việc, tính cách cũng nóng nảy. Bây giờ bí thư, chủ tịch các quận, huyện có lẽ cảm thấy vị bí thư thị ủy Hoàng Lăng này khác Kỳ Dư Hồng trước đây. Tính cách Kỳ Dư Hồng khá ôn hòa, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không ra tay. Nhưng Hoàng Lăng thì khác, từ lời nói bình thường đã có vẻ thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Đương nhiên đây không chỉ ân oán cá nhân, mà chỉ anh có làm ra thành tích trong công việc hay không. Điều này cũng làm Triệu Quốc Đống gặp không ít áp lực. Hắn kiêm bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát, Hoàng Lăng đã nói rất rõ ràng yêu cầu hắn phát triển Tây Giang và khu khai phát thành động cơ xe lửa kéo nền kinh tế Ninh Lăng lên, yêu cầu này không hề thấp. Đây có lẽ là một nguyên nhân khiến tâm trạng hắn trong thời gian này không được thoải mái, hơn nữa trận lũ lụt như thanh kiếm treo trên đầu hắn càng làm hắn không thể yên tâm. Em thấy bí thư thị ủy tới làm các huyện có áp lực. Mấy hôm trước em và băng tỷ lên cục thông tin họp, cục trưởng Lỗ mặt mày cũng nghiêm túc, hiếm khi điểm danh phê bình huyện Vân Lĩnh cùng quận Đông Giang. Trình Nhược Lâm như con mèo cuộn vào lòng Triệu Quốc Đống, ôm lấy eo Triệu Quốc Đống, đôi chân thon dài gác lên người hắn. Triệu Quốc Đống mặc dù đã thân mật với Trình Nhược Lâm hơn năm nhưng mỗi lần ở cạnh đều muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hai người như đôi uyên ương mới cưới luôn quấn lấy nhau. Công việc của em ở Hoa Lâm không có gì chứ? Triệu Quốc Đống quan tâm nói. Việc của em vẫn ổn, chẳng qua áp lực của băng tỷ rất lớn, nhất là Trần Đại Lực trong thời gian này mặc dù thu mình lại, nhưng lại yêu cầu khắt khe trong công việc, luôn tìm cách gây khó dễ. Quốc Đống, anh nếu có cơ hội có thể điều động băng tỷ được không? Điều động La Băng, điều đi đâu, cục thông tin thị xã thì anh không quen, đến Tây Giang có thích hợp không? Cô ấy là cán bộ cấp trưởng phòng, không phải cán bộ bình thường. Lãnh đạo bên tuyên giáo ở Tây Giang đều có từng mảng công việc, điều tới không dễ phân công công việc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hơn nữa anh muốn điều động thì phải điều em mới đúng. Em, anh không cần lo cho em. Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Anh là cán bộ lãnh đạo, chuyện của em và anh bị người chú ý, anh điều em tới không phải giơ lưng ra ăn đánh sao. Hơn nữa gì? Ừ, tạm thời không nói với anh, đợi xác thực xong em nói. Trình Nhược Lâm cười hì hì mà nói. Em dám không nói. Triệu Quốc Đống cười phá lên ôm lấy người Trình Nhược Lâm, hắn áp mặt mình vào lưng cô mà ngửi, hai tay rất tự nhiên sờ vú cô rồi nói. Không nói anh sẽ trừng phạt. Ai thèm sợ. Trình Nhược Lâm cười duyên, cô thích nhất Triệu Quốc Đống bỏ hết mặt nạ trước mặt cô. Cô thích hắn nhìn cô với đôi mắt tinh nghịch. Thật sao? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa luồn tay xuống dưới nách Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm sợ hãi kêu lên. Đừng đừng, Quốc Đống, em buồn. Em không sợ thì anh không bỏ qua. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý cười ha hả mà nói. Nói mau, không nói anh cù đó. Đừng mà. Trình Nhược Lâm cuộn mình lại mà nói. Em nói là được chứ gì. Ừ, vậy khai thật ngay. Triệu Quốc Đống thả lỏng tay và luồn xuống ôm eo cô. Ừ, anh còn nhớ Ngụy Hạm trước cùng làm với em không? Trình Nhược Lâm vuốt mái tóc rồi nhẹ nhàng nói. Cô ấy làm ở trung tâm tin tức đài truyền hình tỉnh. Tết em lên tỉnh đi chơi với cô ấy. Cô ấy bảo em lên An Đô thử phát triển một chút, em lúc đó không đồng ý. Tháng trước cô ấy gọi cho em nói kênh truyền hình vệ tinh của đài truyền hình tỉnh có vài chương trình mới, đang công khai tuyển dẫn chương trình bảo em lên thử. Em đi thử. Triệu Quốc Đống nói. Vâng, em đi rồi. Ngoài ra em cũng đi thi vào làm MC cho chương trình ca nhạc đài phát thanh Ninh Giang, cửa thứ nhất đã qua, có lẽ không có vấn đề gì mấy. Cho nên em định lên An Đô.
Trình Nhược Lâm có chút lo lắng nhìn Triệu Quốc Đống. Em trước đó không nói với anh chủ yếu là do chưa xác định, em cũng không biết mình muốn đi không. Chẳng qua em thấy Ngụy Hạm nói đúng, em không thích hợp làm chính trị, thích làm ngành chuyên môn hơn. An đô rộng hơn, Ngụy Hạm khuyên em nên nhân khi còn trẻ lên An đô xông xáo. Triệu Quốc Đống lặng lẽ không nói gì, Trình Nhược Lâm làm như vậy thì hắn không ngạc nhiên, con người đều muốn phát triển, hắn cũng như vậy cơ mà. Ngay cả Từ Xuân Nhạn cũng từng bước phát triển câu lạc bộ thể hình của cô, còn muốn mở chi nhánh thứ hai. Sao vậy Quốc Đống, anh có phải không muốn em lên An đô? Trình Nhược Lâm có chút khẩn trương. Không, anh đâu ích kỷ như vậy. Hơn nữa Ninh Lăng lên An đô chỉ mất vài tiếng, anh cũng thường xuyên lên An đô mà. Triệu Quốc Đống cười cười an ủi đối phương. Ừ, Quốc Đống, em nghĩ có lẽ đều là anh khiến em thay đổi. Trước khi ở bên anh, em như người không hồn, nghĩ mình chỉ quanh quẩn trong một không gian. Ngoài băng tỷ, em chẳng muốn nói chuyện với mấy người. Nhưng khi anh để em đi ra khỏi sự cô đơn, làm em thấy thế giới đầy sức sống, làm em hiểu thế giới này rất tốt đẹp. Quyển 9, chương 63. Khi Triệu Vân Hải đến Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đang còn đắm chìm trong việc Trình Nhược Lâm rời đi. Trình Nhược Lâm gần như ngay lập tức từ chức và lên tỉnh thành. Trong mấy ngày này Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra sự hưng phấn và bận rộn từ trong cuộc điện thoại của Trình Nhược Lâm. Cô giống như con chim nhỏ thoát khỏi lồng, bây giờ đang chìm đắm vào công việc mới. Triệu Vân Hải lợi dụng thời gian sau thực tập mà tới Ninh Lăng. Đợt thực tập Triệu Vân Hải sẽ bị Trường Xuyên kéo về tập đoàn. Y bị đá đi theo Đức Sơn để quen thuộc thị trường, sau đó lại bị Trường Xuyên bố trí chạy theo Khuất Bình mà học tập. Lần này Triệu Vân Hải đến đây là để xem thủ tục đầu tư vào Ngân hàng Thương mại An Đô và Ninh Ba. Chú không muốn làm ở Thương Lãng, vậy chú muốn làm gì? Triệu Quốc Đống cũng không kinh ngạc khi Triệu Vân Hải nói ra điều này. Trên thực tế hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Triệu Vân Hải. Hắn hy vọng Triệu Vân Hải có thể làm việc mình thích. Ở điều kiện không lo lắng cho cuộc sống thì có thể đi phấn đấu theo sở thích của mình. Bây giờ em vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng em không muốn làm việc ở Thương Lãng, đó là sự nghiệp của Tam ca, Nhị ca, em muốn làm việc của mình. Chưa nghĩ ra, chẳng lẽ không có chút phương hướng nào sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Chú sau khi tốt nghiệp sẽ đi vào xã hội, chẳng lẽ chú không biết mình sẽ làm gì sao? Anh còn nhớ lần trước anh nói với em về Internet không? Triệu Vân Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống ở to mắt nhìn Triệu Vân Hải mà nói. Chú muốn làm trong lĩnh vực Internet. Anh, em nhớ đêm đó anh nói với em mạng Internet sẽ làm thế giới thay đổi, mà ngành tin tức cũng sẽ làm thế giới thay đổi như máy hơi nước. Cho nên hơn năm qua em vẫn chú ý tình hình Internet, em cảm thấy ánh mắt của anh rất chính xác. Thứ này đúng là đủ để thay đổi thế giới. Triệu Vân Hải hưng phấn liếm môi. Nếu chú có tiền thì chú định làm gì? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Hơn năm trước hắn gieo trồng hạt giống, bây giờ đã đâm chồi. Hắn vốn tưởng Triệu Vân Hải quên hạt giống này, không ngờ bây giờ nó đã phát triển. Anh, vậy phải xem có bao tiền. Em thấy lĩnh vực Internet là một bộ phận của ngành tin tức, tương lai vô hạn, em rất chú trọng nó. Anh cũng nên chú ý nhiều đến ngành sản xuất này. Triệu Vân Hải lấy hai cuốn sách đặt trên bàn rồi nói. Anh, em đề nghị anh đọc hai quyển sách này. Triệu Quốc Đống nhìn và vui vẻ. Quyển mạng Internet là vua, còn quyển còn lại là sinh tồn trong ngành công nghiệp số. Hai quyển này Triệu Quốc Đống nhớ một cách mơ hồ nhưng hôm nay Triệu Vân Hải đặt trước mặt làm hắn nhớ lại không ít ký ức. Hai quyển này đã khiến không ít người nổi tiếng vì học theo nó, tìm hiểu nó. Ừ, hai quyển này anh đã đọc, chẳng qua anh bây giờ muốn biết chú muốn làm gì. Chú học pháp luật không phải kỹ thuật, phần mềm cũng được, trò chơi cũng được, anh chỉ muốn biết mục tiêu của chú là gì. Hoặc là nói chú thấy mình nên tập trung vào mảng nào. Anh, nói thật là bây giờ em không biết, nhưng em biết tương lai của Internet là vô hạn, em tin rằng chỉ cần xuống nước tước là sẽ uống đầy bụng. Triệu Vân Hải có chút xấu hổ khi Triệu Quốc Đống nói như vậy. Ồ, trước khi kiếm được tiền thì cũng sẽ có nhiều người chết đuối đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy bây giờ chú định làm gì? Anh, nếu có thể thì em muốn dựa theo ý của mình mà tiến hành. Em đã liên lạc một ít người bạn làm mảng này. Đúng như anh nói, em không biết kỹ thuật nhưng em biết ngành sản xuất này sẽ phát triển. Nếu anh đầu tư thì em cũng sẽ đi theo anh mà thử một phen. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Triệu Vân Hải một lúc rồi gật đầu nói. Được,
chú có chủ kiến của mình là tốt, nhưng chú phải nhớ tương lai tốt chưa chắc chú có thể làm tốt. Kỹ thuật tốt cũng chưa chắc có thể thành công, chú phải nắm chắc tài chính, kỹ thuật, sự vận chuyển phù hợp thì mới có thể làm tốt. Triệu Vân Hải mãi đến khi đi vẫn đang suy nghĩ lời mà Triệu Quốc Đống nói. Mặc dù y cảm thấy lĩnh vực Internet là ngành đầy cơ hội nhưng làm mảng nào mới có thể thành công. Trò chơi, quảng cáo, phần mềm, y không rõ ràng, chẳng qua ông anh đã ám chỉ một vài điều đó là tài chính. Mà tài chính thì bây giờ coi như y đã có. Ông trời bắt đầu phát huy sức mạnh, vừa vào tháng 6 mà thời tiết đã rất nóng nực, nhưng lại có độ ẩm cao hơn hẳn mọi năm. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được lịch sử sẽ không thay đổi. Thời tiết nóng ẩm sớm như vậy thì khó tránh khỏi mưa lớn. Vì chuẩn bị vật tư phòng chống lụt bão mà Triệu Quốc Đống lại phải đấu miệng lưỡi với Tằng Lệnh Thuần và Ngụy Hiểu Lam một phen. Lúc này dù là Tằng Lệnh Thuần hay Ngụy Hiểu Lam đều cho rằng trong lòng Triệu Quốc Đống có bóng ma. Mua nhiều bao cát, túi đựng cỏ, đá, cát, còn nhiều bè gỗ, dây thừng, máy phát điện, màn, chiếu thì không khác gì chuẩn bị cho cơn lũ lụt rất lớn. Dù nhìn từ góc độ nào cũng đều không bình thường. Nhưng do tôn trọng quyền uy của bí thư quận ủy nên hai người mặc dù không cho là đúng nhưng vẫn phải làm. Triệu Quốc Đống gần như cứ cách vài ngày là đến xem công trình gia cố hệ thống đê điều, đồng thời cũng đốc thúc bên khu khai phát chuẩn bị các phương tiện phòng chống lụt bão. Cũng may khu khai phát ở bờ Nam cao hơn nên vấn đề không lớn. Chẳng qua quận Đông Giang ở bờ Bắc lại có không ít vấn đề. Vài ngày sau Triệu Quốc Đống một lần nữa kiểm tra bờ sông Thúy Hà, tình hình bờ Bắc vẫn như cũ. Triệu Quốc Đống đúng là không biết nói gì. Chuyện này mà không ai coi trọng, tất cả vẫn như bình thường. Chẳng qua đó là địa bàn người khác nên hắn không thể làm gì được. Trưởng phòng Thủy lợi Tây Giang Lưu Vĩnh Quý là người làm trong ngành lâu năm, đã qua nhiều đời bí thư quận ủy. Y chưa bao giờ gặp qua bí thư quận ủy nào coi trọng công tác phòng chống lụt bão như vậy, gần như một tuần lên đê một lần, mỗi lần phải 1-2 tiếng mới xuống. Lão Lưu, anh nói thời tiết năm nay có khác thường không? Triệu Quốc Đống đứng trên bờ sông mà nhìn mặt nước, sông Tú Hà bắt nguồn từ núi Võ Lăng, lúc này trên thương hóa mưa nhiều khiến mặt nước Tây Giang đã rộng 300 mét. Triệu Quốc Đống lo nhất chính là điểm này, thương hóa không chống đỡ được thì có thể ảnh hưởng tới hệ thống đê điều Tây Giang không? Khác thường, bí thư Triệu, thời tiết Ninh Lăng chúng ta vốn là như vậy. Nóng sớm, lạnh muộn, căn bản không khác gì so với Tân Châu. Nhưng thời tiết Thông Thành phía Bắc mát hơn chúng ta nhiều. Ai cũng nói đó là do núi Võ Lăng che chắn cho. Nói dưới chân núi Võ Lăng có địa khí, nóng, cho nên khiến cho nhiệt độ Ninh Lăng chúng ta ấm áp hơn phía đông nhiều. Lưu Vĩnh Quý cười hì hì nói. Lão Lưu, tôi không phải nói chuyện nóng sớm. Tôi nói là anh có cảm thấy thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng độ ẩm lại cao làm người ta có cảm giác không thở được không? Triệu Quốc Đống nhấc nhấc chiếc áo trong của mình thì thấy nó dính chặt vào người, rất khó chịu. Bí thư Triệu. Ninh Lăng chúng ta có 3 con sông chảy qua, địa thế lại thấp, trời nóng nên nước bốc hơi nhiều và không thể tản đi được. Sao lại không có những cơn sóng nhiệt chứ? Lưu Vĩnh Quý lắc đầu nói. Thế này còn chưa đáng gì, chờ đến tháng 7, 8 thì nó còn hơn nữa. Tây Giang nóng hơn Hoa Lâm nhiều. Ồ, Hoa Lâm đúng là mát hơn nhiều, nhất là đi vào núi ở Đông Nam thì càng mát mẻ hơn. Lên trên đỉnh núi Hốt Luân thì anh phải mặc chiếc áo khoác ngoài mới được, nếu không sẽ cảm lạnh. Triệu Quốc Đống đúng là nhớ cuộc sống ở Hoa Lâm, suối nước nóng, rừng rậm, thung lũng, tất cả làm hắn hòa vào thiên nhiên. Đúng thế, bên bí thư Triệu nhiều núi ít bình nguyên, rừng rậm nhiều cây, ít sản xuất công nghiệp nên không khí tươi mát, khí hậu mát mẻ. Lưu Vĩnh Quý cười nói. Bí thư Triệu ở Hoa Lâm cũng được 3 năm phải không? Quyển 9, chương 6-14. Ừ, 3 năm nên đúng là có tình cảm với Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống lắc đầu quay lại đề tài trước đó. Lão Lưu, anh nói sông Tú Hà không dài sao lượng nước lại nhiều như vậy? Bí thư Triệu, ngài có lẽ không biết sông Tú Hà mặc dù ngắn nhưng trong núi Võ Lăng lại tập hợp mấy con suối, sau đó lại từ phía Nam Thương Hóa chảy ra, mãi đến chân núi mới có một đập nước xây từ những năm 50 ngăn cản một chút. Chỉ cần núi Võ Lăng mưa là sông Tú Hà đầy nước. Đập nước kia chỉ có tác dụng ngăn cản nước chảy mạnh mà thôi. Đập nước thuộc huyện Thương Hóa hay do Cục Thủy Lợi thị xã quản lý? Trước vốn do thị xã quản lý sau đó đã đưa cho huyện quản lý. Đập nước này cũng là loại nhỏ, lại cũng nên không có nhiều giá trị. Lưu Vĩnh Quý trong lúc nhất thời không biết sao Triệu Quốc Đống lại quan tâm tới đập nước. Đập nước có dung lượng nhỏ thì có thể ngăn cản lũ như thế nào?
Triệu Quốc Đống hỏi lại. Trước đây được xây dựng để chứa nước cho mùa khô, chẳng qua sông Tú Hà có lượng nước dồi dào nên đập nước ít phải trữ nước. Hơn nữa lúc xây dựng cũng không quá khoa học nên có không ít người đề nghị làm một hồ chứa phía trước thì dễ chống lũ hơn. Lưu Vĩnh Quý bĩu môi nói. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc đập nước này có thể ảnh hưởng tới Tây Giang không? Dù sao đập nước nằm bên dưới huyện Thương Hóa, đi xuống một chút là đến địa phận Tây Giang. Hơn nữa địa hình Tây Giang bằng phẳng, không có gì ngăn cản, lũ tới thì không có gì ngăn cản. Lệnh Hồ Triều vội vàng chạy lên đê và đưa điện thoại di động cho Triệu Quốc Đống. Trưởng ban thư ký Vưu gọi tới. Triệu Quốc Đống nghe điện, Vưu Liên Hương thông báo hắn 4 giờ chiều nay có hội nghị đảng chính. Lúc này đột nhiên có cuộc họp liên tịch đảng chính đúng là có chút khó hiểu. Chẳng qua Vưu Liên Hương nói là trên tỉnh lại khẩn cấp thông báo phòng chống lụt bão. Hắn ngẩn ra, không phải thật sự có vấn đề gì đó rồi chứ. Không khí trong phòng hội nghị thị ủy rất nên. Hội nghị được diễn ra gấp sau khi ba người Hoàng Lăng cùng Thư Chí Cao cùng với Mạnh Nguyên họp trên tỉnh về. Đề tài chỉ có một, đó là Cục Khí tượng Quốc gia mới gửi thông báo mới nhất về việc lưu vực sông Trường Giang sẽ xuất hiện mưa to trên diện rộng. Hơn nữa dự báo thời gian mưa to sẽ dài, mời các tỉnh phái chuẩn bị đầy đủ công tác phòng chống lụt bão. Căn cứ thông báo của Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia, thị xã Ninh Lăng chúng ta và Tân Châu ở phía Nam đều sẽ gặp trận mưa rất lớn, thời gian có lẽ kéo dài 3 ngày. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đối với tất cả các quận, huyện của Ninh Lăng chúng ta, nhất là khu vực núi Võ Lăng sẽ đón trận mưa lớn nhất từ trước đến giờ, có thể ảnh hưởng đến các dòng Ô Giang, Tú Hà, Thúy Hà, Kim Mã, Quế Khê, Vân Khê, Bạch Đầu trong phạm vi thị xã. Dựa theo bố trí của tỉnh thì bắt đầu hôm nay toàn bộ thị xã phải bước vào giai đoạn chống lụt bão. Chỉ huy trưởng do Bí thư Thị ủy Hoàng Lăng đảm nhiệm. Phó Bí thư Thị ủy, thị trưởng Thư Chí Cao làm phó chỉ huy trưởng, các lãnh đạo thị xã khác làm thành viên. Chánh văn phòng do tôi kiêm nhiệm, đồng chí Uông Đạo Lộc làm phó chánh văn phòng. Mạnh Nguyên nói. Mạnh Nguyên là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đeo kính cận. Triệu Quốc Đống cảm thấy vị phó thị trưởng này thích hợp làm giáo viên hoặc nhà nghiên cứu hơn. Triệu Quốc Đống cho rằng y thiếu khí phách, nói chuyện đều mang giọng thương lượng. Nhất là lần trước khi Triệu Quốc Đống đến tìm nói chuyện việc gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, Uông Đạo Lộc đẩy sang nói phải cần thị trưởng Mạnh quyết định. Triệu Quốc Đống liền kéo Uông Đạo Lộc đi tìm Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên mặc dù thấy không hợp lý nhưng cũng không tiện thoái thác nên giao việc cho Uông Đạo Lộc. Cuối cùng Triệu Quốc Đống ép Uông Đạo Lộc phải gật đầu. Mạnh Nguyên cười cười mới gật đầu như chút được gánh nặng, giống như Uông Đạo Lộc là phó thị trưởng còn y là cục trưởng vậy. Mạnh Nguyên vắn tắt giới thiệu xong làm cho hội nghị xôn xao. Các thường vụ và các phó thị trưởng dì tai nói chuyện, tất nhiêu là thấy sao bây giờ lại nói nghiêm trọng như vậy. Mặc dù năm nay tin dự báo hơi sớm, nhưng công tác phòng chống lụt bão hàng năm vẫn làm, đều may mắn thoát được nguy hiểm. Nhưng tổ chức hội nghị liên tịch như thế này thì có vẻ là chuyện bé xé ra to. Thị xã Ninh Lăng vốn nhiều sông, hồ nước và đê điều cũng không ít, hàng năm đều có công tác phòng chống lụt bão nên thành quen. Đây là lần đầu tổ chức hội nghị với quy cách cao như vậy. Bí thư Hoàng, thị trưởng Thư, Lão Mạnh, vấn đề có nghiêm trọng như vậy không? Nghiêm Lập Dân nhíu mày, mặc dù nói chuyện với giọng thương lượng nhưng lộ rõ vẻ không cho là đúng. Công tác phòng chống lụt bão hàng năm đều làm, các phương án đã có, các loại vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hình như quận Tây Giang năm nay cố ý tăng việc dự trữ. Quốc Đống, có phải không? Nhưng đột nhiên tăng cấp bậc cảnh báo như vậy thì gần như phá vỡ công việc bình thường của thị xã, có phải là làm hơi lớn không? Ý kiến của Nghiêm Lập Dân lập tức làm cho đám người Kim Vĩnh Kiệt, Lục Kiếm Dân, Mao Bình, Lam Quang cùng với Lý Đại Phú, Phú Quyên gật đầu đồng ý. Hàng năm đều có công tác phòng chống lụt bão. Ninh Lăng lại ở ngay bên bờ sông nên có chút sóng gió mọi người cũng quen nhìn. Lần này sao làm lớn như vậy, ai cũng thấy không đúng. Bí thư Nghiêm, tình hình năm nay sợ rằng khắc, sợ rằng sẽ khiến toàn thị xã chúng ta coi trọng. Căn cứ phân tích của các chuyên gia khí tượng thủy văn thì nước ta sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño, khí cao nhiệt đới sẽ khiến thời tiết nước ta biến đổi. Nói cách khác thời gian mùa mưa năm nay sẽ đặc biệt dài, lượng nước mưa cũng hơn hẳn so với bình thường. Nhất là lưu vực sông Trường Giang có thể sẽ gặp những trận mưa to từ trước đến giờ chưa từng có. Mà Ninh Lăng chúng ta nằm trong dòng chảy Ô Giang, nhiều nhánh sông chảy qua Ninh Lăng và tiến vào Ô Giang. Hơn nữa các con sông hầu hết đều bắt nguồn từ núi Võ Lăng. Mà mưa xuống một khi tập trung ở đó sẽ dễ khiến lũ lụt, sẽ là uy hiếp lớn đối với thị xã Ninh Lăng chúng ta. Cho nên điểm này cần phải được mọi người đặc biệt coi trọng, tuyệt đối không được sơ sót.
Đây cũng là lý do tại sao bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư được tỉnh gọi lên Ando họp. Mạnh Nguyên có chút khẩn trương, y đã lên ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh để tìm hiểu tình hình. Mấy vị chuyên gia của ủy ban này không ngừng nhắc y rằng ba nơi Ninh Lăng, Lam Sơn cùng Đường Giang rất có thể gặp mưa rất to, lũ lụt xảy ra là rất lớn. Nếu không coi trọng thì chỉ sợ sẽ gặp tai nạn từ trước đến giờ chưa từng có. Lão Mạnh, khí hậu năm nay đúng là có chút khác thường, nhưng công tác chuẩn bị của chúng ta không phải vẫn tốt sao? Bây giờ thoáng cái khẩn trương như vậy, gần như làm tất cả cán bộ chúng ta bỏ các công việc khác xuống, toàn tâm vào công tác phòng chống lụt bão. Vậy chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị vật tư thì trước đó đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Kiểm tra hệ thống đê điều. Vậy cũng cần nhân viên chuyên nghiệp xem xét. Hơn nữa tôi nhớ kỹ trong lần họp trước đồng chí Quốc Đống cũng nói muốn tăng cường gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang. Lão Mạnh, việc này chắc cũng sớm chứng thực mà. Vậy bây giờ cần chúng tôi làm gì? Không thể để cán bộ toàn thị xã đứng đợi trời mưa đó chứ. Nghiêm Lập Dân đúng là xem thường tên phó thị trưởng Mạnh Nguyên thư sinh này, giống như một tên sinh viên mới tốt nghiệp, một lúc lâu không nói ra lời. Chỉ biết nói miệng, anh muốn nói gì cũng cần phải suy nghĩ xem làm như thế nào để người ta phục chứ. Cứ nhắn nhủ tinh thần của tỉnh khơi khơi như vậy ai chẳng làm được. Vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào. Bí thư Nghiêm nói có lý. Quan trọng nhất là chúng ta nên làm gì. Vừa nãy phó thị trưởng Mạnh cũng đã nói mai có thể trời sẽ mưa to. Tôi thấy thị xã cần có phương án khẩn cấp, nhưng phải tính tới nếu lượng mưa vượt quá tưởng tượng của chúng ta, vậy chúng ta nên làm gì? Chỉ sợ cần phải tổ chức nhân viên ra tiền tuyến. Ít nhất bây giờ cần phải có một phương án tổ chức, xác định ai phụ trách mảng nào, ai làm gì để đỡ đến lúc đó sẽ loạn. Triệu Quốc Đống ngoài mặt khen Nghiêm Lập Dân, nhưng trên thực tế là phản biện thay Mạnh Nguyên. Mặc dù hắn không có quan hệ gì mấy với Mạnh Nguyên, nhưng ít nhất đối phương cũng bỏ tiền ra làm đê cho hắn. Hơn nữa Triệu Quốc Đống biết lần này Ninh Lăng gặp nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, sớm chuẩn bị cũng sẽ có thể giảm bớt tổn thất. Quyển 9, chương 65. Nghiêm Lập Dân khinh thường nhìn Triệu Quốc Đống. Tên này bây giờ có vẻ run rẩy, lần trước mất mặt còn chưa đủ xấu hổ sao. Bây giờ nghe thấy có tiếng gió liền vỉnh đuôi lên ư. Bí thư Hoàng, thị trưởng thư, trong tỉnh bây giờ mặc dù đề nghị các thành phố, thị xã chú ý biến hóa của thời tiết, nhưng không đưa ra nhiệm vụ mang tính bắt buộc, mà yêu cầu các nơi dựa theo tình hình thực tế mà xử lý linh hoạt. Theo như một số đồng chí nói thì phải động viên tất cả cán bộ của thị xã lại, ở cùng một chỗ canh giữ cơ quan sao? Các lão đồng chí nếu như gặp mưa mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Nhưng bây giờ ngay cả mưa cũng chưa có một giọt mà đã lăn qua lăn lại như vậy, chỉ sợ đến lúc có mưa thì mọi người đã suy sụp rồi. Nghiêm Lập Dân nói được không ít thường vụ và phó thị trưởng gật đầu. Tôi không phải không coi trọng công tác phòng chống lụt bão, vấn đề là có cần không? Có phải bây giờ đã đến lúc đi đến bước đó không? Nghiêm Lập Dân có chút đắc ý mà nói. Chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị, tôi cảm thấy bây giờ quan sát là đủ. Bây giờ nếu theo ý Lão Mạnh gần như là đang tuyên chiến, tất cả công việc và kế hoạch đều gặp ảnh hưởng, phải bỏ công việc trong tay. Nếu vài hôm mà không có mưa, hoặc kéo dài tầm chục ngày thì chúng ta có chờ được không? Tôi lo nếu thật sự mưa lớn thì chúng ta mới động viên thì không còn kịp. Mạnh Nguyên có chút khẩn trương mà nói. Theo y biết tiến độ trong công tác phòng chống lụt bão của Thương Hóa, Phong Đình, Đông Giang là quá chậm, đến hôm qua thì việc gia cố hệ thống đê điều vẫn chưa xong. Có thể nói ngoài quận Tây Giang làm tốt thì các quận, huyện khác đều có vấn đề. Lão Mạnh, anh có phải quá lo lắng không? Nghiêm Lập Dân lạnh nhạt đâm đối phương. Bây giờ thông tin phát triển, một cuộc điện thoại chỉ là vài giây. Mọi người ở trong nội thành thì sao lại không kịp? Làm lễ động viên cần bao nhiêu thời gian? Tạm thời tập trung mà không tới kịp, anh nghĩ tố chất cán bộ kém như vậy sao? Bây giờ các cục đều có công việc của mình, sao có thể lãng phí nhân lực như vậy? Bí thư Nghiêm, phần lớn các cán bộ của chúng ta không ở được tập huấn ở việc này. Nếu xảy ra chuyện mà động viên chỉ sợ không có hiệu quả mấy. Tôi thấy lời phó thị trưởng Mạnh nói là cần thiết, tập huấn một chút, sau đó đưa các thiết bị đến điểm cần thiết, như vậy mới không bị động. Triệu Quốc Đống biết ở tình huống này trừ khi Hoàng Lăng lên tiếng nếu không sẽ không ai nói giúp Mạnh Nguyên. Triệu Quốc Đống vừa nói xong, Nghiêm Lập Dân đang định lên tiếng thì Hoàng Lăng đã ngăn lại. Được rồi, không cần tranh cãi nữa. Cán bộ cơ quan cấp thị xã tạm thời không động viên, nhưng các vị ngồi đây không được ngồi ngoài. Theo yêu cầu của tỉnh. Chúng ta phải chú ý, đảm bảo vững vàng vượt qua. Ngoài tôi và thị trưởng thư, phó thị trưởng Mạnh ra,
các vị lãnh đạo khác cũng phải phụ trách công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão ở các quận, huyện, cụ thể như sau. Ra khỏi phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống đã được Lam Quang kéo vào văn phòng y. Quốc Đống, cậu muốn đối đầu với Lão Nghiêm sao? Cậu có biết cậu phụ họa Mạnh Nguyên đã làm các cán bộ thị xã hận cậu không? Trời nóng như vậy, muỗi nhiều như vậy, cậu lại muốn các cán bộ trực ban. Đám cán bộ này nhàn quen rồi, cậu làm như vậy có phải là muốn đối đầu với tất cả cán bộ thị ủy, ủy ban thị xã không? Lam Quang cười nói. Không tin thì cậu cứ chờ xem lát nữa sẽ đầy người mắng cậu. Mạnh Nguyên là phụ trách mảng đó thì thôi, cậu lại thích xen vào việc người khác, không bị mắng mới là lạ. Bí thư Lam, tôi đây là giúp mọi người thôi mà. Triệu Quốc Đống không thèm để ý nói. Bây giờ không động viên huấn luyện thì tới lúc đó tìm người ở đâu? Tìm được người thì có thể dùng được không? Tôi cảm thấy lũ lụt năm nay là nguy hiểm nhất trong lịch sử. Anh từ Miên Châu sang, bên đó không có sông lớn nên anh không thấy uy lực của lũ. Ninh Lăng nhiều núi, nhiều sông, mưa xuống thì sẽ có lũ quét từ núi xuống, chuẩn bị không tốt sẽ có chuyện lớn. Thấy Triệu Quốc Đống nói nghiêm túc như vậy, Lam Quang cũng tin một chút. Cậu nói thật sự có thể sẽ có lũ lụt. Ha ha, tôi nói không tính, các chuyên gia nói mới tính. Tôi đã hỏi các chuyên gia trên tỉnh thì nói Ninh Lăng cùng Đường Giang là nguy hiểm nhất. Tiếp theo là Lam Sơn cùng An Đô. Triệu Quốc Đống cũng không phải chuyên gia thủy lợi nên chỉ có thể nói hàm hồ. Nếu thật là như vậy thì đúng là cần sớm chuẩn bị, chỉ sợ sẽ không kịp. Lam Quang hơi biến sắc, y là bình thường đảng ủy chính pháp, phụ trách mảng công an thì cũng là quân chủ lực phòng chống lụt bão. Nếu không kịp thời bố trí thì đúng là rất bị động. Tôi đề nghị anh tốt nhất điều động nhân viên hệ thống chính pháp. Bên anh khác, dù là điều động thì lãnh đạo thị xã khác cũng không thể nói được gì. Tốt nhất có thể tổ chức vài đội cứu nạn sẵn sàng ra trận. Nếu xảy ra chuyện thì có thể xông tới. Ồ, Quốc Đống, đề nghị này của cậu cũng được. Hệ thống chính pháp khác các nơi khác, chuyện này thường do bên chúng tôi phụ trách chính cùng quân đội. Lam Quang nghiêm túc nói. Tôi thấy cậu hình như rất lo về việc này. Nghiêm Lập Dân nói cậu đây là lo quá đáng, có phải cậu mẫn cảm quá không? Mẫn cảm hay không thì qua 2 tháng là biết mà. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi nói. Có chuẩn bị vẫn hơn là tới lúc đó luống cuống tay chân. Triệu Quốc Đống về Tây Giang liền triệu tập hội nghị khẩn cấp. Khác bên thị ủy, Triệu Quốc Đống yêu cầu tất cả các phòng ban, xã, thị trấn tập trung cán bộ lại và đợi lệnh chỉ huy của ban phòng chống lụt bão quận. Các xã, thị trấn sẽ tiến hành kiểm tra một lần công tác phòng chống lụt bão của địa phương mình, nhất là thượng du sông Tú Hà thì hắn còn dục phòng thủy lợi tiến hành kiểm tra hệ thống đê gần huyện Thương Hóa. Cùng lúc đó Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu ban chỉ huy quân sự quận ra lệnh dân quân dự bị lập tức tập kết. Đối với việc động viên quy mô lớn như vậy, ở Tây Giang cũng có người có ý kiến nhưng Triệu Quốc Đống nói rất kiên quyết làm không ai có thể nói gì. Triệu Quốc Đống từ ban quản lý khu khai phát về trụ sở quận ủy Tây Giang thì đã là 10 giờ đêm. Bên khu khai phát thì không có vấn đề gì. Công trường của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên đang được thi công khẩn trương, 2 nhà máy sau cũng đang thi công. Triệu Quốc Đống đã cùng Lý Trạch Hải đi vòng quanh các nhà máy cảnh báo về cơn lũ lụt sắp tới, chẳng qua không có quá nhiều người chú ý. Áo dính sát vào người vì nóng khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn thay áo hưng nghĩ lát nữa sẽ tắm nên thôi. Trụ sở quận ủy, ủy ban quận rất náo nhiệt. Hết giờ làm buổi chiều các nhân viên đều tụ tập trong trụ sở, mấy chục người ngồi trong phòng hội nghị ủy ban xem TV. Bí thư Triệu. Ngoài cửa truyền tới giọng phụ nữ, Triệu Quốc Đống nhìn lên và nói. Trưởng phòng Lệ Mai, vào đi. Ngài còn chưa nghỉ. Vương Lệ Mai hôm nay mặc áo cộc màu đen, một chiếc quần ngố màu bạc. Nghỉ, sao có thể nghỉ, Triệu Quốc Đống cười cười đứng lên nói. Lệnh Hồ Triều đi đâu rồi không biết. Trưởng phòng Lệ Mai đến mà không biết rót trà. Chị nếm thử trà trúc diệp thanh của tôi xem có ngon không. Để tôi tự rót. Vương Lệ Mai đứng lên cầm lấy ấm tự rót cho mình. Lệ Mai, bên đài truyền hình đã chuẩn bị tốt không? Nếu như có chuyện thì nửa đêm phải lên đê đó. Bí thư Triệu yên tâm. Đài truyền hình đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Phóng viên, người quay phim đều là thanh niên, lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Nếu chúng ta có tin đáng giá thì lập tức sẽ tới ngay hiện trường. Vương Lệ Mai cố ưỡn ngực lên một chút. Ừ, như vậy là tốt nhất. Ngoài ra đài truyền hình cũng cần phải chuẩn bị một tổ đi cùng ủy ban kỷ luật, thanh tra quận đến các phòng ban, xã, thị trấn kiểm tra tình hình.
Nếu phát hiện có cán bộ đi về hoặc lãnh đạo không có đó thì phải ghi lại hết. Triệu Quốc Đống cố gắng tránh khỏi cặp ngực căng phồng của đối phương, nhưng vì góc ngồi nên hắn vừa lúc nhìn vào khe hở của cúc áo mà thấy chiếc áo lót màu trắng. Vâng, tôi hiểu, tôi lập tức đi bố trí. Vương Lệ Mai gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lệnh Hồ Triều cũng kịp thời lên tiếng. Phó Chủ tịch Ngụy, Bí thư Triệu có đây không? Ngụy Hiểu Lam nói chuyện có chút khẩn trương. Có. Lệnh Hồ Triều thấy vẻ mặt Ngụy Hiểu Lam không tốt nên vội vàng nói. Hiểu Lam vào đi, tôi đang nói chuyện với trưởng phòng Lệ Mai. Ngụy Hiểu Lam vào thấy Vương Lệ Mai ở đó liền gật đầu rồi nói. Bí thư Triệu, Tân Châu đã bắt đầu mưa. Tôi vừa gọi cho bạn, y nói trời bên đó như xuống, đen xì đến mức người ta không thở nổi. Nhưng bây giờ mới mưa, mưa rất to. Hơn nữa nghe nói núi Võ Lăng cũng bắt đầu mưa to. Quyển 9, chương 66. Nhị Đồng. Khai Giang, tôi thích nhất là Nhị Đồng, hôm nay xem ra nó có duyên với tôi. Tông Kiến cười hì hì nói. Lão Tông, xem ra nó đúng là có duyên với anh, chẳng qua anh không có duyên ở văn phòng thị ủy. Một người đàn ông mặt ngựa nói. Cút, đừng có nói linh tinh. Ông chú ý một chút, đừng có quá đáng. Ai cũng nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi thấy ông chuyên gặm cỏ trong nhà, sẽ có lúc lật thuyền đó. Tông Kiến hậm hực trừng mắt nhìn đối phương rồi hâm mộ với thân phận của đối phương. Cục độc quyền kinh doanh thuốc lá là mảng béo bở, chỉ tiếc hệ thống của bọn họ độc lập với chính quyền địa phương, do lãnh đạo cấp trên trực tiếp quản lý. Đối phương làm cục trưởng kiêm giám đốc công ty thuốc lá chẳng những công việc dễ, thu nhập cao mà còn không bị thị xã can thiệp. Yên tâm, tôi không lật thuyền được đâu. Bên tôi rất đơn thuần vì là hệ thống riêng, không giống quan hệ phức tạp bên anh. Tôi thấy anh sắp thành thỏ rồi, làm gì cũng phải lén lút. Tôi thấy anh không tự do bằng một chủ tịch xã. Người đàn ông kia khinh thường nói. Hay là lúc nào đổi khẩu vị, chúng ta lên An Đô chơi. Hai hôm nay sợ không được. Sắp có lũ nên thị xã không cho ai được tự tiện rời vị trí. Tông Kiến lắc đầu nói. Có gì chứ, ông là phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm chánh văn phòng thị ủy còn cần tự mình ra trận sao? Cục thủy lợi làm gì, đám công an, quân đội làm gì? Một người đàn ông béo khác không cho là đúng nói. Hừ, lão Hồ, tôi thấy ông phải lên đê đó. Đầu của ông nhét vào lỗ thủng thì sẽ chặn được nước chảy đó. Tông Kiến cười nói. Người tôi còn phải giữ gìn, đừng thấy tôi béo nhưng chơi gái thì khác đó. Tên béo cười phá lên nói. Lão Hồ, ông cả ngày đều chơi với đám con gái trong nhà máy mà sao không thấy ông giảm béo. Một người đàn ông gầy gò hừ một tiếng. Ông không sợ ngày nào đó ngã đè chết người sao? Được rồi, hậm mộ phải không? Ai bảo ông không giữ gìn sức khỏe, chơi gái mà còn phải tẩm bổ. Chẳng qua nói lại chơi gái đúng là có thể giảm béo đó. Ông không thấy mỡ bụng của tôi giảm đi chút rồi sao? Tên béo thở dài một tiếng. Cũng không biết cuộc sống thoải mái này kéo dài bao lâu nữa. Lão Tông, nghe nói Bí Thư Hoàng có ý muốn cải cách các công ty, nhà máy trên thị xã theo cách của Tây Giang phải không? Ừ, đúng là có ý này, tính của Hoàng Lăng tôi tạm thời không rõ. Chẳng qua tôi thấy y cứng rắn hơn Kỳ Dư Hồng, bây giờ thư chí cao trước mặt y cũng phải cúi đầu. Y hôm đó trong hội nghị thường vụ thị ủy đã nói rõ phải kéo các công ty của thị xã ra khỏi tình trạng sống dở chết dở, căn cứ tình hình thực tế mà giải quyết vấn đề. Có biết lúc nào cải cách không? Tên béo lạnh nhạt nói. Cái này thì chưa rõ. Chẳng qua tôi cảm thấy y khá hứng thú với việc cải cách của các nhà máy ở Tây Giang, lần trước còn bảo tôi tìm tài liệu cải cách của Tây Giang trình cho y, còn gọi Chu Xuân Tú lên hỏi. Tông Kiến gật đầu nói. Chu Xuân Tú thì biết gì? Y bây giờ đang chỉ mong mò tiền, xem kiếm được bao tiền vào túi khi cải tạo thành cũ. Tên béo khinh thường nói. Cải cách các nhà máy bên Tây Giang đều do Tây Giang làm. Tôi biết Hoắc Vân Đạt mang theo một nhóm người làm vài tháng. Tên này đúng là dầu mỡ không vào. Tôi có một người bạn muốn giảm định giá tài sản nhà máy xuống nhưng tên này nhất định không chấp nhận, mời đi chơi không nghe, tặng tiền không nhận, ra vẻ muốn mượn lần cải cách này để Triệu Quốc Đống hài lòng. Tây Giang lần này cải cách hết các nhà máy, tiếng mắng không ít. Ai cũng nói bọn họ bán tống bán tháo tài sản các nhà máy. Được rồi lão Hồ, ông đừng ở đó mà bịa chuyện. Tôi còn không biết ông nói tiếng mắng đều do đám quản lý đưa ra sao. Bọn họ ngại được thưởng ít, ngại nhà máy không đáng giá tiền. Tôi có thấy bọn họ rời khỏi nhà máy đâu.
còn không phải suy nghĩ mua lại cổ phần từ công nhân bình thường sao? Tên gầy không nhịn được nói. Có giỏi tự đi gây dựng sự nghiệp đi, bây giờ không phải đã cởi mũ trên đầu của bọn họ sao? Có giỏi tự làm đi, mua cổ phần của công nhân, kiếm được là của bọn họ. Lão Tôn, chúng tôi không thể so sánh với ông, của mình làm mình hưởng, tôi cũng muốn cải cách nhưng thị xã mãi không khởi động, tôi không phải đang chờ thị xã ra chính sách sao? Ông nghĩ tôi không gấp sao? Tên béo không hề tức giận mà nói. Cái này không đơn giản ư, chủ động xin thị xã cho cải cách là được mà. Tên gầy trừng mắt nhìn đối phương rồi nói. Chỉ cần ông dám làm thì mặc kệ có chính sách gì, đến lúc đó mua cổ phần mà cần tiền thì tôi bỏ ra được. Mắt tên béo sáng lên rồi lập tức có chút buồn bực mà nói. Tiền là một chuyện, chủ yếu là chính sách của thị xã. Tôi nếu như không ngừng tự đi xin cải cách thì thị xã sẽ nghĩ như thế nào? Không chừng sẽ nâng giá thì không có lãi. Không phải có lão Tông ở đó sao? Bảo ông ta thổi gió là được mà. Tên gầy nói. Lão Tông nếu có hứng thú thì cũng có thể nhận một phần khi lão Hồ cải cách. Tôi cảm thấy công ty của lão Hồ mà chút được gánh nặng thể chế sẽ phát triển nhanh đó. Lão Tôn, chẳng lẽ ông cũng muốn tham gia? Tên béo nói. Ừ, nếu như thị xã cải cách các công ty và chuyển sang cơ chế cổ phần, thu hút nhà đầu tư chiến lược thì tôi cũng có hứng thú. Chẳng qua tôi không hứng thú với mảng này. Lão Hồ, hai chúng ta hợp sức được chứ? Tên gầy nói. Vậy thì tốt rồi. Lão Tông, ông cũng tham gia chứ? Long Ngâm, còn ông? Tên béo nói. Chuyện này sợ rằng phải kéo cả Chu Xuân Tú vào mới được. Tông Kiến cũng động tâm, nhưng vẫn có chút do dự. Ừ, Lão Tông nói đúng. Phải kéo cả Chu Xuân Tú, y phụ trách mảng công nghiệp, cải cách, không thể vòng qua y. Chẳng qua y chỉ thích tiền thì đơn giản thôi mà. Tên gầy nói. Triệu Quốc Đống khi mở cửa sổ, hơi nước ập vào mặt làm hắn tỉnh táo. Hắn nhìn đồng hồ thấy là 3 trong 4 phút sáng, mưa đã đổ. Bầu trời đêm đen kịt không thấy gì, không có sấm chớp, mưa to tầm tã rầm rầm đổ xuống. Triệu Quốc Đống nhìn qua là biết mưa sẽ không thể tạnh ngay được. Hắn lo sáng mai nếu mưa không ngớt thì nội thành Ninh Lăng sẽ ngập úng. Khu thành cũ Ninh Lăng có không ít hộ dân, hơn nữa đó là khu đất trũng, mưa mà lâu sẽ dễ sụp. Theo Ủy ban xây dựng báo cáo thì do mưa khiến phòng ốc lâu năm đã sụp đổ. Năm trước có 2 căn nhà sụp làm 2 người chết. Thiên tai như vậy nếu không thể tránh khỏi thì không ai nói gì được anh. Nhưng nếu chuyện vì ngấm nước mưa khiến nhà sụp gây chết người vậy dễ bị truyền thông và dân chúng nhìn chằm chằm vào. Tuy nói chưa chắc làm gì được anh nhưng ảnh hưởng là tất nhiên. Triệu Quốc Đống không muốn mất điểm vì việc này. Hắn vốn định gọi cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng nhưng thấy vẫn còn sớm nên thôi. Hắn gọi cho Ngụy Hiểu Lam, điện thoại vừa vang thì bên kia đã nghe. Xem ra Ngụy Hiểu Lam đã tỉnh vì cơn mưa. Hắn yêu cầu Ngụy Hiểu Lam phân công người bên ủy ban xây dựng tiến hành kiểm tra các hộ trong khu thành cũ, nhất là nơi trũng thấp. Nếu xác định có nguy cơ sập nhà thì nhất định phải di rời đi nơi khác. Sau khi gọi cho Ngụy Hiểu Lam, Triệu Quốc Đống lại gọi cho Mạc Vinh và dặn dò. Hơn nữa cũng yêu cầu y nhanh chóng điều động tất cả nhân viên có thể điều động của khu Việt Tú, chuẩn bị lên đê. Gọi mấy cuộc điện, Triệu Quốc Đống thoáng yên tâm hơn chút. Vân Bạc đã điều động tất cả lực lượng công an quận, bên ban chỉ huy quân sự cũng nhận được lệnh trên thị xã, yêu cầu bọn họ phối hợp với công an quận, thiết thực thực hiện chức trách. Quyển 9, chương 67. Cả đêm đó Triệu Quốc Đống gần như không ngủ, mưa không ngừng rơi, Triệu Quốc Đống đoán mưa từ 3 giờ đến 5 giờ thì ít nhất cũng là trên 120mm, cứ như vậy thì núi Võ Lăng rất có thể sẽ có lũ quét. Đây chỉ là ngày đầu tiên, Triệu Quốc Đống đánh giá chỉ sợ 2-3 hôm sau mới là quan trọng nhất. Trước đó không mua, cơn mưa này xuống đất hút không ít, nhưng sau đó đất đã bão hòa thì lại khác. Triệu Quốc Đống nằm trên ghế trong văn phòng cả đêm, 1 giờ ngủ, 3 giờ tỉnh lại, 4 giờ ngủ, 6 giờ 30 tỉnh lại. Hắn lại phải chống trả công việc ngày mới. Trời vẫn âm u, mưa mặc dù nhỏ đi nhưng không dừng. Triệu Quốc Đống đứng nhìn các nhân viên lục tục đi vào trụ sở. Tất nhiên cơn mưa đêm qua không ảnh hưởng mấy tới bọn họ. Ninh Lăng hay gặp mưa to. Mọi người vốn có thói quen. Không ít người đi ủng đi làm, đến văn phòng liền thay bằng dép đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc Mitsubishi của văn phòng quận và một chiếc Cherokee của phòng thủy lợi tiến vào. Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần, Ngụy Hiểu Lam đã hẹn lên kiểm tra hệ thống đê điều sông Ô Giang, Tú Hà. Hoắc Vân đạt đến mấy nhà máy đốc thúc bọn họ chuẩn bị phòng chống lụt bão. Lăng Tiêu,
Tiếu Chiêu Quý đến khu Việt Tú thăm dân chúng. Xe chạy trong cơn mưa, trên đường đã có những chỗ ngập nước, mặc dù không quá sâu nhưng có chỗ ngập đến nửa lốp xe. Khu vực nội thành có hệ thống thoát nước đã xuống cấp, mưa mới mấy tiếng đã như vậy, nếu như kéo dài vài hôm, nước hai con sông kia lên thì nước càng khó thoát. Tăng Lệnh Thuần cũng rất lo lắng. Tối qua Triệu Quốc Đống ở lại trực ban, Triệu Quốc Đống bảo y về nhà nghỉ ngơi, có lẽ mấy hôm sau sẽ có lũ. Tăng Lệnh Thuần cũng không từ chối, nhưng 3 giờ sáng bắt đầu mưa to làm y không ngủ được. Y đứng trước cửa nhìn mưa 2 tiếng không tạnh, đến khi vợ gọi, y mới vào ngủ thêm 2 tiếng. Ngụy Hiểu Lam tối qua cũng không ngủ ngon, Triệu Quốc Đống gọi làm cô cũng lo lắng lập tức gọi cho Ủy ban xây dựng, phòng thủy lợi, nông nghiệp, khu Việt Tú. Lại liên lạc với văn phòng quận yêu cầu bọn họ liên lạc với các xã, thị trấn. Nếu có tình hình gì lập tức báo cáo. Chồng cô nằm trên giường không khỏi kêu than rằng vợ sau khi thành thường vụ liền không được an nhàn. Hai ô tô lên đê sông Ô Giang. Đoàn người mặc áo mưa mà xuống xe. Triệu Quốc Đống đi dọc theo bậc thang đá mà xuống rồi cẩn thận nhìn mặt nước. Mặt nước chưa quá đục, có lẽ nước đầu nguồn chưa tới. Nhưng so sánh với hôm qua thì đã hơn hẳn. Lưu Vĩnh Quý và Sa Nhất Thành xuống nhìn tốc độ nước và hàm lượng cát trong nước. Xem một chút, Triệu Quốc Đống đi lên. Khi Lưu Vĩnh Quý lên đê, hắn nói. Lão Lưu, anh thấy sao? Bí thư Triệu, Chủ tịch Tăng, bây giờ vẫn chưa nhìn ra. Chỉ là một trận mưa nên chưa thấy rõ. Hàng năm đều có mưa to, nếu chỉ một ngày hai đêm thì đối với hệ thống đê điều của Tây Giang chúng ta bây giờ sẽ không vấn đề gì. Lưu Vĩnh Quý trầm giọng nói. Nếu mưa 2 ngày 3 đêm, thậm chí 4-5 ngày. Triệu Quốc Đống nói. Lưu Vĩnh Quý ngẩn ra mà nói. Bí thư Triệu, mưa liên tục 4-5 ngày chưa từng xuất hiện. Nếu như vậy thì hệ thống đê điều Ô Giang chắc chắn hơn nữa thì nước cũng sẽ vượt qua đê. Vượt qua đê thì không sao, chúng ta có thể tạm thời tăng cao, tôi chỉ lo đê mà vỡ thì sẽ rất phiền phức. Triệu Quốc Đống đứng trên đê nhìn về phía tây là khu nội thành Ninh Lăng. Nếu vỡ đê thì hậu quả không ai dám tưởng tượng. Chắc sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Đoạn đê này làm rất kiên cố. Mặc dù là công trình của thị xã nhưng bởi vì liên quan tới sự sống còn của Tây Giang nên tôi cũng khá chú ý. Hơn nữa tác phong của Cục trưởng Mã Cục Thủy Lợi khi đó cũng rất cẩn thận, đội thi công không thể cắt giảm vật liệu xây dựng. Lưu Vĩnh Quý nói, chẳng qua đoạn này đã làm 3 năm nên tình hình như thế nào thì tôi không rõ. Bí thư Triệu, thị trưởng Mạnh và cục trưởng Uông tới. Ngụy Hiểu Lam thấy một xe Việt dã dừng ở dưới liền nói. Vẻ mặt Mạnh Uyên rất mệt mỏi, tất nhiên là đêm qua lo nên không ngủ được. Lúc trước Triệu Quốc Đống nhắc y về việc gia cố hệ thống đê điều của thị xã làm y có chút khó chịu. Chẳng qua bây giờ Mạnh Uyên có lẽ đã ý thức được đợt lũ lụt này là không dễ dàng. Chào hỏi vài câu, Triệu Quốc Đống nói. Thị trưởng Mạnh, bên Thương Hóa cùng Phong Đình như thế nào? Không tốt. Phía nam Thương Hóa mưa rất lớn, tôi nghe nói Tân Châu cũng vậy. Nước sông Vân Khê ở Phong Đình không ngừng tăng lên, huyện thành Phong Đình đã bắt đầu ngập lụt, nước tại các suối trên núi cũng tăng rất nhanh. Ở thượng du sông Tú Hà cũng đang tăng lưu lượng nước, tôi nghĩ rất nhanh sẽ tới đây. Bí thư Triệu, sợ rằng bên sông Tú Hà anh phải chú ý nhiều. Mạnh Uyên phải chú ý tất cả các con sông trong thị xã Ninh Lăng, áp lực rất lớn. Thị trưởng Mạnh, bên Tây Giang chúng tôi đã động viên toàn bộ. Tôi lo bên Thương Hóa, sông Tú Hà bắt nguồn từ bên đó, nhất là ưu ở đó đã xây dựng nhiều năm mà không sửa chữa, năng lực chứa nước quá kém. Nếu vấn đề xảy ra ở Thương Hóa thì tổn thất lớn nhất không chừng là ở Tây Giang chúng tôi. Lúc này Triệu Quốc Đống phải nói thẳng, ưu là bóng ma trong lòng hắn. Hắn từng đề cập với Uông Đạo Lộc về việc này, nhưng Uông Đạo Lộc nói ưu năm nay đã được kiểm tra, tất cả đều bình thường, Triệu Quốc Đống cũng không tiện nói thêm gì. Bên ưu thì tôi đã gọi cho Thương Hóa để bọn họ tăng cường an toàn cho ưu, chú ý diễn biến của dòng nước, đề phòng bất chắc. Mạnh Uyên nói chuyện không quá tự tin, ưu là do Thương Hóa quản lý, y chỉ có thể gọi điện thoại mà thôi. Tôi phải nói trước với anh, tôi thấy bên Thương Hóa chuẩn bị không đầy đủ. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Mạnh Uyên mà nói. Mạnh Uyên cố nhịn cơn lo lắng trong lòng mà nói. Bí thư Triệu, các huyện đều có quy hoạch. Nếu xảy ra chuyện thì nên đánh ai thì sẽ đánh người đó. Tôi nghĩ thời này chắc không ai muốn mất mũ. Nhìn xe của đám Triệu Quốc Đống rời đi, Uông Đạo Lộc thấy vẻ mặt Mạnh Uyên không tốt nên thử hỏi. Thị trưởng Mạnh, có cần gọi sang bên Thương Hóa nữa không? Tôi thấy bên Thương Hóa chuẩn bị kém xa so với Tây Giang.
Tây Giang lo không phải không có lý. Nếu sông Tú Hà ở phía Thương Hóa có chuyện thì gặp nạn cuối cùng sẽ là Tây Giang. Mấy xã, thị trấn ở phía Tây Nam của Tây Giang sẽ bị uy hiếp. Mạnh Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Còn muốn nói như thế nào nữa? Tôi đã mấy lần gọi cho bí thư, chủ tịch huyện Thương Hóa, người ta cũng không nhịn được và cho rằng thị xã thò tay quá dài. Hay là anh gọi cho phòng thủy lợi Thương Hóa hỏi xem sao? Mưa đến 10 giờ trưa thì nhỏ đi, Triệu Quốc Đống có thể thở phào nhẹ nhõm, bữa trưa hắn ăn cũng ngon miệng hơn, chẳng qua đến 2 giờ chiều trời lại tối sập 006 đê lại, mưa bắt đầu đổ xuống. Triệu Quốc Đống cảm thấy thứ mình biết sẽ thành sự thật. Mưa cứ liên tục với mức lớn như thế này thì không lũ ở đầu nguồn mới là lạ. Hơn nữa công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của Thương Hóa làm không tốt. Mưa đến 7 giờ tối mới nhỏ đi, khu nội thành ngập khá nghiêm trọng, mà mực nước của Ô Giang, Tú Hà cũng tăng lên rất nhanh, không ngừng có cây cối, súc vật xuất hiện giữa dòng sông. Lão Tằng, tôi đoán đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống nhìn vào một con trâu đang giãy giụa giữa dòng nước quá mạnh làm nó không thể bơi vào bờ. Mấy đứa bé giỏi bơi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trâu cách mình có mấy chục mét nhưng không đứa nào dám mạo hiểm bơi ra. Quyển 9, chương 68. Tằng Lệnh Thuần thở dài nói. Tôi cũng có linh cảm này. Bên Thương Hóa lần này sẽ có vấn đề lớn. Bí thư Hoàng đến đã mắng không ít bí thư, chủ tịch huyện. Bây giờ mọi người đều đang chú ý làm như thế nào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, còn các phương diện khác không quá coi trọng. Lần trước tôi gặp chủ tịch Tào Uyên của Thương Hóa trong hội nghị phòng chống lụt bão thì chỉ nghe y nói làm như thế nào phát triển kinh tế, không nghe thấy chú ý đến việc này. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Làm bí thư, chủ tịch huyện nghèo thì anh nếu không muốn bị mắng phải tìm cách làm kinh tế. Nhưng tình hình mọi người như nhau, kinh tế không phải nói là làm tốt được mà. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Đầu óc con người có hạn, anh trọng bên này sẽ nhẹ bên kia. Đúng thế. Dục tốc bất đạt, có đôi khi chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Tằng Lệnh Thuần nhìn xuống bờ sông mà nói. Sông Tú Hà tuyệt đối không được xảy ra chuyện, nếu không gặp nạn sẽ là Tây Giang chúng ta. Lão Tăng, tôi thấy như vậy, tối nay anh trực ở quận, tôi tới mấy xã thị trấn như Bình An, Lục Kiều, Liễu Trang xem tình hình. Tối tôi trực ở thị trấn Bình An, tất cả dân quân dự bị của quận tôi sẽ lấy đi một nửa, còn một nửa để anh chỉ huy. Tằng Lệnh Thuần ngẩn ra. Mấy xã, thị trấn đó đều ở phía bắc sông Tú Hà, cũng là mấy xã thị trấn gặp uy hiếp lớn nhất nếu có lũ. Bí thư Triệu, tối anh có về không? Ừ, sợ rằng không dám về. Tôi đã yêu cầu mấy xã, thị trấn này đưa người già, phụ nữ, trẻ em ở nơi có địa thế thấp lên chỗ cao, chỉ giữ lại thanh niên trong nhà là do lo nếu lũ tới không kịp rời đi. Tôi cũng đã yêu cầu bên thủy lợi dựng tạm một con đê thứ hai, hy vọng có chút tác dụng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tôi cũng mong để dân chúng thị trấn Bình An được tin tưởng khi có mình ở đó. Mặc dù tôi hy vọng linh cảm của mình là sai. Bí thư Triệu, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Đến bây giờ Tằng Lệnh Thuần lại có chút do dự. Khó mà nói, chuẩn bị vẫn hơn mà. Lão Tằng, anh ở quận không được sơ sót, yêu cầu các tổ phải đảm bảo điện thoại thông suốt, nghe điều động. Triệu Quốc Đống, Quế Toàn Hữu cùng với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận mang theo hơn 100 dân quân dự bị. 30 cảnh sát công an quận đến thị trấn Bình An, lúc này cán bộ thị trấn đã sớm lên trên đê. Bí thư, chủ tịch thị trấn cũng đều ở trên đê. Nước sông Tú Hà lên khiến nước chỗ chúng không thoát được nên cần người tát ra ngoài. Triệu Quốc Đống bảo dân binh và cảnh sát đi nghỉ ngơi trước. Hắn cùng trưởng phòng thủy lợi Lưu Vĩnh Quý, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Hữu Chí, trưởng phòng công an Vân Bạc cũng lên trên đê thì gặp bí thư Du Chí Phú và chủ tịch thị trấn Tần Hoa đang chân thấp chân cao đi lên. Bí thư Triệu, sao ngài lại tự đến thế này? Hai người Du Chí Phú thấy Triệu Quốc Đống tới thì có chút kinh ngạc. Lão Du, tôi cảm thấy lời này của anh hình như là nói xấu tôi. Lãnh đạo cấp bậc nào mới dùng từ này anh biết không? Ít nhất phải là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh thì mới có thể dùng từ tự đến. Tôi là bí thư quận ủy đến địa bàn của mình mà dùng chữ này, hai anh có phải ám chỉ tôi ít tới không? Ha ha, bí thư Triệu, ngài nói gì vậy? Chúng tôi đâu dám. Hai người Du Chí Phú đều cười cười một tiếng. Được rồi, tình hình ra sao? Triệu Quốc Đống chuyển đề tài. Không tốt, nước sông Tú Hà tăng quá nhanh, mưa không ngừng rơi, nước của hồ chứa này sắp không chịu nổi, mấy chỗ bờ sông cũng sắp đầy ạp. Cũng may chưa lớn, hệ thống mương của chúng tôi chưa bao giờ tăng nước lớn như vậy.
Nếu không phải trước đó trưởng phòng Lưu để chúng tôi chuẩn bị chu đáo thì hôm nay đã xảy ra chuyện. Cứ như vậy thì sẽ có hai thôn ngập trong nước, tổn thất không nhỏ, thu hoạch hoa màu không được rồi. Lão Du, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng dân chúng. Người già, trẻ em đã được di tản chưa? Có lẽ phải rút lui trước khi có vấn đề. Tôi thấy không nên để người ở lại trong nhà, nếu không được thì thu dọn đồ quý giá một chút, đêm nay bắt đầu rút. Triệu Quốc Đống nghe thấy vậy thì có chút lo lắng, nếu mưa liên tục như vậy làm nước sông Tú Hà dâng cao vượt đê thì sao? Bí thư Triệu, nếu thật sự di tản hết thì lượng công việc là rất lớn. Ở đây có hai thôn, bên bờ bắc sông Tú Hà có hai thôn, nếu như di tản hết thì dân chúng chưa chắc đã nghe. Trong nhà nhiều đồ như vậy, bọn họ sao có thể bỏ được? Du Chí Phú vội vàng nói. Hơn nữa tình hình bây giờ cũng không quá xấu. Nếu như hệ thống mương bị vỡ thì cũng chỉ ngập nước một chút mà thôi. Chúng tôi đã sớm di tản hết người trong các căn nhà bằng đất, yêu cầu các nhà đó không ai được ở lại. Hơn nữa người già, trẻ em phụ nữ cũng đã lên chỗ cao, chỉ còn thanh niên ở lại, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi sợ không được, một khi sông Tú Hà xảy ra chuyện thì bên này sẽ thành đại dương mênh mông, đến lúc đó anh muốn rời cũng không được. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Vĩnh Quý rồi nói. Lão Lưu, anh có ý kiến gì không? Bí thư Triệu, nếu chỉ là hệ thống mương cống thoát nước thì chắc không có vấn đề gì, nhưng nếu như cả sông Tú Hà có vấn đề thì lại khó nói. Lưu Vĩnh Quý suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua bây giờ yêu cầu dân chúng di rời hết đồ quý giá đi thì sợ có chút khó khăn. Bởi vì bây giờ chưa thấy gì, trước kia cũng xuất hiện tình hình như thế nào nên dân chúng không nhìn xa như vậy. Vậy anh cảm thấy khả năng sông Tú Hà xảy ra chuyện có cao không? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Lưu Vĩnh Quý mà nói. Lưu Vĩnh Quý ngẩn ra rồi nói. Bên Thương Hóa chuẩn bị không đầy đủ, hệ thống đê điều của sông Tú Hà cũng không tốt, dù là sau này có gia cố thì cũng không tốt mấy, chỉ có thể hy vọng mức nước không quá lớn, dòng chảy không mạnh. Mà đập nước Mật Sơn kia càng không được tu sửa vì tốn quá nhiều tiền, bọn họ còn cho người thuê mặt hồ chứa mà nuôi cá, bùn đất đọng nhiều, dung lượng càng nhỏ. Bí thư Triệu, nói thật là hai hôm nay tôi rất lo lắng. Chẳng qua đó là chuyện bên Thương Hóa nên tôi không tiện mở miệng nói. Đây không phải là chuyện của từng huyện mà liên quan đến tính mạng hàng trăm, hàng ngàn người. Anh sao hồ đồ như vậy? Triệu Quốc Đống có chút tức giận mà nói. Bí thư Triệu, vừa rồi Thương Hóa cũng đã bù đắp một chút, cũng gia cố cả đập chứa nhưng tình hình thì tôi không quá rõ. Tôi chỉ biết đôi chút nhưng không có quyền lên tiếng, tôi sao có thể dám nói lung tung? Lưu Vĩnh Quý thở dài nói. Được rồi Lão Du, Lão Tần, bắt đầu từ đêm nay anh di rời người của bốn thôn kia, chỉ mang theo đồ quý giá. Tôi dẫn theo hơn 100 dân binh và 30 cảnh sát chia làm mấy tổ, anh cũng tổ chức cán bộ thị trấn lại, lập tức hành động. Chọn địa điểm di rời, nếu không được thì liên lạc với mấy xã thị trấn xung quanh. Triệu Quốc Đống không nói nhiều mà trực tiếp ra lệnh, một khi sông Tú Hà vỡ đê thì đó là tai họa quá lớn. Bí thư Triệu, chuyện lớn như vậy thì tôi sợ phải báo cáo với thị xã. Quế Toàn Hữu lúc này nói xen vào. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Hoàng. Triệu Quốc Đống cũng biết di rời dân chúng trên quy mô lớn như vậy thì hắn không thể làm chủ. Quế Toàn Hữu không nói nữa, y cũng không biết sao Triệu Quốc Đống lại có thể dự đoán sớm về cơn lũ lụt này như vậy. Từ quy hoạch hệ thống đê điều đến chuẩn bị vật tư đều sớm có phương án, tất cả đều chuẩn bị từ vài tháng trước. Hơn nữa Quế Toàn Hữu còn cảm thấy Triệu Quốc Đống còn muốn làm điểm này ở cả thị xã. Sự thật chứng minh đến bây giờ có vẻ lời tiên đoán của Triệu Quốc Đống đã thành sự thật, hơn nữa tình hình có lẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Hoàng Lăng thì y đang ở Phong Đình. Hoàng Lăng cũng không hỏi nhiều mà chỉ hỏi đã đến lúc đó chưa. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi tỏ vẻ đã đến lúc, nói bên Thương Hóa sợ sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó mới bắt đầu di rời thì sợ không kịp. Hoàng Lăng im lặng một lúc rồi đồng ý để Tây Giang cảnh giác ở mức cao nhất, cũng cảm thấy cần áp dụng di rời dân chúng. Đây coi như là để Triệu Quốc Đống toàn quyền xử lý, mà trách nhiệm Hoàng Lăng sẽ phải gánh chịu. Ở tình huống này Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, chỉ nói cảm ơn Bí Thư Hoàng đã tin tưởng. Quyển 9, chương 69. Hành động di rời dân chúng liền được bắt đầu. Lúc trước hai người Du Chí Phú có chút không hài lòng với hành động độc đoán của Triệu Quốc Đống. Nhưng khi Lưu Vĩnh Quý nói ra lo lắng thì hai người đều sợ. Hồ chứa nước Mật Sơn chính là làm cho mấy xã, thị trấn Tây Giang sẽ biến thành đại dương. Hành động di dân kéo dài tới 4 giờ sáng,
Triệu Quốc Đống nhận được điện của Vưu Liên Hương nói một xã ở khu vực miền núi phía Nam Thương Hóa đã bị nở đất, đến bây giờ đã khiến 3 người chết, 18 mất tích, có lẽ con số thương vong sẽ tăng lên. Hoàng Lăng, thư chí cao cùng chính ủy quân khu Lý Nguyên Khánh đã suốt đêm chạy tới Thương Hóa chỉ đạo cứu người bị nạn. Nghe thấy tin này, Triệu Quốc Đống càng thêm lo về bên Thương Hóa. Bên Thương Hóa không ngờ không cảnh báo cho các xã khu vực miền núi, nếu truy cứu trách nhiệm thì có lẽ sẽ đưa ra tòa án. Dân binh, bộ đội, cảnh sát đều được động viên, cũng may tháng 4, năm đã tiến hành huấn luyện dân binh thì Triệu Quốc Đống đã cố ý nhắc nhở tăng cường năng lực cứu nạn khi lũ lụt, vì thế hắn còn yêu cầu ủy ban quận cấp thêm kinh phí. Mặc dù quần chúng không muốn rời đi trong đêm tối, nhưng sau khi được chính quyền giải thích về sự nguy cấp của tình hình, bọn họ đều nghe theo mà rời đi khỏi nhà. Đêm đó là đêm khó khăn nhất từ khi Triệu Quốc Đống vào chính trị. Mưa gần như không tạnh, lúc to lúc nhỏ, tình hình này là rất nguy hiểm. Nước không ngừng tăng lên, mưa rơi liên tục làm đất không thể hút nước, không ít góc tường đã bắt đầu sủi bọt, có lực tác động từ ngoài là sẽ sập nhà ngay. Cũng may việc di rời tiến hành khá thuận lợi, đến 4 giờ chiều hôm sau coi như hoàn thành một nửa mục tiêu di rời. Ngoài mấy xóm có địa thế cao chưa rời đi, mười mấy xóm ở khu vực chúng đã di rời xong. Cả một ngày một đêm Triệu Quốc Đống chạy quanh 3 xã, thị trấn gần bờ sông Tú Hà. Di dân chủ yếu là ở thị trường Bình An, bên xã Lục Kiều, xã Liễu Trang có địa hình cao hơn chút. Triệu Quốc Đống cũng đã liên lạc với Tằng Lệnh Thuần và Hạ Đồng, yêu cầu bọn họ lập tức tổ chức 20 xe khách, xe tải tới giúp đỡ. Cũng may việc này sớm được bố trí, xe nhanh chóng đến để hoàn thành việc di rời. Bận đến 6 giờ chiều, Triệu Quốc Đống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nước sông hôm qua tăng mạnh, bây giờ biến thành tăng từ từ. Lão Quế, tôi nhìn Du Chí Phú và Tần Hoa liền nghĩ đến anh và Vương Nhị Khải 3 năm trước. Triệu Quốc Đống cầm chén trà đặc uống một ngụm cho tỉnh táo. Vương Nhị Khải làm Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đều phải suy nghĩ. Vương Nhị Khải bây giờ ngả theo gió rất nhanh. Sau khi Hoàng Côn đến Hoa Lâm làm bí thư huyện ủy, chỉ trong 2 tháng Vương Nhị Khải đã thành tâm phúc của Hoàng Côn, thậm chí còn được Hoàng Côn tin hơn cả Trần Đại Lực. Nghe nói trước khi Kỳ Dư Hồng đi thì có lời đồn Lỗ Đạt sẽ thành phó bí thư đảng ủy chính pháp, Hoàng Côn muốn Vương Nhị Khải thay chức phó bí thư huyện ủy của Lỗ Đạt. Nếu Kỳ Dư Hồng không đi thì khả năng này là tương đối lớn. Hoàng Côn có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng, Trần Đại Lực lúc đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ thị ủy đã có tranh cãi, nhưng cuối cùng y đã thành thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Hoa Lâm. Nếu như Lỗ Đạt rời khỏi Hoa Lâm, Hoàng Côn nếu như tiến cử Vương Nhị Khải với Kỳ Dư Hồng thì có lẽ sẽ thành. Quế Toàn Hữu biết Vương Nhị Khải bất mãn, oán hận với Triệu Quốc Đống chính là vì Triệu Quốc Đống đề cử mình trước. Mặc dù sau đó Vương Nhị Khải cũng được Triệu Quốc Đống bù lại, hai người đều thành cán bộ cấp phó huyện nhưng mầm mống kia đã đâm chồi từ đó khiến quan hệ 3 người không còn thân thiết như trước. Bí thư Triệu, Vương Nhị Khải nếu đi theo ngài sẽ tốt hơn. Quế Toàn Hữu nói, mọi người đều có con đường đi riêng của mình. Duyên phận cũng phân dài ngắn. Có thể làm việc cùng nhau là duyên phận, nhưng không thể cùng nhau mà muốn giữ tình nghĩa cũng cần cố gắng. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Nhị Khải ở Hoa Lâm cũng tốt, Hoàng Côn rất coi trọng anh ta, tôi cũng vui thay cho anh ta. Tôi chỉ hy vọng anh ta khi làm việc cần nhằm vào việc, không nhằm vào người, nếu không sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới công việc. Quế Toàn Hữu lặng lẽ gật đầu, y hiểu ý trong lời của Triệu Quốc Đống. Làm việc đầu tiên anh phải công tâm. Nếu như làm việc gì mà suy nghĩ đến cái nhìn của lãnh đạo thì anh mất đi lập trường của mình, loại cán bộ theo chiều gió không thể nào đứng lên được. Vương Nhị Khải trước không phải người như vậy, không biết sao lên huyện lại tính toán thiệt hơn, mất đi khí phách lúc trước. Du Chí Phú có trình độ văn hóa thấp một chút, Tần Hoa trước làm phó chủ tịch phụ trách kế hoạch hóa gia đình. Người này giỏi nói chuyện, cũng có quan hệ tốt với bên dưới. Bây giờ theo chính sách kế hoạch hóa gia đình càng lúc càng được coi trọng, người mắng y cũng ít đi. Quế Toàn Hữu chuyển sang chuyện khác, Triệu Quốc Đống cũng không nói chuyện kia nữa. Ừ, tôi thấy hai người này giỏi phối hợp, tôi vốn lo sẽ chậm trễ công việc, bây giờ xem ra chúng ta có phải là việc bé xé ra to không? Ha ha, bí thư Triệu, chuyện này thà chấp nhận bảo thủ, cẩn thận một chút cũng không sai. Lãng phí nhân lực, vật lực không đáng gì, nhiều lắm nói ngài nhát gan sợ mất mũ là được. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì không chỉ là cái mũ mà còn đối mặt với cả lương tâm của mình. Quế Toàn Hữu nói đúng hợp suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Chuyện khác tôi có thể to gan bỏ qua, nhưng chỉ riêng liên quan đến tính mạng dân chúng thì không thể. Nếu xảy ra chuyện thì không gì có thể cứu vãn.
Triệu Quốc Đống thở dài nói. Không ai có thể coi thứ quý giá nhất của mình là trò đùa. Hai người đang nói chuyện thì Tạ Hữu Chí đi vào nói. Bí thư Triệu, tư lệnh lý quân khu thị xã gọi điện tới nói hồ chứa nước Mật Sơn Thương Hóa xuất hiện tín hiệu nguy hiểm, bây giờ đang xin quân đội đồn trú tăng viện. Ngoài ra Thương Hóa đã động viên toàn bộ đến gia cố hồ chứa nước Mật Sơn. Tư lệnh lý yêu cầu dân binh Tây Giang cố gắng rút được bao nhiêu thì rút và đến tăng viện cho Thương Hóa. Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đứng bật dậy. Sợ thứ gì thứ đó tới. Triệu Quốc Đống vẫn lo hồ chứa nước Mật Sơn xảy ra chuyện. Hai ngày qua đi không có tin gì. Hắn đang đoán có phải hồ chứa nước Mật Sơn qua cửa thì bây giờ lại có chuyện. Vậy tình hình hồ chứa nước Mật Sơn có nghiêm trọng quá không? Triệu Quốc Đống hỏi. Hồ chứa nước Mật Sơn nếu vỡ có thể khiến cho hệ thống đê điều hai bờ sông Tú Hà bị đánh mạnh, điều này sẽ có thể khiến cho nhiều đoạn đê bên dưới vỡ hoặc rò rỉ. Tư lệnh Lý không nói, chỉ yêu cầu tôi mau chuẩn bị lực lượng. Tư lệnh cũng đã báo cáo với quân khu tỉnh, có lẽ thị ủy cũng đã báo cáo lên tỉnh ủy. Tạ Hữu Chí mặt hơi tái lại rồi nói. Bí thư Triệu, may là chúng ta chuẩn bị sớm một ngày, nếu không. Lão Tạ, lực lượng của chúng ta sợ không thể rút được. Mời anh nói với tư lệnh Lý nếu như hồ chứa nước Mật Sơn bị làm sao thì ảnh hưởng lớn nhất ngoài Thương Hóa chính là Tây Giang chúng ta. Cho nên chẳng những không thể rút người mà còn cần tăng viện cho chúng ta. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Sau khi Tạ Hữu Chí tiến vào, Lưu Vĩnh Quý cũng nói. Bí thư Triệu, nếu hồ chứa nước Mật Sơn có vấn đề thì hai bờ sông bên dưới dòng sẽ khá nguy hiểm. Đừng nói bên Thương Hóa. Ngay cả hệ thống đê điều ở Tây Giang chúng ta có qua khỏi cửa này hay không cũng rất khó khăn. Bây giờ lập tức động viên toàn bộ, chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Nghe Lưu Vĩnh Quý nói như vậy, Triệu Quốc Đống biết đã đến tình hình xấu nhất. Năng lực điều chế nước hồ chứa nước Mật Sơn quá kém, thêm bùn động nhiều năm khiến cho hồ chứa không làm được, rất có thể xuất hiện chuyện đập hỏng, đê vỡ. Đến khi đó ngoài Thương Hóa thì cả Tây Giang, Đông Giang đều rất nguy hiểm. Quyển 9, chương 70. Ứng Đông Lưu bỏ máy xuống, y vừa nhận được điện của Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương phụ trách mảng phòng chống lụt bão toàn tỉnh. Nội dung chỉ có một, lũ lụt rất nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Tân Châu, Ninh Lăng, Đường Giang, Lam Sơn gặp mưa rất to, trong đó Ninh Lăng gặp mưa lớn nhất trong lịch sử. Trong vòng 48 h qua mưa đã đạt mức 620 mm, khiến đất đá từ núi đổ xuống. Trong đó huyện Thương Hóa thị xã Ninh Lăng đã có 3 người chết, 18 người mất tích. Hơn 10 hộ dân bị nhốt trong núi không thể liên lạc. Tình hình rất nghiêm trọng là do hồ chứa nước Mật Sơn bị lũ trên núi đổ ập xuống khiến đập tràn đã có vết rạn. Nếu đập tràn vỡ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của hơn 100.000 dân bên dưới, tình hình rất nguy hiểm. Vấn đề nghiêm trọng tới như vậy, sao thị xã Ninh Lăng hôm qua không báo cáo? Một đêm mà đã đến mức như vậy, thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng làm ăn cái gì? Ứng Đông Lưu rất tức giận và không thở nổi. Chẳng qua y cảm thấy trước mặt không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng mà là phó của mình nên mới đè cơn tức giận trong lòng xuống. Đã báo cáo với bí thư Ninh chưa? Tôi đã báo cáo với bí thư Ninh. Bên Ninh Lăng, Hoàng Lăng và thư chí Cao đã đến Thương Hóa chỉ huy. Hơn nữa ban chỉ huy quân sự địa phương cũng đã thông qua quân khu tỉnh liên lạc với quân khu Quảng Châu xin tăng viện. Thị xã Ninh Lăng đang tiến hành động viên khẩn cấp, dân binh và cảnh sát đã được điều động toàn bộ để đi cứu nạn. Khang Nhân Lương đầu bên kia cũng có tâm trạng rất nặng nề. Y vừa lên làm cán bộ tỉnh đã gặp chuyện này, ai chẳng lo. Nhất là gặp thiên tai lớn như vậy, lực lượng con người là quá nhỏ bé. Không ai có thể đoán trước thời tiết khắc nghiệt này sẽ gây hậu quả lớn như thế nào. Ừ, yêu cầu Ninh Lăng toàn lực tự cứu, không tiếc tất cả mà cứu dân chúng bị nhốt ra. Ứng Đông Lưu nói, tôi lập tức đến Ninh Lăng. Anh thông báo văn phòng và tỉnh ủy chuyện này sợ phải lập tức báo cáo với Trung ương Đảng và Quốc vụ viện. Ngoài ra bên quân đồn trú thì tôi sẽ lập tức liên lạc quân khu tỉnh để bọn họ nhờ bên Quảng Châu giúp. Đúng, quân đóng ở Ninh Lăng có bao nhiêu? Có một binh đoàn có lẽ là của quân khu tỉnh, cũng đã xin chỉ thị của quân khu Quảng Châu, chắc lập tức sẽ có hồi âm. Khang Nhân Lương nghe Ứng Đông Lưu muốn đi Ninh Lăng nên vội vàng nói. Chủ tịch Ứng, tôi thấy để tôi đi Ninh Lăng. Tình hình ở Tân Châu cùng Lam Sơn tốt hơn một chút, Đường Giang vấn đề chắc cũng ít hơn, bây giờ nguy hiểm nhất là Ninh Lăng. Hồ chứa nước Mật Sơn là đập chứa xây dựng từ những năm 50, dung lượng nhỏ, năng lực tiết nước kém, tôi lo hồ chứa nước Mật Sơn mà xảy ra chuyện thì sẽ. Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút, y vốn không muốn để Khang Nhân Lương đi Ninh Lăng, bên Đường Giang cũng không lạc quan,
Chẳng qua Khang Nhân Lương nói như vậy, y đành phải nói. Được, anh bố trí chuyện trên tỉnh, mật thiết chú ý bên đường Giang, tôi sẽ nói chuyện với Bí Thư Ninh rồi chúng ta lập tức tới Ninh Lăng. Hoàng Lăng mặt xa sầm đứng trong văn phòng quản lý hồ chứa nước Mật Sơn. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ rất sáng, tiếng người không ngừng vang lên. Binh đoàn đồn trú đã tới đập nước và bắt đầu mạo hiểm đắp lại đập. Nhưng vấn đề của hồ chứa nước Mật Sơn là rất nghiêm trọng, hơn nữa nước từ thượng nguồn không ngừng đổ xuống, năng lực tiêu thoát nước đã đến mức lớn nhất mà mực nước vẫn tăng lên. Bên khí tượng dự báo đêm nay sẽ mưa rất to, Hoàng Lăng cảm thấy hồ chứa nước Mật Sơn này khó chống đỡ được tới sáng mai. Y vốn nghĩ tình hình Phong Đình đã rất xấu, không ngờ Thương Hóa còn kém hơn. Hồ chứa nước Mật Sơn này đã thành quả bom khổng lồ đối với sông Tú Hà. Nếu hồ chứa nước Mật Sơn bị vỡ, nước trực tiếp đổ xuống. Y nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi, lo lắng của Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Thương Hóa, Hoàng Lăng có thể kết luận ngay cả bọn họ cũng không nắm chắc về hệ thống đê điều của hai bên bờ sông Tú Hà. Cửa văn phòng được mở ra, một sĩ quan quân đội cùng Cục trưởng Cục Thủy lợi ứng Đông Lưu tiến vào. Bí Thư Hoàng, tư lệnh Lý. Sao rồi? Lý Nguyên Khánh rất nghiêm túc nói. Rất không tốt, đập lại xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nước đã ngấm vào, có chỗ có khe rất lớn. Nếu mực nước không ngừng tăng cao, tôi cảm thấy nó khó có thể duy trì. Một sĩ quan nói. Bây giờ phải lo nếu như hồ chứa nước Mật Sơn vỡ thì hạ lưu sẽ rất nguy hiểm. Đội trưởng Phương, không có chút hy vọng nào sao? Lý Nguyên Khánh cắn chặt răng mà nói. Dân chúng hai bên bờ sông hạ lưu đang được khẩn cấp sơ tán. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì muốn hoàn thành là không thể. Sĩ quan kia lắc đầu nói. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng tôi cần nhắc mọi người phải chuẩn bị tư tưởng cho tình hình xấu nhất, phải tăng tốc di dân ở hạ lưu. Cảm ơn các anh đã ủng hộ. Tất cả cán bộ đảng viên của Ninh Lăng đang tập trung vào công việc di dân. Nhưng chúng tôi cần thời gian, xin các anh dù như thế nào cũng phải giúp chúng tôi tranh thủ thời gian. Hoàng Lăng thấy mình lúc này đang rất khẩn trương. Hoàng Lăng hít sâu một hơi rồi nói. Lão Uông, tình hình đê thế nào rồi? Đội trưởng Phương nói đúng, đã rất nguy hiểm, đã dạn tức là bên trong đập có vấn đề, không chú ý một chút là sụp đổ. Ứng Đông Lưu trông già đi chục tuổi, hai ngày liên tục vất vả làm y từng tuổi này không chịu được. Nhưng y không dám chậm trễ. Hoàng Lăng đang định nói thì điện thoại di động vang lên. Chủ tịch Khang, chào ngài, hả, tôi đang ở hồ chứa nước Mật Sơn, tình hình rất nghiêm trọng. Đập chứa đã xuất hiện khe nứt, căn cứ nhân viên cứu nạn nói thì muốn giữ là rất khó khăn. Nhất là đêm nay sẽ có mưa to chút xuống, ngài và chủ tịch Ứng sẽ tới. Vâng, hạ lưu đang tiến hành sơ tán, chúng tôi đang tranh thủ thời gian, chủ yếu là thời gian. Không ai ngờ vỡ đên lại nhanh như vậy, mưa vừa chút xuống hơn một tiếng, hồ chứa nước Mật Sơn bắt đầu sụp đổ, may là tốc độ không quá nhanh khiến mọi người đang làm việc còn kịp rút sang hai bên. 5 phút sau, việc sụp đổ bắt đầu diễn ra ở quy mô lớn, cả hồ chứa nước Mật Sơn cũ kỹ đã xong. Nhân viên cứu nạn lập tức rút lên chỗ cao, cơn lũ lớn quét ngang qua làm cả đập nước vỡ tan và gào thét lao xuống dưới. 3 phút sau Triệu Quốc Đống nhận được tin hồ chứa nước Mật Sơn đã vỡ. Nửa tiếng sau, sông Tú Hà đoạn qua Thương Hóa xuất hiện hiện tượng sói mòn đê. Nhân viên cứu nạn lập tức đắp lại nhưng do trên đê xuất hiện nhiều chỗ nguy hiểm khiến cho đê bị vỡ hai chỗ. Sông Tú Hà như con rồng nổi giận gào thét tiến vào hai chỗ vỡ đó. Tình hình thế nào? Ứng Đông Lưu đến Thương Hóa, mấy xã, thị trấn phía bắc Thương Hóa đã chìm trong nước. Chủ tịch Ứng, chúng tôi đang tiến hành sơ tán với tốc độ nhanh nhất nhưng hồ chứa nước Mật Sơn vỡ quá nhanh, mấy xã, thị trấn phía bắc chưa sơ tán xong. Bây giờ vẫn có hơn 3.000 dân bị nhốt trong nước, chẳng qua hầu hết bọn họ đã lên chỗ cao, tình hình cụ thể chưa thể thiết kế. Hoàng Lăng gặp được Ứng Đông Lưu thì cố làm mình bình tĩnh. Tôi đã nhờ đoàn thuyền cứu nạn đóng ở An Đô khẩn cấp tăng viện, có lẽ sáng mai sẽ tới nơi. Sáng mai Bí Thư Hoàng cũng tới. Ứng Đông Lưu nhìn quanh mà nói. Thương Hóa chẳng lẽ không chuẩn bị từ trước sao? Chẳng lẽ không có loại thuyền nào để cứu nạn? Không có thì nhanh chóng điều từ thị xã xuống, trên tỉnh thì mai mới tới. Anh bây giờ cần làm là phải để dân chúng cảm thấy đảng, chính quyền không bỏ rơi bọn họ. Ứng Đông Lưu nhìn chằm chằm làm Hoàng Lăng đổ mồ hôi. Thương Hóa căn bản không chuẩn bị về chuyện này, bây giờ tìm đâu ra cano cứu nạn. Hai quận kia thế nào? Ứng Đông Lưu cũng không làm khó Hoàng Lăng chuyện này mà chuyển sang quận Tây Giang cùng quận Đông Giang. Bên quận Đông Giang thì có thị trưởng Chí Cao chỉ huy cứu nạn, tình hình không tốt.
Chẳng qua do quận Đông Giang vì hơi xa, nước chảy không quá mạnh nên chỉ có hai xã bị lũ tràn tới, dân bị nhốt khoảng ngàn người. Hoàng Lăng cố lấy bình tĩnh mà nói. Bên Tây Giang thì tốt hơn, bởi vì hôm qua bọn họ đã sớm di rời, hơn nữa tổ chức có trật tự. Cho nên mặc dù có ba xã, thị trấn bị lũ tràn tới nhưng hầu hết dân chúng đã lên nơi an toàn, chỉ có hơn 10 người bị nhốt. Bọn họ đang dùng thuyền, cano cứu nạn suốt đêm. Thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang đồng chí Triệu Quốc Đống vừa gọi điện với tôi cam đoan Tây Giang không có ai bị nhốt trong lũ, cam đoan không ai bị chết. Mắt Ứng Đông Lưu sáng lên mà nói. Cậu ta sao lại chắc chắn như vậy? Quyển 9, chương 71. Đồng chí Triệu Quốc Đống hôm trước đã gọi điện cho tôi nói lo lắng nước sông Tú Hà dâng quá cao sẽ uy hiếp tính mạng, tài sản của dân chúng quanh vùng, hy vọng có thể sớm di rời. Tôi đã đồng ý để cậu ta căn cứ tình hình thực tế mà quyết định. Sau đó Tây Giang đã vận dụng dân binh, cảnh sát, đảng viên tạo thành mấy đội xung kính tiến hành di dân các xã, thị trấn có địa thế thấp. Sau đó khi Thương Hóa có lũ lớn, Tây Giang đã mở rộng phạm vi mà cho rằng sẽ bị nguy hiểm. Vì thế khi hồ chứa nước Mật Sơn bị vỡ, mấy xã, thị trấn phía nam về cơ bản đã di dời xong. Hoàng Lăng cẩn thận nói. Làm rất tốt. Ngay cả Ứng Đông Lưu cũng không nhịn được mà than. Bây giờ nơi đáng lo nhất là Thương Hóa và quận Tây Giang cùng quận Đông Giang. Tây Giang mà xảy ra vỡ đê thì rất nguy hiểm. Ở Tây Giang và Đông Giang có sợ đê gặp sự cố không? Hệ thống đê điều của Tây Giang năm nay đã tiến hành gia cố toàn diện, không xuất hiện vấn đề. Nhưng Đông Giang lại có nguy hiểm, bây giờ quân đội và dân binh đang cố gắng đắp các chỗ thủng. Hoàng Lăng ngừng một chút rồi nói. Thị trưởng Chí Cao đang ở Đông Giang để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Một thị xã mà sao biểu hiện của các quận, huyện lại khác nhau, nguyên nhân là gì? Ngoài thiên tai thì có do nhân họa không? Là do công tác tổ chức không tốt hay năng lực và tư tưởng của cán bộ khinh thường, trễ nải? Lão Hoàng, anh mới tới gặp chuyện này nhưng điểm này cần nghiên cứu kỹ. Bây giờ chúng ta tập trung vào việc cứu quần chúng bị vây trong lũ. Ứng Đông Lưu thở dài một tiếng. Bây giờ đã là rạng sáng, phải lập tức nghĩ biện pháp cố gắng cứu quần chúng đang gặp nguy hiểm. Nhà dân sau một đêm ngâm nước rất có thể sập bất cứ lúc nào. Chỉ mong đoàn thuyền có thể tới nhanh. Hoàng Lăng nghe thấy mà không khỏi gật đầu. Xảy ra chuyện như vậy thì ai làm bí thư, thị trưởng cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dù cho anh hôm qua mới tới, hôm nay xảy ra chuyện thì cũng phải chịu trách nhiệm. Cũng may vị chủ tịch tỉnh này còn thể hiện khách khí đôi chút. Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp ngày hôm sau đã tới Ninh Lăng. Một đám người do Khang Nhân Lương, Nghiêm Lập Dân cầm đầu đi tiếp lãnh đạo tỉnh ủy. Ninh Pháp không cho bọn họ nói gì nhiều, chỉ hỏi qua tình hình trước mắt rồi chạy tới Đông Giang. Đi theo Ninh Pháp đến còn có thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm, thường vụ tỉnh ủy, tư lệnh quân khu tỉnh Vương Kiều Sinh, chi đoàn thuyền sau khi tới liền lập tức vào cứu viện. Đông Giang có nhiều xã, thị trấn bị ngập lụt, nhưng quan trọng nhất là hai xã có địa thế trũng ở phía nam. Nước quá lớn làm hai nơi này thành biển nước. Ninh Pháp ngồi thuyền tiến vào khu nhà ngập nước, nhiều nhà đã bị ngập hơn nửa. Đoàn thuyền cứu nạn có hiệu suất khá cao, rất nhanh đã cứu được người dân bị nhốt. Chẳng qua số dân hai xã này khá lớn, hơn nữa phân tán khiến lượng công việc không nhỏ. Chính quyền Đông Giang cũng tổ chức nhiều thuyền nhỏ bắt đầu tiến hành thử cứu, nhưng do nước chảy quá mạnh khiến các con thuyền dễ lật. Bí thư Ninh, tình hình là rất nghiêm trọng, nước không hề giảm, hơn nữa cứ mưa như vậy thì mực nước còn tăng lên. Sẽ thành áp lực đối với đê phòng hộ của thị xã Ninh Lăng. Bên khí tượng nói mực nước sông Ô Giang sẽ cao nhất trong lịch sử. Hồ Liêm thở dài nói. Nếu khi nội thành Ninh Lăng vỡ đê thì sẽ rất nguy hiểm. Lão Thư, khu nội thành Ninh Lăng không có vấn đề gì chứ? Ninh Pháp ngồi trên đầu thuyền nhìn ra xa xa. Ninh Pháp nói mặc dù không lớn tiếng nhưng cũng làm Thư Chí Cao run lên. Bí thư Ninh. Đê khu vực nội thành thì trước đó chúng tôi đã chuyên môn kiểm tra và gia cố, chắc là không có vấn đề gì. Chắc là, bên phía thành chính tuyệt đối không vấn đề gì, tôi xin cam đoan. Thư Chí Cao cắn răng nói. Lúc này thể hiện thái độ chính là chịu trách nhiệm, bây giờ y rất cảm kích Triệu Quốc Đống ép cục thủy lợi phải gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, vì thế Kim Vĩnh Kiện còn nói trước mặt y rằng Mạnh Nguyên cùng Uông Đạo Lộc tự tiện đầu tư tiền vào nơi không đáng đầu tư. Nói hệ thống đê điều sông Ô Giang rất tốt, năm nào cũng có duy tu, hoàn toàn không cần đầu tư lần nữa. Mạnh Nguyên cùng Uông Đạo Lộc ngại áp lực của ai đó nên đầu tư gần 1 triệu, đây là tiêu xài hoang phí. Thư Chí Cao lúc đó cũng tức giận. Chỉ cần Tây Giang không vấn đề gì,
Đông Giang và khu khai phát dù có xuất hiện một chút tình hình thì cũng dễ giải thích. Tài sản các nhà máy không thể so sánh với sinh mạng người dân. Hừ, tôi còn tưởng điểm này anh là thị trưởng còn không dám nắm chắc. Khu vực nội thành không vấn đề gì, nói cách khác các khu còn lại có thể xảy ra chuyện. Bí thư Ninh, cơn lũ này đến quá mạnh, quy mô vượt qua kinh nghiệm của chúng tôi không dám nói bừa trước mặt ngài. Bên Đông Giang sợ chuẩn bị không đầy đủ bằng Tây Giang nên. Thư Chí Cao thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Ninh Pháp không nói thêm. Bên nội thành hình như là Tây Giang, tại sao bên đó anh dám cam đoan? Trước đó Tây Giang đã tiến hành gia cố hệ thống đê điều, cho nên tôi dám nắm chắc. Nhưng ngài cũng biết đó, tài chính Ninh Lăng có hạn cho nên. Được rồi, lúc này tôi không muốn nghe anh khóc nghèo. Tôi chỉ cần xác thực một điểm là đủ. Nếu Tây Giang không có vấn đề, như vậy Lão Vương, đoàn thuyền cứu nạn chủ yếu dồn vào Thương Hóa và Đông Giang. Đến 3 giờ chiều, Ninh Pháp mới đến Thương Hóa gặp mặt Ứng Đông Lưu và Hoàng Lăng. Tình hình Thương Hóa rất nghiêm trọng. 4 xã thị trấn có hơn 3.000 người bị vây trong nước, công tác cứu nạn diễn ra rất chậm. May là Tây Giang cung cấp 2 chiếc cano mới tinh đã làm Hoàng Lăng bớt xấu hổ trước mặt Ứng Đông Lưu. Số người chết và mất tích của Thương Hóa đã không thể thống kê. Nước mặc dù không tăng lên, nhưng bên khí tượng nói khu vực núi vẫn còn có thể mưa to một lần nữa. 5 giờ chiều, chủ nhiệm Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Văn Quốc Cơ dẫn theo Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Dương Thiên Minh từ sân bay Thái Bình chạy thẳng tới Ninh Lăng. 8 giờ 30 tối Phó Thủ tướng Văn đến xem thực địa khu tai nạn của Ninh Lăng. Đêm xuống, khu vực núi Võ Lăng mưa càng lớn hơn, mực nước sông Ô Giang và Tú Hà đã đạt đỉnh lịch sử, đê Thúy Hà có nhiều điểm gặp nguy hiểm, 3 chỗ vỡ đê. Cũng may phát hiện kịp thời nhưng vẫn có một chỗ vỡ đê khiến một thị trấn của Đông Giang chìm trong biển nước. Chiều hôm sau, Phó Thủ tướng Văn chạy đến Thương Hóa chỉ huy việc cứu nạn. Quân khu Quảng Châu cũng thông qua đường hàng không và đường sắt đưa đến đoàn thuyền, ngoài ra hai binh đoàn dã chiến đóng quân ở tỉnh An Nguyên cũng đến Ninh Lăng để tiến hành cứu nạn. Mặt Triệu Quốc Đống đang tái mét, mấy hôm liên tục phòng chống lụt bão, mỗi ngày ngủ có gần tiếng, may mà sức khỏe của hắn tốt nên duy trì được. Chẳng qua mấy vị lãnh đạo quận khác đã không duy trì được. Tình hình bên Tây Giang đã dần ổn định. Triệu Quốc Đống cũng cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lúc này hắn cùng Lạc Dục Thành, Thi Cương đi kiểm tra sông Tú Hà. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng nước vẫn còn rất cao. Đoạn đê bị vỡ ở Thương Hóa đang tiến hành đắp lại nhưng do lượng nước quá lớn nên tiến triển chậm chạp. Bí thư Triệu, Phó Bí thư Lạc, trận mưa này làm Ninh Lăng chúng ta ít nhất phải 2-3 năm mới khôi phục lại được. Vinh Thịnh trước là Phó trưởng phòng đất đai, sau đó về xã làm chủ tịch xã, bí thư đảng ủy. Cuối cùng lên phòng làm trưởng phòng, sau đó thành phó chủ tịch quận. Thu hoạch nông nghiệp vụ này coi như xong, chẳng qua cũng may Tây Giang chúng ta bị tổn thất có mấy xã nông thôn phía nam. Nếu như tài chính cứu nạn trên trung ương, tỉnh kịp thời đưa tới thì Tây Giang cũng không quá khó khăn. Lạc Dục Thành gật đầu nói. Phó Thủ tướng Văn không phải nói trung ương rất chú trọng, quần chúng nhân dân cả nước rất chú ý đến công tác phòng chống lụt bão của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả lưu vực sông Trường Giang sao. Quyển 9, chương 72. Lũ khiến chúng ta tổn thất lớn, nhưng có lẽ đây là cơ hội của Tây Giang. Sau cơn lũ, quốc gia và tỉnh nhất định sẽ ủng hộ Ninh Lăng, Tây Giang về chính sách và tài chính. Nếu chúng ta nắm chắc cơ hội này thì đó sẽ khiến Tây Giang phát triển mạnh. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tai họa mang tới tổn thất thì chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển mà đoạt lại. Đây là ý của tôi, khi báo cáo với Phó Thủ tướng Văn, tôi cũng đã đưa ra ý này. Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh đều đang cân nhắc lời Triệu Quốc Đống nói. Trên thực tế hai người đều khiếp sợ vì khả năng dự đoán như thần của Triệu Quốc Đống. Khi Ủy ban quận bỏ tài chính ra duy tu hệ thống đê điều, bên quận ủy, Ủy ban quận cũng có ý kiến phản đối, nói đây là lãng phí. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không biết làm như thế nào thuyết phục được Tăng Lệnh Thuần, điều này làm âm thanh phản đối bị chèn ép. Mà bây giờ đã chứng minh ánh mắt của Triệu Quốc Đống là rất chính xác. Biển hiện trong công tác phòng chống lụt bão của Tây Giang là quá xuất sắc. Mặc dù quận Đông Giang cùng Thương Hóa chưa thống kê được số người chết, nhưng có thể đoán được thấp nhất là trên 50 người. Mà Tây Giang không có một ai, qua đó đã lộ rõ năng lực tổ chức lãnh đạo của quận ủy, ủy ban Tây Giang. Phó Thủ tướng Văn và Phó Bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên đều đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của Tây Giang. Đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình việc phòng chống lụt bão của Đông Giang. Cũng đưa ra yêu cầu cơ quan chuyên môn cần tìm rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm người đáng truy cứu.
Câu này làm bí thư, chủ tịch Đông Giang đều run sợ. Dù là Lạc Dục Thành hay Vinh Thịnh đều biết biểu hiện của Triệu Quốc Đống trong cuộc chiến chống lụt bão này đã được Phó Thủ tướng khẳng định. Mặc dù không rõ thái độ của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nhưng sự thật trước mặt là không ai có thể phủ nhận. Mà tất cả đều do sự lãnh đạo đắc lực của Triệu Quốc Đống. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ xem làm như thế nào để phòng chống lụt bão, Triệu Quốc Đống lại suy nghĩ lợi dụng cơn lũ lụt để phát triển kinh tế Tây Giang, lối suy nghĩ này làm Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh không thể thích ứng. Đầu Triệu Quốc Đống sao quá nhạy bén như vậy? Trên đê có nhiều người canh giữ, nhất là khu vực gần Thương Hóa thì còn có khá nhiều dân binh theo dõi tình hình nước lên xuống. Theo mưa ngừng rơi, sông Tú Hà cũng dần ổn định không nâng mức nước lên nữa, điều này làm mọi người yên tâm đôi chút. Ngay khi đám người Triệu Quốc Đống chạy xe trên dê thì phía trước có sự ồn ào làm mọi người chú ý tới. Xảy ra chuyện gì? Mấy người chạy tới thì thấy có một bóng đen đang vật lộn trong dòng nước. Cách bờ sông chừng 100 mét có hai người đang bám vào một cây gỗ mà xuôi theo dòng nước. Tốc độ nước khá nhanh, chỉ trong nháy mắt nó đã vượt qua chỗ mấy người Triệu Quốc Đống đứng. Từ phía xa xa có thể miễn cưỡng thấy hai cô gái đang ôm chặt cây gỗ. Có lẽ do trôi trên dòng nước quá lâu nên không còn sức mà kêu. Từ nơi này xuôi xuống vài km là nơi giao nhau của sông Tú Hà và Ô Giang, nói cách khác còn khoảng 10 là hai người có thể bị cuốn vào dòng Ô Giang, nếu như vậy thì coi như đừng mong lên bờ. 10 người chạy theo hầu hết là dân binh nhưng không ai dám dễ dàng nhảy xuống cứu người. Nước chảy xiết như vậy, ai cũng biết xuống thì không thể nào lên được bờ. Muốn cứu người thì trước hết phải giữ được mạng mình. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Lạc Dục Thành, Vinh Thịnh và mấy dân binh vội vàng kêu lên. Bí thư Triệu, ngài muốn làm gì? Không được, rất nguy hiểm, bên dưới là dòng Ô Giang, nước chảy rất xiết. Yên tâm, Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, 100 mét đúng là có chút nguy hiểm, nhưng không phải không thể. Thấy Triệu Quốc Đống cởi quần áo, mấy dân binh cũng vội vàng cởi quần áo. Bí thư quận ủy dám làm như vậy. Bọn họ cũng muốn thử. Không cần nhiều người, nước chảy quá nhanh nên cần người bơi giỏi, có thể lực tốt. Tuổi lớn và thể lực không tốt thì không nên xuống nếu không sẽ hy sinh vô ích. Có 2-3 người là đủ, tôi nói thật, các anh phải phụ trách với tính mạng và gia đình mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh, Triệu Quốc Đống chỉ mất chục giây đã nhảy xuống nước. Theo Triệu Quốc Đống vào nước, cuối cùng có 3 dân binh tự tin vào thể lực và kỹ thuật bơi cũng cởi xong quần áo và lao xuống. Trên đê rất yên tĩnh, mọi người đều trơ mắt nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào mấy người đằng trước. Người từ trên chạy xuống càng lúc càng nhiều, tất nhiên là phát hiện cảnh này. Có mấy chiếc xe cũng phát hiện ra nên ngừng lại, vài người chui ra. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Có 2 người bị trôi từ thượng nguồn xuống, xem ra sắp không chống đỡ được. Mấy người bí thư Triệu đã nhảy xuống cứu người, rất nguy hiểm. Bên dưới là dòng Ô Giang. Cô gái vừa hỏi sáng mắt lên như là phát hiện câu chuyện đặc sắc rồi vội vàng chạy theo mọi người xuống dưới. Vừa chạy cô vừa hỏi. Này, bí thư Triệu là bí thư gì vậy? Bí thư gì? Đương nhiên là bí thư quận ủy Tây Giang rồi. Không ngờ bí thư Triệu to gan như vậy. Chỉ mong bí thư thành công. Ôi, tôi bơi kém nếu không cũng nhất định xuống. Cô gái nghe vậy liền ngẩn ra rồi vội vàng chạy về xe mà nói. Bác Trương, mau quay đầu đuổi theo. Hôm nay chúng ta tìm được tin tức lớn rồi, nhanh, nhanh. Bác lái xe cũng là người lão luyện, quay đầu xe rất tốt. Mấy phóng viên cầm máy quay lên xe rồi lao thẳng xuống dưới. Triệu Quốc Đống khi xuống được nước thì thân cây kia đang lao xuống dưới rất nhanh. Ở trên bờ không cảm nhận được gì, nhưng khi xuống nước Triệu Quốc Đống mới cảm nhận tốc độ chảy của nước nhanh và mạnh như thế nào. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu xác định phương hướng mục tiêu rồi vung tay bơi thật nhanh. Triệu Quốc Đống biết từ chỗ hắn xuống nước đến chỗ sông Tú Hà gặp Ô Giang chỉ là mấy ngàn mét, nói cách khác chỉ có 10 đến 20 phút để cứu hai người kia. Nếu vào dòng Ô Giang thì coi như xong đời. Trời cũng bắt đầu tối đen, nếu vào dòng Ô Giang thì không thể xác định được phương hướng hai người kia, vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Triệu Quốc Đống chỉ mất vài phút là bơi tới thân cây, xem ra đây là hai mẹ con. Người lớn hơn 30, đứa bé khoảng 14, 15. Khi Triệu Quốc Đống lao tới, có lẽ thấy được hy vọng sống nên cô gái bớt khẩn trương mà khẽ thả lỏng tay, thoáng cái bị biển nước trùm lấy. Trên bờ liền vang lên tiếng kêu sợ hãi. Triệu Quốc Đống vội vàng lặn sâu xuống nước, đưa hai tay chụp tới, tay phải chạm vào thứ gì đó, hắn vội vàng xoay người giữ chặt tay rồi ra sức đập nước.
cô bé kia mặt xám trắng, không ngừng ho khan. Triệu Quốc Đống không dám thả cô gái ra, chỉ có thể đặt cô lên thân câu. Mẹ cô bé cũng đang khẩn trương gào lên gọi. Giữ chặt lấy. Triệu Quốc Đống ra sức đưa cô gái lên thân cây và ra hiệu đối phương ôm lấy, sau đó hắn chuyển sang đầu bên, ra sức đẩy thân cây lên bờ. Chẳng qua nước chảy quá mạnh, sức người có hạn, Triệu Quốc Đống dùng hết sức mới làm thân cây trách về bờ. Chẳng qua với tốc độ này không chừng chưa đến bờ đã chảy vào ô giang. Làm Triệu Quốc Đống vui mừng là ba dân binh kia chỉ 2-3 phút sau là tới, bốn người đẩy thân cây vào bờ nên nhanh hơn nhiều.